Đấu phá thương khung chương 410, đan hỏa chi kỷ. Phía trên quảng trường rộng lớn, hai bóng người đối lập nhau, trên bàn tay hai người đều tự lượng lờ ngọn lửa màu xanh thẫm và màu tím, trong lúc ngọn lửa bốc lên, mang theo nhiệt độ nóng rực, làm cho không gian quanh thân hai người đều thoáng có chút vặn vẹo hư ảo. Nhìn hai màu ngọn lửa trong tay hai người, phía trên khán đài lâm vào một mảnh im lặng, hồi lâu sau, mới có người sợ hãi phát ra thanh âm khó có thể tin. Tiêu Viêm kia làm thế nào mà cũng có thể triệu hồi ra ngọn lửa thực chất? Đây không phải chỉ có luyện dược sư hoặc là cường giả đã ngoài cấp bậc đấu vương mới có thể làm được sao? Chẳng lẽ người này cũng là một gã luyện dược sư phải không? Ngọn lửa màu tím, thật nổi bật, trên khán đài chung quanh quảng trường, từng tiếng than thở sợ hãi, hoặc là tiếng nghi ngờ, không ngừng vang lên. Tiểu tử hỗn đản này sao có được loại hỏa diễm này chứ? Nhìn thấy biến cố trong sân, Tiêu Ngọc cũng thoáng ngẩn ra, một lát sau, bỗng nhiên lầm bầm nói, đúng rồi, nhớ lúc trước khi rời đi, hình như đã nghe nói qua tiểu tử kia có một sư phụ luyện dược sư thần bí, hiện tại xem ra, hẳn hắn cũng là một gã luyện dược sư a, khó trách có thể triệu hồi ra thực chất ngọn lửa có tính chất tương đồng so với mục lục. Huân Nhi một bên ánh mắt vẫn chăm chú vào trong sân, nhẹ gật đầu, trải qua hồi báo của Lăng Ảnh, trong lòng nàng rõ ràng, hiện tại Tiêu Viêm còn có con bài chưa lật, nếu là thi triển toàn bộ ra mà nói, sợ rằng trong những học viên cường giả đồng cấp, thật đúng là không có vài người có thể chiến thắng hắn. Lục Mục kia tuy rằng cũng có thể tính là một gã cường giả thiên phú hiếm có, nhưng so với Tiêu Viêm mà nói, vẫn như cũ không tạo được trở ngại quá lớn. Tiêu Viêm hiện giờ đã hơn xa cái tên thiếu niên phế vật tại trong Tiêu gia nhận hết xem thường cùng trào phúng kia. Hắn sở hữu thiên phú tu luyện sẽ làm cho bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy rung động. Tại một mặt khác của khán đài, Bạch Sơn sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm trước mặt triệu hồi ra ngọn lửa màu tím thì thoáng âm trầm, một chút cũng không nghĩ tới người này phía sau còn có được bực này con bài chưa lật. Hắc hắc, Vân Sơn đại ca không cần lo lắng, cho dù tên kia có được cái loại ngọn lửa cùng loại với Lục Mục cũng đều không là đối thủ của ngươi. Lúc trước Lục Mục bằng vào lam tinh hỏa của hắn cũng không phải đã thua trong tay ngươi sao? Lúc sắc mặt Vân Sơn hơi trầm xuống thì một tiếng cười nói kèm vài phần nịnh nọt từ một bên truyền ra, Vân Sơn nhìn lại, hóa ra là vài vị bạn cùng lớp ngày thường vẫn theo bên người, đối với loại lời nói sớm ngày lấy lòng này thì sắc mặt của hắn vẫn chưa xuất hiện vui sướng gì. Chỉ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, lam tinh hỏa kia của Lục Mục đích xác làm cho người ta kiên kỵ, lúc trước ta chiến thắng hắn, cũng có một phần duyên cớ là nhờ vận khí, thế nhưng cũng không biết, là lam tinh hỏa của hắn lợi hại hay là ngọn lửa màu tím kia của Tiêu Viêm càng sâu một bậc, mặc kệ bọn họ ai thắng. Dù sao khi gặp Vân Sơn ca, đó là sẽ gặp tới kết quả bị loại bỏ. Tới thời điểm đó Huân Nhi học muội tự nhiên sẽ biết sự vĩ đại của Vân Sơn đại ca, xem nàng nhìn như lạnh nhạt thế kia nhưng kỳ thực tính tình cao ngạo. Tất nhiên sẽ không cùng với một tên thất bại ấy đi cùng một chỗ, mà đến lúc đó Vân Sơn đại ca sẽ như ý nguyện rồi a. Bạch Sơn khóe miệng khẽ nhếch, lời ngọt thì ai nghe đều cũng không chán. Huống hồ hắn hiện tại thích nhất người khác ở trước mặt hắn đánh giá thấp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hy vọng ngươi có thể đánh bại Lục Mục a, bằng không mà nói, ta đây chẳng phải là thiếu đi vài phần lạc thú hay sao? Ta sẽ ở trước mặt Huân Nhi, đem ngươi hoàn toàn đánh bại. Ta muốn cho ngươi ngày sau không còn mặt mũi tiếp tục xuất hiện ở trước mặt Huân Nhi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tươi cười của Bạch Sơn lại dần dần trở nên ấm áp. Hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn giữa sân. Ở một bên khác, Hồng Y thiếu nữ đồng dạng cũng bởi vì Tiêu Viêm tạo ra tử hỏa mà thoáng chút kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó liền hồi phục lại, sau khi thầm nói một tiếng, lại đem tâm thần lần nữa chăm chú giữa sân, suy đoán trước tràng tỷ thí ngày hôm nay, trận tỷ thí của Tiêu Viêm cùng Lục Mục, không nghi ngờ là nhiều người xem nhất, điểm này, cho dù là tính tình cao ngạo như nàng, cũng không phủ nhận. Hỏa lão đầu, thế nào? Có thể nhìn ra ngọn lửa màu tím của Tiêu Viêm là gì sao? Tại vị trí ghế trung tâm, phó viện trưởng cười tủm tỉm nhìn lão nhân trầm mặc ít nói ngồi bên phải, thấy lúc trước hắn ăn gì đó, hẳn là một loại đan dược nhân tạo hoặc là giả dược hoàng ẩn chứa ngọn lửa cuồng bạo, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này, thế nhưng thứ này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại rất khó khống chế, tên Tiêu Viêm này nếu là nghĩ muốn dựa vào nó mà liền cùng lam tinh hỏa của Lục Mục chống lại mà nói, có lẽ sẽ có chút khó khăn. Lão nhân được xưng là hỏa lão đầu, thoáng chút trầm ngâm, chậm rãi nói. Tuy rằng đại bộ phận tình báo về Tiêu Viêm đều bị cao tầng già Nam học viện sớm biết, nhưng điều này cũng chỉ dừng lại ở những chiến tích lờ mờ thô sơ giản lược, tựa như chi tiết Tiêu Viêm có được cái loại hỏa diễm gì,
lại là biết không sâu, cho dù già Nam học viện có mạng lưới tình báo làm cho người ta líu lưỡi, thì dù sao chúng cũng không có khả năng ở xa ngoài ngàn dặm đem bất cứ sự tình gì trong gia mã đế quốc đều nghe được, bởi vì duyên cớ thời gian khẩn cấp, nơi bọn họ phát ra tình về Tiêu Viêm, phần lớn cũng là do thủ hạ của chính mạng lưới tình báo ở gia mã đế quốc sưu tập được một ít tin tức trong dân gian, mà ở dân gian là cái nơi đồn nhầm đồn bậy, rất nhiều đồ vật trên người Tiêu Viêm đều vẫn chưa bị khuếch tán ra, cho nên, cho dù là lấy được một ít tình báo về Tiêu Viêm thì Viện Phương cao tầng cũng không biết rõ khống chế lực của Tiêu Viêm đối với hỏa diễm, đạt tới mức độ nào, mà điều này, hôm nay nhất định sẽ làm bọn họ cảm thấy rung động tự đáy lòng. Phía trên quảng trường, Lục Mục cũng là chậm rãi theo ngọn lửa màu tím trong tay Tiêu mang đến khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn thật sâu thanh niên áo đen trước mặt một cái, hắn cười nói, không nghĩ tới vậy mà gặp một người đồng nghiệp, ngươi hẳn cũng là một gã luyện dược sư a. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cũng không có phủ nhận, tuy rằng cũng không biết chính xác cấp bậc luyện dược sư của ngươi, bất quá chắc là khoảng nhị phẩm, thiên phú như vậy, thật sự là cho người ta sợ hãi than thở a. Lục Mục khẽ thở dài một tiếng, chợt ngọn lửa màu lam trong tay chậm rãi phiêu động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa, một lát sau, một cổ chiến ý mênh mông, từ trong cơ thể thẩm thấu ra. Tiêu Viêm, dùng toàn lực đi, làm cho ta kiến thức một chút, ngươi am hiểu ngoạn hỏa, đến tột cùng tới mức độ nào. Lục Mục hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng quát chói tai, trong mắt tràn ngập chiến ý rực lửa, làm một gã luyện dược sư, hắn có thể không quan tâm tại trên đấu khí thua sút người khác, nhưng tại trên hạng mục ngoạn hỏa, hắn lại có thêm kiêu ngạo thuộc về mình. Theo tiếng quát vừa hạ xuống, ngọn lửa trên lòng bàn tay Lục Mục đột nhiên mạnh mẽ dựng lên, cuối cùng hóa thành hai đạo lam sắc hình cung rất tròn, lửa hình cung quay chung quanh thân Lục Mục, tựa như hai con lam xà có linh tính, du tẩu trên dưới đem hắn bảo vệ ở trong đó. Mười ngón thon dài của Tiêu Viêm nhẹ nhàng chụm lại, chợt mở ra, trong mười ngón, mười đạo ngọn lửa màu tím giống như cái roi thật nhỏ, quấn nhau lại, liền kết thành một hỏa diễm trường tiên màu tím rối rắm linh hoạt, trường tiên chấn động, đánh lên phiến đá cứng rắn trên mặt đất nhất thời liền xuất hiện một dấu vết cháy đen. Nhìn hai người ở giữa sân giống như biểu diễn một loại năng lực khống hỏa đắc ý, phía trên khán đài, vô số người phát ra tiếng than sợ hãi, một ít nữ hài tử thậm chí còn nhìn không được hai mắt sáng ngời, loại phương thức chiến đấu xinh đẹp tao nhã này đã làm các nàng đối với cái loại chức nghiệp luyện dược sư chính là cao quý, trong lòng vô cùng hâm mộ hướng tới. Nhìn thấy roi lửa thật dài trong tay Tiêu Viêm kia, trong mắt Lục Mục thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, đối với năng lực khống chế hỏa diễm, có chút không đoán trước được, bất quá, nếu có thể tiếp cận thì lại là chuyện khác a. Bàn chân hơi hơi vặn, gót chân thoáng điểm lên, rồi trong nháy mắt đột nhiên hạ xuống, thân thể dường như là hóa thành một vệt sáng xanh, trực tiếp hướng Tiêu Viêm mạnh mẽ lao tới. Suy, nhìn Lục Mục chính diện vọt tới, Tiêu Viêm mày nhướng lên, cánh tay chấn động hỏa trường tiên hóa thành một luồng gió màu tím mơ hồ bắn tới, nhiệt độ nóng cháy cắt qua không khí mang theo một tiếng vang giống như dầu sôi gặp băng tuyết. Tử hỏa trường tiên công kích với tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng mà ngay tại lúc muốn công kích tới thì hai đạo lam sắc hỏa hình cung quay quanh bên ngoài thân thể Lục Mục, lại đột nhiên gia tốc, cùng tử hỏa trường tiên va chạm, quanh kích, thật mạnh với nhau, chỉ một thoáng, lưỡng sắc hỏa diễm bộc phát ra vô số hỏa hoa. Hỏa hoa giằng co trong nháy mắt, lam ảnh lại lần nữa bắn mạnh ra, thế là tử hỏa trường tiên của Tiêu Viêm hoàn toàn bị hỏa hình cung của Lục Mục ngăn cản lại. Mũi chân Tiêu Viêm luồn vào ba thước quanh thân, khóe miệng Lục Mục khẽ nhếch, hai tay một sấp một ngửa, lam sắc hỏa diễm chợt hiện lên, chợt trong giây lát xoay tròn với tốc độ cao, trong thời gian rất ngắn, hình thành vẻn vẹn một loa tòa hỏa diễm trùy. Hắc hắc, Tiêu Viêm, đây chính là kỹ năng công kích độc hữu của luyện dược sư chúng ta, dĩ hỏa hóa khí, bùng nổ ra uy lực, có thể không yếu hơn chút nào so với đấu kỳ. Tại trong luyện dược hệ, chúng ta đem nó xưng là đan hỏa chi kỹ, loa toàn hỏa diễm trùy tại lòng bàn tay phát ra tiếng vang ô ô, Lục Mục nhếch miệng cười. Bàn tay đột nhiên hướng ngực Tiêu Viêm ném tới, đầu loa toàn hỏa diễm trùy đâm thẳng tới Tiêu Viêm, ở phần đầu mũi nhọn, bởi nó xoay tròn với tốc độ cao, cuối cùng trực tiếp làm cho từng vòng phong văn màu lam, hóa thành hình lốc xoáy, xuất hiện tại chỗ mũi nhọn của hỏa diễm trùy, đan hỏa chi kỹ. Luyện dược hệ này quả nhiên có chút tà đạo a, vậy mà có thể làm cho luyện dược sư sử dụng ngọn lửa như vậy, khó trách ngay cả lão sư đều tôn sùng đối với già Nam học viện như thế. Đích thật là có chỗ đặc sắc a, rõ ràng nhận thấy được loa toàn hỏa diễm trùy mạnh mẽ bắn đến được thêm vào năng lượng khủng bố, trong lòng Tiêu Viêm nổi lên một chút kinh ngạc, tâm tùy ý động, trường tiên hỏa diễm màu tím trong tay nháy mắt rụt trở lại thành một đoàn tử sắc hỏa diễm,
ngọn lửa cấp tốc mất máy, tại dưới linh hồn lực gần như biến thái của Tiêu Viêm, trong nháy mắt thời gian, đoàn hỏa diễm màu tím liền từ một phân thành hai, một phần lớn bị mạnh mẽ thao túng thành một bức tường màu tím mà mặt khác một phần nhỏ còn lại lặng lẽ theo cánh tay Tiêu Viêm trượt xuống, cuối cùng giống như tử xà rơi trên mặt đất, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý. Lúc này, loa toàn hỏa diễm trùy kia cũng mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, mạnh mẽ nện phía trên hỏa mạc, nhất thời, một tiếng nổ mạnh kịch liệt, mang theo một vòng sóng lửa hai màu, từ chỗ trung tâm quảng trường nổ mạnh ra, chỉ một thoáng, sóng nhiệt quét qua quảng trường, đệ tử trên khán đài chung quanh, nhịn không được nghiêng mặt tránh cổ nhiệt khí hiện ra thình lình này. Trên sân, hỏa sóng bùng nổ ra, một đạo lam ảnh bỗng nhiên bắn trở lại, bàn chân chạm mặt đất trượt về sau mấy thước, mới ngẩng đầu nhìn về nơi sóng lửa kia dần dần biến mất, một lát sau, hỏa sóng hoàn toàn tiêu tán, mà trong đó, cũng không có nửa cái bóng người. Nhìn thấy một màn này, Lục Mục nao nao, vừa muốn quan sát xung quanh, lại chợt phát hiện chỗ cánh tay cùng bàn chân, thoáng có chút cảm giác nóng rực, vội vàng cúi đầu, con ngươi rụt lại chợt phát hiện, chỗ cánh tay mình cùng với bàn chân, vậy mà không biết khi nào bị hai đạo hỏa mang quấn quanh trên đó. Hai nhánh hỏa mang vòng quanh cánh tay cùng bàn chân Lục Mục, liền giống như hai con rắn nhỏ, tản ra nóng rực nhàn nhạt, không nên cử động, bằng không hỏa mang có thể sẽ trực tiếp nổ mạnh, đến lúc đó, tay cùng chân ngươi, đều không nguyên vẹn. Thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên từ sau lưng vang lên, làm cho Lục Mục vừa muốn phản kháng thì cả người cứng ngắc xuống. Có chút gian nan quay đầu, Lục Mục nhìn thấy Tiêu Viêm này không biết khi nào xuất hiện ở phía sau, phát hiện tay phải của hắn lúc này đang khẽ nhếch lên, mà theo ngón tay này động đậy, Lục Mục có thể cảm giác được rõ ràng, hỏa mang trên cánh tay cùng bàn chân, cũng nhảy lên rất nhỏ. Người kia vậy mà có thể đem ngọn lửa khống chế đến mức tinh diệu như thế, nhìn Tiêu Viêm lúc này cách xa mình ước chừng hơn 10 thước. Thế nhưng còn đủ khả năng cách không khống chế ngọn lửa ly thể, trong mắt Lục Mục, hiện lên một chút vẻ khiếp sợ, loại khoảng cách này, cho dù là luyện dược sư tứ phẩm, cũng làm không được a. Trên quảng trường, Tiêu Viêm đứng cách Lục Mục hơn 10 thước, còn Lục Mục kia cả người lại cứng ngắc đứng ở tại chỗ, tại trên thân thể hắn, vài đạo tử sắc hỏa diễm hình thành hỏa mang, chậm rãi lưu chuyển, giống như dây thừng, đem vây ở trong đó, không dám có chút giãy giụa. Lúc này trên khán đài chung quanh, đám đệ tử vừa mới bởi vì hỏa sóng mà nghiêng đầu, khi đem ánh mắt hướng tới quảng trường, lại vừa vặn nhìn thấy một màn cảnh tượng quỷ dị, trên khuôn mặt lập tức đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ trên khán đài, có thể thấy rõ Lục Mục bị thua như thế nào, chỉ có thể đếm được mấy người, thậm chí ngay cả đám người Bạch Sơn kia, cũng không phát hiện, bởi vậy, hắn lúc này cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hảo tiểu tử, đem ngọn lửa một phân thành hai, một làm phòng ngự hấp dẫn sự chú ý của Lục Mục, một ẩn núp ở dưới. Đặt xuống cái bẫy, chờ bản thân Lục Mục đặt chân lên, tuy rằng bẫy mai phục rất thô sơ, bất quá loại đối chiến chớp nhoáng này, hơn nữa được ngọn lửa che giấu, sao có thể phân nhiều tinh lực chú ý dưới chân, loại nhất tâm nhị dụng này, lại cần linh hồn lực xa xỉ mới có thể hoàn thành. Tên Tiêu Viêm này, không hổ là người từng giành được quán quân luyện dược sư đại hội ở Gia Mã Đế Quốc A, vị trí trung ương trên khán đài, vị hỏa lão nhân kia chậm rãi thở ra một hơi, thần tình sợ hãi than, ta thua rồi. Thân thể động đậy cũng không dám động, một lúc lâu sau, Lục Mục chỉ biết thở dài một hơi, quay đầu hướng Tiêu Viêm chua xót nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ, ngọn lửa màu tím kia đang quấn quanh tại bên ngoài thân thể Lục Mục, nhất thời hóa thành hư vô, bàn tay lộ ra lơ đãng, lại lần nữa làm cho Lục Mục cười khổ một tiếng. Đan hỏa chi kỹ này của luyện dược hệ, cũng rất là cường hãn a, lúc trước nếu không có sử dụng đấu khí động lại thành bộ áo giáp đấu khí, bằng vào tử hỏa mạc. Căn bản chắn không được loa toàn hỏa diễm trùy kia của Lục Mục A, xem ra ngày sau nếu có cơ hội, có thể nghiên cứu một chút đan hỏa chi kỹ kia A, nếu là ta có thể tập mà nói, ngày sau cùng người khác đối chiến, lại thêm một ít thủ đoạn, cúi đầu nhìn trên hắc bào bị đốt lũng một lỗ, trong lòng Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, trận này, hoàng gia nhị bang Tiêu Viêm thắng, lúc này, trên ghế trọng tài, một tiếng nói lớn, lại lần nữa truyền xuống, oanh, theo tiếng trọng tài tuyên phán hạ xuống. Phía trên khán đài, nhất thời vang lên phô thiên cái địa tiếng hoan hô, hôm nay trong trận này lúc luyện dược sư so đấu ngọn lửa, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cái tên Tiêu Viêm, có lẽ bắt đầu từ trận chiến này sẽ được truyền bá trong toàn bộ học viện, cho tới bây giờ, các ánh mắt nghi ngờ đối với Hung Nhi, mới bắt đầu tan thành mây khói. Bất kể như thế nào, một người thiên phú nổi tiếng không chỉ trên tu luyện đấu khí, mà còn là người ở trên luyện dược thuật có thiên phú cực cao. Cho dù là phóng mắt toàn bộ già nam học viện ngoại viện, cũng tìm không ra mấy người.
hôm nay Tiêu Viêm, đích thật là chân chính một trận thành danh. Nghe được tiếng hoan hô như sấm vang vọng chung quanh khán đài, Tiêu Viêm tới trước mặt Lục Mục đang chua xót, ôm quyền nói, đa tạ Lục Mục học trưởng, đa tạ cái rắm, đánh bại là đánh bại, làm cho cái gì, ngươi đừng so ta với hạng tiểu nhân. Đảo cặp mắt trắng giả, Lục Mục chợt cười khổ nói, bất quá, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại che giấu thâm sâu như vậy, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể đi vào một trong năm vị trí đứng đầu, ngày sau nếu là có cơ hội lại đến lĩnh giáo. Nói xong, Lục Mục hướng Tiêu Viêm chắp tay, cực kỳ mạch lạc xoay người bước ra ngoài quảng trường. Người này cũng thật đỉnh đạt, so với tên Bạch Sơn kia tốt hơn nhiều, nếu là có cơ hội nên kết giao một chút. Nhìn bóng dáng Lục Mục, Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu ánh mắt quét về phương hướng Bạch Sơn một cái, lại vừa vặn bắt gặp lãnh ý trong mắt đối phương, lập tức lòng đề phòng đối với tên này lại nồng đậm hơn rất nhiều. Đem huyền trọng xích vác lại trên vai, Tiêu Viêm xoay người đi xuống đấu tràng. Sau đó tại dưới vô số ánh mắt trừng rực đang nhìn chăm chú, đi vào khu vực Hoàng Gia năm 2, lại nhìn thấy một đám thiếu nữ hôm qua xuất hiện ở nơi này, đám thiếu nữ hoạt bát lúc nhìn thấy Tiêu Viêm trở về nhất thời hai mắt sáng ngời súng lại vây quanh, âm thanh ríu ra ríu rít làm cho Tiêu Viêm vừa mới đại chiến một phen, bây giờ đầu óc lại có chút choáng váng. Tốt lắm, các ngươi im lặng cho ta, nhìn thấy Tiêu Viêm bị đàn thiếu nữ xinh đẹp vây quanh, Nhược Lâm đạo sư không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đành phải lên tiếng đem mấy thiếu nữ sùng bái kia phục hồi tinh thần lại, hì hì, khó trách nhi tỷ tỷ tại học viện 2 năm đối với nam nhân khác hờ hững, thì ra trong lòng có người ưu tú như thế. Một cô thiếu nữ nhảy đến bên cạnh, cười duyên trêu ghẹo, nghe vậy, hai gò má thanh nhã của hôn nhi nổi lên chút sắc hồng mê người, trong chốc lát phong thái mê người đó, cho dù là Nhược Lâm đạo sư đứng sát bên cũng có một chút tâm động chứ đừng nói chi đến mấy tên nam đệ tử chung quanh kia. Tiêu Viêm khẽ cười cười, tiến lên hai bước, ngồi xuống bên cạnh ngửi mùi thơm từ cơ thể cô gái truyền đến, lại tiếp tục cảm thụ đến từng đạo ánh mắt ghen tị cùng cực kỳ hâm mộ chung quanh, không khỏi có chút hoảng hốt. Ban đầu ở Ô Thản Thành, đoạn thời gian là một kẻ phế nhân kia, Huân Nhi đi cùng một chỗ, lúc ấy chỉ có ánh mắt chung quanh lộ vẻ trào phúng, trong mắt người xung quanh lúc đó chỉ sợ suy nghĩ rằng Cốc và Thiên Nga một chỗ. Chẳng lẽ cũng sẽ không cảm thấy tự xấu hổ sao, mà hiện giờ, trải qua hai năm khổ tu lại đi cùng Huân Nhi một chỗ, không ai dùng ánh mắt năm đó nhìn hắn, bởi vì hiện tại Tiêu Viêm thể hiện ra thiên phú cùng thực lực, đã hoàn toàn đủ tư cách sánh cùng thiên chi kiêu nữ, Huân Nhi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, mà, rõ ràng đó là đãi ngộ chênh lệch giữa có thực lực cùng không có thực lực, năm đó, tuy nói ngoài miệng là vì ước hẹn 3 năm mà nỗ lực. Ở sâu trong nội tâm cảm giác không lúc nào không tự động viên cố gắng tăng lên thực lực của chính mình, làm cho ngày sau cùng Huân Nhi một chỗ, người người sẽ không tiếp tục lấy cái loại ánh mắt đó nhìn hắn. Khoảng cách thời kỳ phế vật đã qua 3 năm, trong 3 năm này Tiêu Viêm dựa vào nỗ lực của mình hoàn thành xong nguyện vọng trong lòng, thành công đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa là làm cho chính mình có được tư cách và thực lực. Thở ra một hơi thật dài, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn chằm chằm Huân Nhi đang tỉ thí giữa sân. Tại ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi xuống, lúc này Huân Nhi cơ hồ được vây bọc hoàn toàn trong vòng kim quang, điềm tĩnh ôn nhu, hình dáng xinh đẹp này làm cho trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút tùy tâm cảm giác mê say. Hai năm cô độc lịch lãm làm cho hắn sâu sắc hiểu được, cô bé trước mặt này trong lòng chính mình vốn đã khắc một dấu vết rất sâu. Dấu vết này, trước đây đã in sâu chặt chẽ, kỳ thật chung quy mà nói, Huân Nhi hồi bé không hiểu gì. Tiêu Viêm xông vào gian phòng của nàng dùng cái đấu khí không thành thục ước chừng kiên trì vài năm săn sóc ân cần thân thể yếu ớt của nàng, mà lúc đó lại khiến nàng đem Tiêu Viêm triệt để bỏ sâu trong nội tâm, mà cảm giác của nàng không tại thời điểm Tiêu Viêm khó khăn, vẫn như cũ duy trì hàng ngày ôn nhu tôn kính, khiến cho trong tâm trí phát triển hơn xa cùng lứa tuổi kia của Tiêu Viêm, tình cảm đối với cô gái lương thiện đáng yêu, hắn còn không hoàn toàn hiểu thấu, bàn tay theo chậm rãi lân la, cuối cùng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của không xương Huân Nhi, cảm thụ được lòng bàn tay mềm mại trắng mịn, trong lòng Tiêu Viêm nhẹ nhàng run rẩy. Khi bị Tiêu Viêm bỗng nhiên cầm tay, thân thể Huân Nhi liền nhẹ nhàng rung lên, đem ánh mắt hàm chứa của có tật hốt hoảng nhìn Nhược Lâm đạo sư cùng đám người Tiêu Ngọc, nhìn thấy các nàng vẫn chưa phát hiện hành động vừa rồi của Tiêu Viêm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn Tiêu Viêm thấp giọng khẽ, Tiêu Viêm ca ca, ngươi là của ta, mặc kệ thế lực sau lưng ngươi có bao nhiêu khổng lồ. Đối với ngươi, ta tuyệt đối không buông tha. Nắm bàn tay mềm mại kia thật chặt, Tiêu Viêm dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy chậm rãi nói, nhưng mà mặc dù thanh âm bằng phẳng lại không khó nghe ra trong đó ý vị kiên nghị cùng bá đạo. Nghe được lời này của Tiêu Viêm,
Huân Nhi đầu tiên là chợt ngẩn ra, khuôn mặt tuyết trắng tinh xảo đột nhiên hiện lên đám mây đỏ như máu, nàng không nghĩ tới ở phía sau, Tiêu Viêm cư nhiên sẽ đem loại ám chỉ ý vị vô cùng kích tình này nói ra. Khi Tiêu Viêm nói bất thình lình như thế này, lấy Huân Nhi vốn lạnh nhạt, cũng không bảo trì được vẻ bình thường như không có việc gì, một cái khuôn mặt nguyên bản không hề bận tâm thứ gì, lâu như vậy năm qua lần đầu tạo nên gợn sóng khó thể che giấu. Huân Nhi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt dị thường của Huân Nhi không tránh được ánh mắt Nhược Lâm đạo sư, lập tức ngẩn ra, chợt tầm mắt thoáng nhìn xuống cũng vừa vặn nhìn thấy Tiêu Viêm vội vàng rút bàn tay về, trên gương mặt cũng nảy lên chút hồng nhuận, bất đắc dĩ làm như lầu bầu nói, người trẻ tuổi a, trước mặt công chúng cũng kiềm chế một chút a, mặc dù biết ngươi cùng Huân Nhi quan hệ vô cùng thân thiết, như vậy cũng không cần ở đây kích thích mấy tên nam đệ tử ôm ý niệm với Huân Nhi bên kia nha. Lỡ may làm ra cái bạo động nhìn ngươi có hay không lực lượng chống đỡ hơn ngàn người, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, không dám chen vào vội vàng đem ánh mắt quét về hướng cuộc chiến kịch liệt giữa sân. Một bên, cũng rất nhanh thu liễm tâm cảnh đang dập dần bồng bềnh, chột dạ nhìn thoáng qua Nhược Lâm đạo sư bên cạnh, sau đó cũng đem ánh mắt dời về trận đấu trong sân. Ai, cô nàng này, đối với người ngoài có thể lạnh nhạt như vậy, mà ở trước mặt Tiêu Viêm bày ra cùng một loại tiểu cô nương luyến ái không có gì khác nhau. Quả nhiên võ quyết dày có móng tay nhọn a, thật không biết tên kia đến tột cùng là như thế nào đem tâm tư cô gái này mà câu đi. Nhìn thấy gương mặt kia vẫn như cũ còn sót lại một luồng sắc hồng, Nhược Lâm đạo sư lắc đầu trong lòng cười khổ thầm nói. Trong sân, theo miệng trọng tài vang lên, bóng người không ngừng thiểm lược lên đài, sau khi trải qua một phen kịch liệt hoặc bình thản chiến đấu, người thắng hưng phấn, người bại vẻ mặt ảm đạm lui xuống sân, mà ở sau một vòng trận đấu, nguyên lai hơn 170 người đã muốn dần dần bị loại bỏ, còn sót lại 60 mấy người, như vậy tiếp tục qua đi mấy vòng chỉ sợ có tư cách vào nội viện danh ngạch rồi sẽ đủ như kế hoạch. Số 41, năm y, nham trình pháp đội, Ngô Hạo, đương trên sân rộng, vòng đấu loại báo tên ra, bỗng nhiên không khí trở nên im lặng rất nhiều, tại dưới mỗi một cái tên uy danh áp bách, đệ tử trên khán đài đều là không tự chủ được đè thấp thanh âm, chấp pháp đội Ngô Hạo. Chậm rãi lẩm bẩm một tiếng tên này, Tiêu Viêm tựa đầu hướng Nhược Lâm đạo sư nói, ta nghĩ đây là người mà đạo sư nhắc đến, từ Nhược Lâm đạo sư vẻ mặt ngưng động nói nhỏ, tại bên trong chấp pháp đội có được rất lớn danh vọng, trong hai năm qua người hắc giác vực chết trong tay hắn chỉ sợ ít nhất cũng có trăm, thực lực của hắn đáng sợ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu xem ra người này thật là một cái kình địch, mặt khác, nói cho ngươi biết một chuyện đau đầu, Ngô Hạo này cũng từng theo đuổi qua Huân Nhi, hơn nữa là ở trước công chúng tuyên bố. Bất quá sau này cũng bị cự tuyệt, nhưng người kia tự hồ chưa từng buông tha. Nhược Lâm đạo sư trêu tức nói, khi ngươi không có ở học viện, Ngô Hạo này bị Bạch Sơn coi là kẻ địch có lực cạnh tranh nhất, chẳng qua đáng tiếc hai tên được vô số người cho rằng có khả năng theo đuổi tên gia hỏa Huân Nhi, đều cũng bởi vì ngươi xuất hiện mà thất bại, hồng nhan họa thủy a. Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu, chợt đem ánh mắt hướng về bên trong quảng trường, lúc này nơi đó đã có một gã thanh niên đang đứng thẳng. Bằng vào nhãn lực xuất sắc, Tiêu Viêm thấy rõ nét khổ sát trên khuôn mặt người kia, người còn chưa xuất hiện đã làm học viên sinh ra ý khiếp đảm, Ngô Hạo này. Lầm bầm một tiếng, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm trong sân con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy tại đối diện người thanh niên, nguyên bản phiến đá rỗng kết đột nhiên như quỷ mị hiện lên, thân ảnh bao bọc trong áo bào đỏ, tốc độ thật là khủng khiếp, người này rất mạnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng người màu đỏ. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua chút ngưng trọng ít có, bóng người áo bào đỏ như máu vừa hiện thân, quảng trường đang âm vang đủ loại tiếng động liền đột nhiên im lặng, một cổ mùi vị huyết tinh chậm rãi tràn ngập quảng trường, tiếng động lớn làm oanh náo cả quảng trường, bóng đen từ từ xuất hiện, nhất thời cả quảng trường rơi vào trong im lặng, mặt trời lên cao, nhưng đến khi mùi huyết tinh bắt đầu tràn vào trong mũi mọi người, một vài kẻ thực lực yếu kém lại thấy trong người lành lạnh, chỉ sợ kẻ này mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Một thân huyết khí như thế so với những kẻ bên trong hắc giác vực có lẽ còn nồng đậm hơn nhiều. Nhìn bóng người bên trong sân đấu, hồng y nữ tử khẽ nhíu mày thấp giọng nói, quả nhiên là trở về kịp. Khuôn mặt Bạch Sơn vốn luôn giữ được vẻ cười nhạt nhưng khi nhìn thấy bóng ảnh kia cũng không khỏi thoáng âm trầm một chút. Tại ngoại viện của già nam học viện, người hắn e ngại nhất không phải là tiểu yêu nữ áo hồng kia, cũng không phải là Huân Nhi với thực lực khó lường, mà chính là nam tử mang đầy mùi huyết tinh trước mặt hắn. Trong hai năm trở lại đây, tính cả trong tối và ngoài sáng, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo cũng đã giao thủ với nhau không dưới 10 lần. Thế nhưng đáng tiếc rằng hắn vẫn chưa lần nào chiếm được thắng lợi trước Ngô Hạo, một kẻ mang đầy hơi thở giết chóc,
thật sự là rất đáng sợ. Bạch Sơn có thể đoán được, nếu để cho người này có đủ thời gian phát triển, chỉ sợ thành tựu sau này của hắn sẽ vô cùng khủng bố. Trong mấy năm nay, trong vô số lần già nam học viện va chạm cùng người trong Hắc Giác Vực, nam tử này vẫn đều đi trên con đường đẫm máu, bước qua vô số thi thể, hoàn toàn triệt để đem tiềm lực của mình kích hoạt đến tận cùng trong những trận chiến đấu sinh tử, từng bước từ một gã đội viên chấp pháp đội bình thường để rồi đi đến trình độ như bây giờ. Trong chấp pháp đội, người ta truyền danh hắn là Huyết Tu La, hung danh mà hắn đã lấy vô số thi thể và máu để đổi lấy, mùi huyết tinh thật nồng đậm. Ai? Tên điên Ngô Thiên kia thật sự là muốn đào tạo Ngô Hạo trở thành một kẻ lấy việc giết người làm mục đích sống sao? Một gã lão nhân mặc áo vàng nhạt ngồi giữa quảng trường nhíu mày nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì Ngô Hạo cũng bị sát khí nồng đậm của mình làm mất đi lý trí, ta nghĩ không phải vậy đâu. Tên Ngô Thiên kia tuy tính tình có phần quái gở, nhưng đối xử với Ngô Hạo vẫn rất tận tâm, lần này cho phép hắn đến cuộc thi tuyển của nội viện, điều này có nghĩa là hắn cũng muốn cho Ngô Hạo tạm thời rời khỏi chấp pháp đội. Ở nội viện, nơi mà quái tài tụ tập, ắt hẳn sẽ có người áp chế được tính tình của Ngô Hạo. Phó viện trưởng suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, ngay cả viện trưởng lúc trước cũng từng nói qua, chỉ cần cho Ngô Hạo thời gian 10 năm, nếu đến khi đó, hắn vẫn còn chưa bị huyết khí ăn mòn lý trí, vậy thì e rằng thực lực của hắn sẽ đạt đến một trình độ rất khủng bố. Người được xưng là Hỏa Lão Đầu cũng khẽ gật đầu đồng ý nói, ha ha. Xem ra cuộc thi tuyển năm nay có vài mầm móng rất có tiềm lực a. Phó viện trưởng cười tủm tỉm nói, Bạch Sơn, Ngô Hạo, còn có Tiêu Viêm kia xuất thế ngang trời, biểu hiện xem ra so với mấy tên của năm trước còn mạnh hơn vài bậc, ngươi chẳng lẽ cũng quên tiểu nha đầu làm người ta đau đầu của ngươi sao? Ta hỏi, bên trong ngoại viện, có được mấy kẻ không sợ danh tiếng của nàng? Lão nhân sát bên trợn mắt hỏi, phó viện trưởng nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, chuyển mắt về hướng hồng y thiếu nữ đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt có chút vô thần nói, đối với thiên phú của nàng, quả thực ta cũng rất hài lòng và tự hào, vốn định tìm một tiểu tử thật tốt để gả chồng nối dõi tông đường, nhưng ai biết đâu nàng lại lãnh cảm đối với nam nhân cơ chứ. Nghe được hắn nói, ba vị lão giả chung quanh không khỏi bật cười, mém té khỏi ghế. Mấy tên Bạch Sơn, Ngô Hạo, Lục Mục thậm chí Tiêu Viêm cũng đều là những thiên tài xuất chúng, đợi sau khi cuộc thi chấm dứt, dựa theo quy củ chúng sẽ đi vào nội viện, lúc đó sẽ có khảo hạch đặc thù, như vậy chúng sẽ phải ở cạnh nhau một thời gian. Ta nghĩ hẳn cũng sẽ xuất hiện một ít rung động đi. Lão nhân bên cạnh phó viện trưởng cười tủm tỉm an ủi, mà Hổ Gia cũng chính là tên tự của hồng y thiếu nữ kia. Thiên phú của Bạch Sơn đúng là không tồi, thế nhưng tâm tính lại không được tốt cho lắm, Ngô Hạo thì chỉ để tâm vào chiến đấu, ngoại trừ việc có cảm giác đối với Huân Nhi, mấy năm nay cũng chưa từng thấy hắn tỏ ra rung động trước bất kỳ nữ tử nào khác. Lục Mục ư, sở thích của hắn cũng không phải là kiểu nữ nhân như Hổ Gia, còn Tiêu Viêm thì càng không thể, có được cô bé tài sắc vẹn toàn như Huân Nhi như vậy lẽ nào lại đối với những nữ hài tử khác cảm thấy hứng thú. Phó viện trưởng nhắc đến cũng phải lắc đầu cười khổ, ba vị lão giả nghe vậy cũng chỉ có thể tỏ ra lực bất tòng tâm mà thôi. Thở dài một tiếng, phó viện trưởng đem chuyện này bỏ qua một bên, đem tầm mắt chuyển về hướng bên trong sân đấu. Trong sân, sau khi Ngô Hạo xuất hiện, trọng tài thoáng chần chờ một chút, sau đó cũng cho trận đấu bắt đầu. Tiếng bắt đầu vừa ra, đối thủ của Ngô Hạo ngay lập tức lùi về phía sau mấy chục bước, đấu khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển hình thành bên ngoài thân thể một màn đấu khí, nắm thật chặt vũ khí trong tay, ngay cả chớp mắt cũng không hề, nhìn chăm chăm Ngô Hạo đang đứng yên bất động phía trước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, thấy như vậy, nhưng những đệ tử chung quanh khán đài cũng không hề phát ra những tiếng cười nhạo, phải biết, thanh danh của Ngô Hạo trong mấy năm nay cũng không hề thua kém so với Huân Nhi cùng Hổ Gia. Ngược lại hai từ Ngô Hạo lại có lực trấn áp lớn hơn nhiều so với họ. Huyết bào khẽ lay động, một đôi mắt tràn ngập sát ý giống như ánh mắt khát máu của bầy sói trên thảo nguyên, ánh mắt không có chút tình cảm đó làm cho đối thủ hiện tại của hắn cảm thấy run sợ, lòng bàn tay ướt đẫm, không bỏ cuộc. Âm thanh khàn khàn từ phía trong huyết bào chậm rãi vang lên, nghe như vậy, kẻ được gọi là Nham Trình, đối thủ của Ngô Hạo sắc mặt liền trở nên khó coi, cắn chặt răng, nặng từng chữ nói, cứ việc động thủ. Ta cuối cùng là muốn xem thử huyết tu la mạnh mẽ đến cỡ nào, vừa dứt lời, Nham Trình có vẻ như sợ phải tiếp tục đối diện Ngô Hạo, nghĩ đến dù gì thì trước sau gì cũng mất, hai chân liền đạp thẳng, thân thể vọt lên phía trước, hướng phía Ngô Hạo mà trùng kích, vũ khí sắc bén trong tay xé rách không khí đâm tới, nhìn thấy một kích bùng nổ của Nham Trình,
Huyết ảnh cũng không hề nhúc nhích, nhưng khi công kích sắp đến gần thân thể hắn, thân hình đột nhiên tiêu thất. Một kích thất bại, đồng tử Nham Trình co lại, vũ khí trong tay không chút chậm trễ vòng ra phía sau đâm ngược. Đinh mũi kiếm được chế tạo từ tinh cương va chạm với nhau, trọng kiếm đỏ như máu dễ dàng đem công kích của Nham Trình gạt đi. Từ âm thanh vọng lại, có thể phán đoán sức nặng của thanh trọng kiếm này cũng là không vừa chút nào. Hai kiếm chạm nhau, liền phân biệt được hơn thua, trường kiếm trong tay Nham Trình vụt bay ra khỏi tay, hổ khẩu tươm đầy máu tươi. Chỉ mới một hiệp giao tranh, ngay lập tức củ khí bị đánh bay, tràng cảnh như vậy làm cho Tiêu Viêm đứng trên khán đài cũng cảm thấy kinh ngạc, dù gì Nham Trình cũng là đấu sư năm tinh A. Khuôn mặt Nham Trình hiện lên vẻ khiếp sợ, bàn chân cấp tốc lui ra phía sau, nhưng chỉ mới bước được 10 bước, liền cảm thấy sau lưng hàn khí dập dần lạnh lẽo, quay lại thì đã thấy trên cổ một cảm giác rờn rợn tràn đến làm cho thân hình Nham Trình trở nên cứng nhắc. Chỉ cần hai hiệp, Nham Trình với thực lực đấu sư năm tinh đã phải chấp nhận thua cuộc, kết quả như vậy làm cho cả quảng trường trở nên huyên náo, mặc dù mọi người không ôm hy vọng Nham Trình có thể đánh bại Ngô Hạo, thế nhưng chỉ với hai hiệp đấu, hắn đã bị đối phương đem kiếm kề cổ. Sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên nét ngưng trọng nhìn Ngô Hạo đang cầm huyết sắc trọng kiếm đứng phía sau Nham Trình nói, tốc độ thật nhanh. Ngô Hạo am hiểu nhất cũng chính là tốc độ, hơn nữa hắn còn tu luyện một loại đấu kỹ thân pháp cao cấp huyền giai, ảnh huyết thiểm. Lúc trước hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau Nham Trình chính là nhờ vào loại thân pháp này, hơn nữa lực lượng của hắn cũng rất mạnh. Từ việc hắn có thể cầm trên tay huyết trọng kiếm múa may một cách nhẹ nhàng thì ta cũng có thể đoán được. Huân Nhi đem một vài tin tức về Ngô Hạo nói ra, nàng cũng là có phần lo lắng vạn nhất Tiêu Viêm gặp phải Ngô Hạo mà chịu thiệt vì khuyết thiếu tin tức. Tốc độ cùng lực lượng đều là không tồi, chẳng phải cũng giống ta sao? Hai mi Tiêu Viêm nhướng lên, liếc mắt nhìn huyết trọng kiếm trong tay Ngô Hạo một cái, lại tiếp tục nhìn thoáng qua huyền trọng xích sau lưng, hai người đều dùng vũ khí hạng nặng giống nhau, nếu là hai người cùng nhau chiến đấu, chỉ sợ đây sẽ là một trận đấu mạo hiểm, tốc độ đo tốc độ, lực lượng đè lực lượng. Người kia, xem ra so với Bạch Sơn, đối thủ này còn muốn khó chơi hơn nhiều, sau này phải càng cẩn thận với kẻ này a. Không hổ là già nam học viện, cường giả trẻ tuổi ùn ùn nổi lên, nếu ta không có trải qua 2 năm khổ tu, xem ra cũng thật khó khăn để vượt qua mấy tên gia hỏa biến thái này. Tiêu Viêm sợ hãi than, tại thời điểm lịch lãm ở Gia Mã Đế Quốc, trong lứa trẻ, ngoại trừ Nạp Lan Yên Nhiên mượn sức Vân Lam Tông, có thể cùng hắn đánh ngang sức, ngoài ra hắn cũng rất ít gặp đối thủ. Nhưng mà lúc này mới đến già nam học viện không được vài ngày, đối thủ ngang tài lại lần lượt xuất hiện, điều này không khỏi làm cho Tiêu Viêm có chút cảm thán, nơi này quả thật là nơi thiên tài tụ tập. Bên trong đấu trường, tại thời điểm Ngô Hạo đem trọng kiếm đặt tại trên cổ đối thủ, một người trọng tài ngay lập tức hô trận đấu kết thúc, trong cuộc thi tuyển, có thể bị thương, nhưng mà lại không hy vọng thấy tình cảnh tử vong, cho nên, trận đấu có quy định, cũng không thể tại thời điểm đối phương không còn sức phản kháng hạ sát thủ, bằng không sẽ chịu phạt nặng, nhưng mà quy định này những người khác có lẽ tuân thủ, nhưng đối với Ngô Hạo, lại chỉ là thuận tay, vậy cho nên, trọng tài cũng không dám chậm trễ, sợ kêu chậm chỉ một giây, thì huyết trọng kiếm kia lại nhuộm đỏ một lần nữa. Nghe được tiếng la của trọng tài, huyết sắc trọng kiếm trong tay Ngô Hạo khẽ run rẩy, sau đó chậm rãi thu hồi, mà theo trọng kiếm rời khỏi cổ, Nham Trình kia toàn thân giống như hư thoát rồi thõng thực xuống, không ngừng thở phì phò, không để ý đến Nham Trình. Ngô Hạo huyết bào hơi rung rung, đôi ngươi đạm mạc chậm rãi di động xuống khán đài, cuối cùng dừng lại tại vị trí hoàng giai năm 2. Dưới vô số luồng ánh mắt soi mói của toàn trường, huyết sắc trọng kiếm trong tay hắn nâng lên, cuối cùng chỉ hướng Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn đạm mạc vang vọng lên. Ngươi chính là Tiêu Viêm, có dám xuống đây chiến với ta một trận? Thanh âm đạm mạc, khàn khàn làm cho toàn bộ khán đài ngẩn ra, ngay lập tức vô số luồng ánh đồng thời chuyển hướng hắc bào thanh niên đang đứng cách đó không xa. Thanh âm khàn khàn thản nhiên của Ngô Hạo, đem ánh mắt của mọi người toàn bộ ngưng tụ trên người hắc bào thanh niên, trong những ánh mắt này có khoái chí, có chờ đợi và đủ loại cảm xúc khác nhau, nhưng bất kể thế nào, một câu nói này của Ngô Hạo, lại một lần nữa khiến cho Tiêu Viêm trở thành tiêu điểm của toàn trường. Ánh mắt chăm chú nhìn huyết bào nhân ảnh, đôi mắt Tiêu Viêm hơi híp lại, dưới vô số con mắt theo dõi, chậm rãi đứng lên, trên khuôn mặt, không có chút lo sợ thực lực mạnh mẽ của đối phương. Bốn con mắt gặp nhau giữa không trung, đấu khí hùng hồn không hẹn mà cùng trào ra từ cơ thể của hai người, những dòng năng lượng gợn sóng nhỏ bé, cũng từ từ khuếch tán ra, những sóng năng lượng này đều là do đấu khí trong cơ thể nhanh chóng chuyển động tạo thành. Thấy hai người bắt đầu so đấu khí thế, các học viên xung quanh khán đài nhất thời cũng kích động lên, hai người này nếu đấu nhau,
thì tất nhiên sẽ là một hồi long tranh hổ đấu a. Huân Nhi bên cạnh Tiêu Viêm có chút nhíu mày, há miệng thở ra, muốn nói lại thôi như muốn khuyên can Tiêu Viêm một chút, nhưng cuối cùng lại lo lắng nếu nàng nói ra, thì mấy tên học viên kia nhất định sẽ cho rằng Tiêu Viêm chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân, vì vậy, lời nói đã ra đến miệng, nhưng cũng không thể nói được ra. Hắc hắc, đánh đi, tốt nhất là làm một cái lưỡng bại câu thương, cũng đỡ cho ta phải nhọc sức. Bên kia khán đài, Bạch Sơn cười lạnh nhìn hai người đối thị trên khán đài. Muốn đánh thật sao, đáng tiếc, lão già kia chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra. Hồng y thiếu nữ hai tay đặt trên lan can, ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo, tiếc hận nói, mà cũng giống như suy nghĩ của nàng, ngay khi khí thế của Tiêu Viêm Ngô Hạo hai người tăng cao, một tiếng quát già nua đột nhiên vang lên, đem khí thế vất vả dựng lên của hai người, đánh thành hư vô. Hai người các ngươi, an phận một chút cho ta, trong thi tuyển, không phải nơi có thể tùy tiện khiêu chiến. Khí thế của mình bị mạnh mẽ phá vỡ, thân thể Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo đồng thời run rẩy một trận. Đều lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía trung ương của khán đài, nơi thanh âm phát ra. Một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, trên mặt mang theo giận dữ, là phó viện trưởng Hổ Kiền. Bên trong ngoại viện trừ ra viện trưởng, hắn là người có quyền lợi lớn nhất, không nên chống đối lại hắn, nếu không để lại một ấn tượng xấu cũng không hay ho gì. Một thanh âm nhỏ bé bỗng nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Hạo một chút, sau đó cúi đầu chậm rãi ngồi xuống. Ngô Hạo, ngươi cũng lui xuống đi, mai chính là ngày cuối cùng của cuộc thi tuyển, đến lúc đó sẽ có cơ hội để các ngươi đối chiến. Nhìn thấy Tiêu Viêm lui về, Hổ Kiền đem ánh mắt chuyển sang huyết bào nhân ảnh đứng giữa khán đài, quát nhỏ. Nghe tiếng quát của Hổ Kiền, Ngô Hạo hơi cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm phía dưới khán đài. Mà Tiêu Viêm cũng mặt không đổi sắc đối thị với hắn, tay hơn rung lên, thanh trọng kiếm kia được thu vào nạp giới. Thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra, hy vọng ngày mai ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ta không muốn thấy người mà Huân Nhi chờ đợi thật lâu, là một tên rác rưởi. Tiêu Viêm cười nhạt không đáp, mà Ngô Hạo sau khi nói xong lời này cũng không hề dừng lại, xoay người rời khỏi khán đài. Nhìn thấy phó viện trưởng mạnh mẽ ngăn lại một hồi long tranh hổ đấu, các học viên dưới khán đài đều thất vọng lắc lắc đầu. Tốt lắm, trận đấu tiếp tục. Hổ Kiền vung tay lên, phân phó nói, theo thanh âm của hắn hạ xuống, trọng tài lại tiếp tục đem danh sách đọc tiếp. Trong 10 trận đấu tiếp theo, Tiêu Viêm cuối cùng cũng thấy Huân Nhi ra tay, dù vậy, sau khi quan sát một lúc, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này chỉ hiển lộ ra một phần thực lực chiến đấu cùng đối thủ, nhưng cho dù là vậy, sau mười mấy chiêu cũng giành được chiến thắng không ngoài dự kiến. Nhìn vẻ mặt tươi cười khi trở lại của Huân Nhi, Tiêu Viêm trợn tròn mắt, hành động lần này của Huân Nhi, làm cho Tiêu Viêm hoàn toàn thất bại trong việc tính toán phân tích thực lực của nàng. Mà không lâu sau đó, Bạch Sơn cùng Hồng Y thiếu nữ kia cũng đều thượng đài một lần, hai người này không hổ là người mà Nhược Lâm đạo sư trịnh trọng nhắc nhở phải chú ý, hai tên đối thủ của họ, theo thứ tự là một lục tinh đấu sư và một thất tinh đấu sư. Lục tinh đấu sư đấu với Bạch Sơn còn tốt, đánh mười mấy hiệp cùng Bạch Sơn liền chủ động nhận thua, bình yên vô sự đi xuống, mà đối thủ của Hồng Y thiếu nữ thì lại thảm hơn nhiều, hai người hoàn thành lễ tiết cơ bản, sau đó thanh âm của vị trọng tài còn chưa dứt, Hồng Y thiếu nữ đã quỷ dị xuất hiện tại trước mặt người kia, một chưởng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa kình khí làm người khác phải biến sắc, chỉ một chiêu đem thất tinh đấu sư đã có đấu khí sa y hộ thể, hung hăng đánh văng xuống đài. Cuối cùng còn lăn thêm hơn 10 thước mới chật vật ngừng lại. Tiêu Viêm ngồi trên khán đài, nhìn hành động hung hãn của Hồng Y thiếu nữ, không khỏi kinh ngạc ra mặt. Theo Bạch Sơn cùng Hồng Y thiếu nữ lên đài, những trận đấu tiếp theo cũng không có gì đặc sắc lắm. Sau khi quan sát vài trận, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi liền rời đi quảng trường ồn ào. Hai người chậm rãi dạo quanh học viện, hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp sau hơn 2 năm xa cách. Khi sắc trời dần tối lại, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi mới trở về lầu các lịch sự tao nhã của Nhược Lâm đạo sự. Vừa trở lại, Tiêu Viêm cũng gặp được một người quen khắc sâu trong trí nhớ năm đó. Bên trong phòng, một cô gái dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều, một bộ đơn y màu tím nhạt hơi ngắn, đem sự hoạt bát tinh nghịch của thiếu nữ triển lộ rõ ràng, khuôn mặt mang theo cả quyến rũ và thanh thuần từ khi còn bé, bây giờ lại tương đối mị hoặc, đôi mắt to trong veo như nước, linh động như thể biết nói, từ nụ cười trên khuôn mặt cô gái mà nói. Dường như cuộc sống trong học viện của nàng cũng không tệ, đương nhiên, với dung mạo của nàng, cho dù đi đến đâu, đều có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô gái này thường luôn cực kỳ bình tĩnh trước mặt các nam sinh kia,
Sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm đi vào, liền khẩn trương đứng lên, rụt rè kêu một tiếng Tiêu Viêm biểu ca, dừng lại trước mặt Tiêu Mị một lát, nhìn khuôn mặt càng mị hoặc hơn so với trước kia, Tiêu Viêm cười nhạt gật đầu, cũng không quá nhiệt tình. Năm đó sau khi mình biến thành phế vật, cô gái trước mặt đã lựa chọn xa lánh, làm hắn khi còn bé hoàn toàn tổn thương, bởi vậy, điều này cũng làm cho Tiêu Viêm có chút kháng cự đối với nàng, mặc dù đã qua 2-3 năm thời gian, sự kháng cự này đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng Tiêu Viêm cũng không biểu hiện ra một cử chỉ thân thiết nào, nói chuyện một lát với Huân Nhi và Tiêu Ngọc liền tùy ý tìm một cái cớ, đứng dậy trở về phòng của mình. Cô gái ngồi trên ghế sofa mềm mại, nhìn bóng dáng chậm rãi đi lên lầu kia, đôi môi đỏ mọng mím chặt, bên trong con ngươi tràn ngập ảm đạm cùng hối hận, có một số việc khi đã sai lầm, thì sẽ không bao giờ có thể bù đắp lại được. Trước khi Tiêu Viêm trở thành phế vật, quan hệ của Tiêu Mị và Tiêu Viêm nếu không khách khí mà nói, thậm chí có thể so sánh với Huân Nhi lúc đó, nhưng khi thiên tài vẫn lạc, nàng lại chọn một con đường hoàn toàn khác Huân Nhi. Điều này tạo nên một giới hạn cực kỳ thương tâm giữa Tiêu Mị và Tiêu Viêm, mà cái giới hạn này vẫn đang tồn tại, cho dù nàng cố gắng sửa chữa đến thế nào thì vẫn có những cái khe chói mắt. Nhìn sắc mặt ảm đạm của Tiêu Mị, Huân Nhi chỉ có thể duy trì im lặng, nàng hiểu rất rõ Tiêu Viêm. Nam nhân nhìn như ôn hòa này, trong lòng cũng vô cùng cao ngạo, Tiêu Mị năm đó làm hắn tổn thương, cho dù là cố ý hay vô tình, chủ động hay bị động, nàng đã vĩnh viễn mất đi cơ hội sửa chữa quan hệ giữa hai bên. Người làm hắn thương tổn, bất kể sau này thế nào, hắn đều rất khó tiếp nhận, về điểm này, Tiêu Mị cũng thế, Nạp Lan Yên Nhiên kia cũng thế. Năm đó Tiêu Mị lựa chọn xa lánh Tiêu Viêm hay lúc Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia hủy hôn, Huân Nhi đều đã từng nói một câu, hy vọng sau này ngươi sẽ không phải hối hận. Đến nay, hai nữ nhân đã làm thương tổn Tiêu Viêm, đều đã hối hận, nhưng đã quá muộn, thứ đã từ bỏ, nam nhân có nội tâm kiêu ngạo này, cũng sẽ không chạm vào một lần nữa. Nghĩ đến đây, Huân Nhi bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm thấy may mắn cho lựa chọn năm đó của mình, nếu không, bất kể mình vĩ đại đến mức nào, chỉ sợ cũng không thể tiến vào được trong lòng của nam nhân này. Trong phòng yên tĩnh, ánh sáng nhàn nhạt chiếu từ cửa sổ vào, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, không gian xung quanh hơi dao động, một luồng năng lượng theo hô hấp tiến vào cơ thể, sau đó được luyện hóa thành đấu khí, chứa đựng bên ở đấu tinh trong khí toàn. Tu luyện liên tục 2 giờ, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt, một ngọn lửa màu xanh xẹt qua con ngươi đen nhánh, rồi biến mất rất nhanh. Đấu khí bên trong đấu tinh, ngày càng nhiều, dựa theo tiến độ bây giờ, chỉ cần cho ta thêm 10 ngày, là có thể đạt tới lục tinh đại đấu sư đi. Bàn tay hơi nắm lại, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, ai, thực lực vẫn còn không đủ a. Cau mày, bàn tay Tiêu Viêm hơi rung, một miếng ngọc mang phong cách cổ xưa, xuất hiện trong lòng bàn tay, miếng ngọc màu xanh nhạt, bên trong có một đốm sáng chậm rãi lưu chuyển. Đốm sáng này, tượng trưng cho tính mạng của Tiêu Viêm phụ thân Tiêu Chiến, đốm sáng vẫn còn, chứng tỏ người vẫn còn sống, đốm sáng biến mất, vậy chính là thời điểm hồn phi phách tán. Nắm chặt miếng ngọc cổ, Tiêu Viêm có chút hoảng hốt cùng thương cảm, khi còn bé, bất kể hắn là thiên tài hay phế vật, phụ thân chưa bao giờ dùng một ánh mắt khác thường để nhìn hắn, lúc bị châm chọc coi thường trong gia tộc, phụ thân vẫn chiều chuộng yêu thương, mà khi còn bé, mỗi khi Tiêu Viêm bị thương, hắn đều mỉm cười vỗ vai nói, nam tử hắn phải kiên cường, nước mắt và suy sụp, sẽ không làm cho người ta trở thành cường giả. Những việc này, làm cho người đã có một linh hồn thành thục khác như Tiêu Viêm nhận ra rằng. Trong lòng Tiêu Chiến, vị trí của mình rất quan trọng, phụ thân, ta sẽ tìm được ngài. Nắm miếng ngọc cổ thật chặt, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi lạnh xuống. Bất kể là thần thánh phương nào bắt đi phụ thân của mình, sau này, hắn cũng phải trả một cái giá xứng đáng. Theo cảm xúc trong lòng dao động, trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt mọc lên một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa đột nhiên xuất hiện này làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến, trong lòng vừa động, ngọn lửa màu xanh nhanh chóng tiêu tan, vội vàng mở tay ra, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, miếng ngọc cổ nhìn như cực kỳ yếu ớt này, có thể chống đỡ được sức nóng khủng khiếp của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Việc này trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, lần đầu tiên Tiêu Viêm cẩn thận đánh giá lại khối ngọc truyền thừa mỗi đời của Tiêu gia, theo trưởng lão nói, miếng ngọc này chỉ có tộc trưởng mới có tư cách giữ, thậm chí ngay cả bọn họ, cũng không biết nhiều về thứ này. Ánh mắt tỉ mỉ đánh giá miếng ngọc, mượn ánh trăng, Tiêu Viêm chợt phát hiện, khi ánh trăng chiếu xuống, trên miếng ngọc hiện lên một số văn tự cực kỳ bí ẩn, nhìn lâu còn có một loại cảm giác hoa mắt, lắc đầu, đem thứ cảm giác kia ném ra ngoài, cẩn thận quan sát như vậy. Trong lòng Tiêu Viêm cũng càng ngày càng kinh dị,
Miếng ngọc này, dường như không chỉ có một công hiệu là cất chứa một ít linh hồn của tộc trưởng. Ngón tay chậm rãi vuốt ve, một lát sau, ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên cứng đờ, vuốt vuốt bên cạnh khối ngọc, bên này của miếng ngọc cùng những chỗ khác bất đồng, chỗ khác là hình thành tự nhiên, mà bên này dường như là một góc bị vỡ của một khối ngọc to. Cuối cùng là vật gì? Chắc chỉ có thể chờ đến khi trở về gia tộc, hỏi lại mấy vị trưởng lão một chút, Tiêu gia, hình như cũng có nhiều thứ mà đám tiểu bối chúng ta không biết. Trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm khối ngọc cổ xưa này, cũng không có chút phát hiện nào thêm, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận đem miếng ngọc thu vào nạp giới. Sau khi Tiêu Viêm cất khối ngọc đi không lâu, hắc sắc giới chỉ trên ngón tay cũng rung lên một chút, hư ảnh của dược lão, chậm rãi bay ra ngoài. Ta không cảm thấy khí tức của dị hỏa trong già nam học viện. Vừa ra ngoài, dược lão đã có chút bất đắc dĩ nói, a. Tin tức xấu đột ngột xuất hiện, làm cho ánh mắt Tiêu Viêm biến đổi, nhíu mày thấp giọng nói, không phải sư phụ đã nói bên trong già nam học viện, có thể tìm được tin tức của Vẫn Lạc Tâm Viêm sao, trước kia ta đã phát hiện khí tức của dị hỏa gần già nam học viện, nhưng bây giờ lại không có cảm giác như vậy nữa. Dược lão cười khổ nói, chẳng lẽ bị những người khác đoạt mất rồi sao? Sắc mặt Tiêu Viêm có chút khó coi, Vẫn Lạc Tâm Viêm kia chính là mấu chốt để hắn tăng trưởng thực lực a, hẳn là không phải, mặc dù không cảm giác được vị trí chính xác của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng dựa vào cảm giác hấp dẫn giữa dị hỏa với nhau, ta có thể sử dụng cốt linh lãnh hỏa mơ hồ nhận thấy được, trong phạm vi ngàn dặm của già nam học viện, còn sót một ít khí tức mỏng manh của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng lại không thể tìm ra phương hướng chính xác. Dược lão lắc đầu, trầm ngâm nói, phạm vi ngàn dặm thì phải tìm đến khi nào? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, ta nghĩ, lấy thực lực của mấy lão già trong già nam học viện này, không có khả năng không nhận ra sự tồn tại của Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta cảm thấy nội viện kia có chút liên quan đến việc này. Dược lão chậm rãi nói, nội viện Tiêu Viêm ngẩn ra, ừm, nội viện mới là trung tâm của già nam học viện, nếu ngươi có thể tiến vào trong đó, ta nghĩ có thể sẽ tìm được một số tin tức liên quan đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dược lão trầm mặc một lát, đề nghị nói, ai, ta sẽ cố hết sức vậy. Khẽ thở dài một hơi, nếu đã tới già nam học viện, vậy hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn tay không mà về. Ừm, về sau ta sẽ ít xuất hiện hơn, bên cạnh cô bạn gái kia của ngươi có cường giả ẩn thân, ta không có cách xuất hiện quá lâu, miễn cho bị phát hiện. Dược lão nói một câu với Tiêu Viêm xong, thân thể hơn rung động, liền chui vào bên trong hắc sắc giới chỉ. Nhìn dược lão biến mất, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, nội viện. Nơi đó có Vẫn Lạc Tâm Viêm thật sao, hy vọng sẽ không để ta thất vọng đi, hôm nay, nhất định là một ngày náo nhiệt nhất trong năm nay của già nam học viện. Bởi vì tất cả ánh mắt các đệ tử đều dồn về cuộc thi tuyển của nội viện, hôm nay tại đây sẽ làm người ta lâm vào cảm giác kích động đến cực điểm. Hổ Gia, Bạch Sơn, Ngô Hạo, Huân Nhi, Tiêu Viêm trước trận đấu vòng trong đã hướng mọi người biểu hiện rõ thực lực mạnh mẽ, khiến người ta phải há miệng sợ hãi, mà lần này lại là năm vị đệ tử cực mạnh của ngoại viện. Ắt hẳn sẽ cống hiến những trận đấu đẹp mắt, mà cũng chính bởi lý do này mà hôm nay trên khoảng sân tổ chức đại hội đã có rất nhiều người đến xem, tất cả cũng không hoàn toàn là đệ tử của học viện, mà còn có rất nhiều người từ bên ngoài học viện nghe danh tìm đến, sinh hoạt trong thành nhiều năm. Bọn họ cũng đã rõ ràng hôm nay là ngày náo nhiệt nhất hàng năm của toàn bộ già nam học viện, vì vậy đương nhiên họ sẽ không bỏ qua sự kiện náo nhiệt cỡ này. Khi đám người Tiêu Viêm đi vào, quảng trường cũng đã chật ních người, cảm giác không khỏi có chút nói không nên lời, cuối cùng cũng là nhờ Nhược Lâm đạo sư, mấy người mới có thể từ một lối vào được phòng thủ nghiêm mật để vào bên trong quảng trường, đi qua một thông đạo tối đen, sau đó tiến vào một động khẩu, dừng lại trước cửa ra vào một chốc. Đủ loại tiếng động lớn nhỏ tràn vào bên tai, làm cho mọi người đang trong hoàn cảnh yên tĩnh bỗng cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Sau một thời gian khá lâu mới dần dần hồi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đàn người rậm rạp xung quanh quảng trường, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đoàn người từ dưới quảng trường chậm chậm đi lên đứng lại tại vị trí mà hai ngày trước đã đứng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Trên ghế ngồi, Tiêu Viêm đang thấp giọng cười nói cùng Huân Nhi, đột nhiên đình chỉ nói chuyện mà chuyển tầm mắt hướng về một cái thông đạo đặc thù. Ở đó, một đám người đang tụ tập xung quanh Bạch Sơn, đối diện bên này trông lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm, khuôn mặt anh tuấn của hắn không khỏi hiện lên nét cười lạnh, môi hơi mấp máy, mồm vẫn chưa nói ra lời nào, tuy nhiên Tiêu Viêm vẫn nhận ra lời của hắn. Ngày hôm nay, tôn nghiêm của ngươi sẽ phải vứt vào sọt rác.
đôi mắt thoáng chút lạnh đi, trên mặt Tiêu Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV cũng xuất hiện vẻ cười nhạt. Hướng Bạch Sơn khiêu khích. Miệng cũng mất máy, ta chờ xem, Tiêu Viêm ca ca. Nếu ca đối chiến cùng hắn, phải cẩn thận một chút. Mặc dù tính tình của hắn có làm người khác khó chịu, thế nhưng có thể ở một địa phương như Già Nam học viện này nổi trội, như vậy cũng đủ biết thiên phú tu luyện cùng khổ luyện của hắn khủng bố tới mức nào. Huân Nhi vẫn chú ý đến chỗ ngồi của Tiêu Viêm. Tự nhiên cũng phát hiện ra hắn và Bạch Sơn đang ám chiến, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở, Tiêu Viêm cũng không phản bác mà chỉ khẽ gật đầu, trong lòng cẩn thận đề phòng Bạch Sơn không hề có chút tâm ý khinh thị. Lời Huân Nhi nói không sai. Nếu là không có như vậy, xem như ngươi có đẹp trai đến độ kinh thiên động địa. Cũng tuyệt đối không có khả năng tại Già Nam học viện, nơi thực lực vi tôn trở thành nhân vật phong vân. Theo phía sau Bạch Sơn không lâu, Hồng Y thiếu nữ cũng từ từ đi vào quảng trường. Nhất thời cũng có không ít ánh mắt dõi theo nàng. Bất kể nói thế nào thì nàng cũng được tính là một mỹ nữ hiếm thấy, hơn nữa làm động lòng người nhất là bối cảnh của nàng. Phó viện trưởng của Già Nam học viện. Chức vụ quyền uy ngập trời này có thể so sánh với đầu lĩnh của một số thế lực nhất lưu trên đại lục, hơn nữa cũng vì địa vị đặc thù của Già Nam học viện. Cho dù là một ít đấu tông cường giả tại trước mặt ông nội Hổ gia là Hổ Kiền cũng không dám biểu hiện quá mức kiêu căng, xem như không đề cập đến những cường giả đã đi ra từ Già Nam học viện. Chỉ bằng vào thế lực hiện tại của học viện, cũng có thể khiến mấy thế lực nhất lưu kia e ngại mà không dám đắc tội. Tại Già Nam học viện, ai cũng biết có thể tranh thủ được Hổ gia. Không những có được mỹ nữ ôm trong lồng ngực, còn có thể làm cho chính mình rút ngắn được 10 năm cố gắng. Những lời này nói ra cũng không có bao nhiêu người nghi ngờ tính xác thực. Dù sao làm phó viện trưởng của Già Nam học viện, ông nội của Hổ gia hoàn toàn có khả năng làm được việc này. Bất quá, mặc dù cũng nhiều người đối với loại hấp dẫn này cũng có hứng thú, một ít tự xưng là người tài, cũng từng thử tiếp xúc với Hổ gia. Nhưng những người này không những không ôm được mỹ nhân về, ngược lại còn phải ôm một thân thể đầy thương tích trở về. Mỹ nữ áo hồng kia, dùng cử chỉ hung hãn để đuổi những kẻ phiền phức làm họ sợ đến nỗi không người nào dám tiếp tục tới tìm đau khổ. Bởi vậy từ trước đến nay, bên trong Già Nam học viện không có bất cứ một vị nam đệ tử nào có thể thành công đem trái tim tiểu nữ làm tù binh. Nhìn Hồng Y nữ tử chậm rãi tiến vào từ khán đài phía đối diện, Tiêu Viêm chợt nhớ tới lời nói của Nhược Lâm đạo sư khi nói về nàng có một ít tâm tư đặc biệt, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, một lát sau, lắc lắc đầu, thầm thì, quả nhiên không hổ danh là tiểu yêu nữ, ngay cả ham muốn cũng đều không giống người thường. Khoảng gần nửa giờ sau khi Hổ gia tiến tràng, lượng người trên khán đài chung quanh quảng trường, rốt cục cũng chật chội đến độ muốn nổ tung, đám đông nhìn không tới cuối, âm thanh huyên náo, hội tụ cùng một chỗ, như muốn đâm thẳng trời cao, đông. Tại bầu trời xanh thẳm, thời điểm đã đến, tiếng chuông thanh thúy rốt cuộc vang lên, tiếng động lớn làm cả quảng trường thoáng chút im lặng, vô số ánh mắt theo tiếng chuông nhìn về phía khoảng sân cực kỳ rộng lớn trên quảng trường. Tất cả các ánh mắt hội tụ về phía trung tâm quảng trường, phó viện trưởng Hổ Kiền chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh, thanh âm hùng hồn giống như sấm rền tại vang vọng. Cuộc thi tuyển ngày hôm qua, nội viện chọn ra 50 vị, bọn họ đều có đủ tư cách đi vào nội viện. Bất quá trong nội viện thứ bậc cũng được xác định phân minh, mà muốn ở bên trong nội viện có điều kiện tốt để tu hành, đó chính là phải tận dụng khả năng tại đây đạt được thành tích cuối cùng tốt nhất, mỗi một thứ bậc cao đều mang lại cho các ngươi trợ giúp lớn, cho nên, hãy dốc toàn lực để có thể có được điều kiện tu hành cao nhất. Hổ Kiền liếc mắt các học viên đang có phần kích động kia, cười nói, cuộc thi tuyển năm vừa rồi, đều là lựa chọn đấu theo hiệp, nhưng năm nay, qua hội nghị học viện thảo luận, hình thức trận đấu vòng cuối có một chút cải biến. Nghe được lời này của Hồ Kiển, toàn trường đệ tử sửng sốt, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn ra giữa sân. Hiện tại mời toàn bộ 50 đệ tử được chọn ngày hôm qua tiến vào nội trường. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng cảm thấy nao nao, toàn bộ 50 người cùng đứng trên sân. Mặc dù rất nhiều người đối với Hồ Kiển có chút khó hiểu, thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, toàn trường nhìn lên đài, hàng loạt nhân ảnh không ngừng xuất hiện trong quảng trường. Bóng người xuất hiện trên khán đài càng ngày càng đông, không khí trên khán đài cũng bị hâm nóng lên, Bạch Sơn khoác lên bộ quần trắng áo trắng có vẻ thanh tao thoát trần, cho đến Hồng Y nữ tử, Hổ gia xuất hiện phía sau, không khí càng trở nên kích động, âm thanh trợ uy đồng loạt vang lên, đi thôi. Nhìn bóng người rải khắp quảng trường, Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, hướng Huân Nhi nói, cố lên. Một bên,
Nhược Lâm đạo sư cùng hai người dơ dơ nắm đấm khích lệ, ân. Mỉm cười gật đầu, hai người thân hình vọt một cái, mũi chân đặt lên phía trên lan can, thân hình như vẽ lên không trung hai đường cong nhẹ nhàng lọt vào giữa sân dưới vô số ánh mắt mói. Theo Tiêu Viêm và Huân Nhi tiến nhập, bầu không khí nóng bỏng dường như tăng thêm vài độ. Năm nay chúng ta không cần các hiệp đấu, mà là một tràng hỗn chiến mãnh liệt và giàu nhiệt huyết, ai có thể ở nơi này kiên trì càng lâu, thứ tự sẽ càng cao và ngược lại cũng vậy. Nhìn mọi người lục tục tiến vào tràng dự thi, Hổ Kiền cười nói, ở trong nội trường này, bất luận các người sử dụng loại thủ đoạn nào, thậm chí cùng người khác liên thủ tạo thành một đội cũng không sao. Chỉ cần các ngươi đem hết khả năng ở trong tràng hỗn chiến này bảo toàn, như vậy có thể coi là đạt được thắng lợi. Hổ Kiền vừa dứt lời, ngay lập tức một ít tiếng nghị luận trong quảng trường khe khẽ vang lên. Hiển nhiên, hình thức chiến đấu năm nay không giống so với năm ngoái, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Sau khi trận đấu bắt đầu, người rớt ra ngoài, xem như thua, chúng ta có người chuyên môn đếm hết, bởi vậy chỉ cần ngươi có thể kiên trì một hồi tại trong loạn chiến, nói không chừng, thứ tự của ngươi sẽ lên cao, cho nên kiên trì là thắng lợi, loại hình thức đào thải này có chút thú vị. Ánh mắt chậm rãi đảo qua những người dự thi trên sân, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng chung một chỗ, cuối cùng ánh mắt trêu tức dừng tại Bạch Sơn đang đứng cách đó không xa, cười nói, bất quá cứ như vậy. Chúng ta có thể chiếm không ít tiện nghi a, nếu có thể liên thủ, nha đầu kia, chúng ta trước hết đem những người khác đuổi ra ngoài đi, ân. Đối với đề nghị của Tiêu Viêm, Huân Nhi tự nhiên là không cự tuyệt, Nhu Thuận gật đầu, tầm mắt đảo qua giữa sân, chợt nói, kỳ thật loại hình thức trận đấu này đối với Bạch Sơn, Hổ Gia thậm chí Ngô Hạo đều có ưu đãi rất lớn, bọn họ tại học viện có danh vọng không nhỏ, ta nhìn qua có không ít người trong sân đấu này ngày thường cũng hay cùng ba người cùng xuất hiện. Cho nên đợi khi hỗn chiến mở ra, nói không chừng bọn họ sẽ có thể liên hợp không ít người, ách. Ta xem ngươi ở đây danh vọng cũng không nhỏ a, chẳng lẽ không thể thu nạp thêm người sao? Nghe vậy Huân Nhi cũng cười khẽ nói, nếu là trước đây mà nói, thật sự sẽ có không ít người làm mộ hoa sứ giả, nhưng hôm nay đã là hoa có chủ, người khác còn đến làm chi? Tiêu Viêm mặt hơi cứng nhắc, chợt bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, nếu là như vậy, xem ra tràng đấu loại kia liền dựa vào hai người chúng ta vậy, trừ khi tất cả những người dự thi trên đài này liên thủ công kích hai người chúng ta, nếu không ta phải xem coi kẻ nào có bản lãnh đánh chúng ta rớt ra bên ngoài, Bạch Sơn, Ngô Hạo, hay là Hổ Gia kia. Nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hao gầy của người thanh niên đeo đại hắc thước, nhìn lên khuôn mặt thanh tú hiện rõ nét tự tin, Huân Nhi thản nhiên cười, nàng thích con người đầy tự tin này của hắn, mặc kệ trước mặt sóng biển ngập trời, chúng ta cùng nhau mà xông vào. Đôi tay bé nhỏ bỗng cầm tay Tiêu Viêm, khẽ nói, ngay sau khi tất cả đã tiến vào quảng trường, Hổ Kiền quét mắt một vòng, cao giọng hỏi, các ngươi hiểu quy tắc trận đấu chứ? Nghe câu hỏi của Hổ Kiền, tất cả học viên bên trong trường đấu nhất thời chỉnh tề ứng thanh hô, hiểu. Hổ Kiền bàn tay chậm rãi giơ lên, trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từ từ nói, tốt, nếu tất cả đều hiểu được, vậy ta tuyên bố, vòng đấu loại cuối cùng chọn lựa vào nội viện. Bắt đầu, ầm. Theo Hổ Kiền bàn tay hạ xuống, trường đấu vốn đang im lặng bỗng ầm một tiếng, mấy chục đạo đấu khí không đồng nhất về màu sắc trong giây lát bộc phát khiến người ta hoa cả mắt. Theo từng đạo âm thanh trầm đục truyền ra, bóng người ở giữa sân nhanh chóng bay đi. Đại đa số mọi người đều thối lui bay về bên cạnh quảng trường, bởi vì bọn họ đều hiểu tại đây nếu đứng ở giữa sân thì sẽ trở thành địch nhân của tất cả mọi người và sẽ bị âm thầm loại ra khỏi tràng chiến. Trên khán đài đã bắt đầu bùng nổ. Từng đạo âm thanh kích động, chói tai vang tận mây xanh, và cũng có rất nhiều người hét đến vỡ cả cổ họng để trợ uy cho những người dự thi. Trường hợp đại đối chiến khổng lồ này, so với những trận đầu lần lượt, tuần hoàn đơn thuần thì càng có thêm nhiều tính kích động. Ha ha, chủ ý của phó viện trưởng cũng không phải tồi, tuy rằng không phải là tuyệt đối công bằng nhưng trong tình huống phải phòng bị trường hợp âm thầm hạ thủ sẽ dễ dàng bồi dưỡng được tâm lý cẩn thận cho từng người. Hơn nữa liên thủ với nhau cũng sẽ dần hiểu được kỹ năng chiến đấu theo nhóm. Ý kiến này quả không tồi, nhìn tràng hỗn chiến bên trong, ở vị trí trung tâm bên trên khán đài, một lão nhân ngồi bên cạnh Hổ Kiền cười nói, ta cũng là do xem những trận đấu trước đây đến phát chán, vì vậy muốn thay đổi cách thức thi đấu một chút thôi. Hiện giờ xem ra quả không tồi chút nào, song có một ít đệ tử thường ngày ít giao tiếp, xung quanh đều là địch nhân. Khó tin có người lại ở sau lưng hỗ trợ kia xem ra phải nỗ lực không ít. Hổ Kiền cười tủm tỉm nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tràng hỗn chiến. Lúc nãy bên trong trường đấu, từng người đấu nhau.
nhưng rõ ràng rất nhiều người sợ bị người khác âm thầm hạ thủ ở sau lưng cho nên cùng người khác giao thủ, cũng chỉ vừa chạm vừa lui về phía sau mà không dám đấu lâu. Ánh mắt không ngừng nhìn về bốn phía, nếu lâm vào phạm vi công kích của người khác sẽ làm bọn họ có tâm lý tựa như chim sợ cành yếu, hoặc mau chóng rút lui hoặc là công kích đối phương. Nhưng mà tuy rằng bên trong trận đấu đang vô cùng hỗn loạn nhưng khi đã có liên tiếp 7, 8 người bị luân phiên công kích đến hộc máu mà văng ra ngoài trường đấu thì đã có một số người thông minh hơn. Trong tràng đấu, có một vài người ngày thường biết nhau liền vội vàng nói tốt để mượn sức. Những người còn lại chỉ còn biết lui về sau để tìm kiếm những người cũng đơn độc như mình. Tuy rằng là loại tổ hợp tạm thời này có độ tín nhiệm không cao lắm nhưng dù sao đó cũng là biện pháp duy nhất bây giờ. Nắm trong tay trọng thước, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng bên cạnh nhau trên quảng trường. Kim sắc đấu khí cùng thanh sắc đấu khí từ trong cơ thể thẩm thấu ra phát ra hai cổ khí tức hùng hồn đem hai người bao lấy. Khi bị hai cổ khí tức hùng hồn này chấn nhiếp, người tham gia thi đấu cũng không dám tùy ý xông qua bên này. Lúc này hai người cũng không xông vào bên trong trường hỗn chiến, họ biết trường hỗn chiến này cũng sẽ kéo dài không lâu lắm. Ngay khi mấy người Bạch Sơn liên thủ lại thì trường hỗn chiến sẽ lâm vào tình trạng chỉ còn mấy kẻ mạnh tồn tại, sự hỗn loạn sẽ bớt đi rất nhiều, và đó mới là lúc hai người bọn họ phải chiến đấu thật sự. Bên trên, vô số tiếng thét to làm rung động khán đài. Bên trong trường đấu, tuyển thủ bị đánh văng ra ngoài không ngừng, mà lúc này người ghi chép trận đấu đã sớm xuất hiện ở xung quanh, đã nhanh chóng ghi tên những tuyển thủ vẫn còn ở trong trường đấu vào sổ. Theo thời gian, tiếng la hét cũng chậm rãi trôi qua. Ở giữa sân, sự hỗn loạn cũng bắt đầu có xu thế chậm lại, có bài học của những người bị văng ra khỏi đài sớm, một ít người đơn độc cũng đã biết cách tìm kiếm đồng bạn. Lúc này hỗn chiến đã giảm đi rất nhiều, càng ngày càng nhiều người rồi những nhóm người tạo thành tiểu đoàn đội. Theo những người đơn độc hỗn chiến chuyển thành đoàn đội chiến, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng không thể bảo trì được trạng thái đơn độc. Ngay khi một đội bốn người vây công hai người không được, ngược lại bị đánh văng ra ngoài, Tiêu Viêm cũng liền từ bỏ cử chỉ yên lặng theo dõi. Bàn tay nắm chặt huyền trọng thước đạp mạnh về phía trước, thanh sắc đấu khí mạnh mẽ phát ra như thủy triều, lấy thực lực đại đấu sư quét qua toàn trường. Không lâu sau khi Tiên Viêm phát ra khí tức của đại đấu sư, bên trong hỗn loạn, năm cổ khí tức đồng dạng cũng bạo ngược bộc phát mà phân biệt chiếm cứ bốn phía của quảng trường. Ánh mắt Tiêu Viêm nương theo những cổ khí tức bùng nổ đó hướng đến. Hắn thấy có ba cổ là của Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia, còn lại là của hai nam tử mà hắn chưa từng gặp qua. Phía sau hai nam tử là bốn tên thực lực không thấp, trừ bỏ Bạch Sơn ba người, đây cũng là một nhánh đoàn đôi có thực lực cực mạnh. Lúc này bên trong trận đấu, thực lực các đoàn đội cũng đã được biểu hiện ra. Trong đó, hiển nhiên đoàn đôi của Bạch Sơn, Ngô Hạo cùng Hổ Gia là ba đội mạnh nhất, mà trong ba người này thì đoàn đội của Ngô Hạo là có khí thế sắc bén nhất. Trừ bọn họ còn có hai đoàn đội khác của hai vị đại đấu sư lúc trước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Tình về đoàn đội thì năm phương đoàn đội này là thuộc dạng tối cường trong trường đấu. Ngoài năm phương thế lực này ra còn có một số đoàn đội chỉ có hai người thậm chí là chỉ có một người, mà hai người Tiêu Viêm, Huân Nhi chính là thuộc loại đoàn đội chỉ có hai người kia. Song tuy rằng chỉ có hai người, số lượng thua xa đoàn đội kia nhưng không một ai dám xem thường cái đội ngũ chỉ có hai người này. Bởi vì hai người này là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, trong hai người, tùy tiện là ai cũng có thể bằng thực lực mà chen vào đứng ở một trong năm vị trí đầu. Mà hiện giờ, hai người liên hợp nên cho dù mạnh như Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia đoàn đội cũng coi họ là đại địch cảm bước mình. Tiêu Viêm ca ca, bây giờ đánh được chưa? Nhìn giữa sân đã phân biệt rõ ràng phạm vi, Huân Nhi nghiêng đầu cười nói, chờ chút nữa. Hiện tại trong trường đấu ít nhất còn có 30 người, trong đó còn có cường giả như Bạch Sơn, Ngô Hạo. Chúng ta nếu mà không thi triển con bài cuối cùng chỉ sợ là không thể thắng toàn bộ, cho nên giờ chỉ có thể chờ bọn họ tiêu hao lẫn nhau. Bạch Sơn, Ngô Hạo bọn họ có lẽ là cũng muốn đem chúng ta loại ra ngoài, nhưng lại lo lắng bị người ngoài ra tay đánh sau lưng, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không sợ bị công kích. Tiêu Viêm đưa huyền trọng thước trong tay lên ngang bả vai, cười nói. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, bàn tay khẽ đưa lên, kim quang chói mắt lúc ẩn lúc hiện. Kim quang ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, cho dù là Tiêu Viêm ở cạnh bên cũng thấy có chút chói mắt. Đúng như Tiêu Viêm nói, tuy rằng Bạch Sơn ba người đem bọn họ làm đối thủ lớn nhất nhưng cũng không dám ra tay lúc này. Ba bên liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi bất chợt đem mấy đoàn đội khác yếu hơn đuổi ra ngoài. Chỉ có đem những đoàn đội này đuổi đi hoặc thâu tóm những đoàn đội này thì bọn họ mới có thể triển khai trận chiến cuối cùng. Dưới sự xua đuổi của những đoàn đội mạnh,
thì trừ Tiêu Viêm cùng Huân Nhi ra, những tiểu đoàn đội khác sau khi chạm trán đều hoàn toàn tan rã. Chỉ có một số may mắn là thoát được, còn lại đa số đều bị mạnh mẽ đuổi ra khỏi trường đấu. Nhìn những tuyển thủ bị đuổi đi đang chạy về bốn phía, Tiên Viêm thoáng trầm ngâm, chợt chăm chú nhìn họ, mạnh mẽ bước từng bước, trầm giọng quát, người nào không có đội ngũ, nếu là không muốn bị mất thứ tự, có thể đến bên này. Nghe được Tiên Viêm nói, những tuyển thủ cùng đường nhất thời mừng rỡ mà quay mắt nhìn về phía ba đoàn đội cực mạnh kia. Cho dù là hai đoàn đội cực mạnh có đại đấu sư tọa trấn cũng không dám giữ bọn họ lại, nên hiện giờ nhìn thấy Tiêu Viêm xuất đầu, bọn họ giống như là chết đuối vớ được cọc, vội vàng hướng Tiêu Viêm cùng Huân Nhi chạy tới. Tiêu Viêm nói một tiếng này, trực tiếp thu được bảy tên tuyển thủ cuối cùng ở giữa sân về dưới trướng, nhất thời tiểu đội chỉ có hai người Bành Trướng lên đủ để so sánh cùng với đám người Bạch Sơn. Đương nhiên là chỉ so sánh về số người mà thôi, còn xét về thực lực thì những người trong đoàn đội của Bạch Sơn rõ ràng là hơn những người vừa chạy đến dưới trướng Tiêu Viêm. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng chẳng vọng tưởng nghĩ tới việc dựa vào mấy người này để đánh bại đám người Bạch Sơn, mà hắn chỉ cần những người này có thể tiêu hao một chút nhân thủ của đối phương là được rồi. Hành động lần này của Tiêu Viêm tuy là thu được lòng người nhưng đã làm cho ba đoàn đội cực mạnh vô cùng bất mãn, nhất là Bạch Sơn, hắn không nghĩ hành động của mình lại làm lợi cho người khác, hơn nữa hắn lại cực kỳ chán ghét Tiêu Viêm, bởi vậy lập tức sắc mặt hắn trở nên thâm trầm, bàn tay vung lên, bên cạnh có 8 gã tuyển thủ thực lực không kém đi theo hắn, chậm rãi đi về hướng Tiêu Viêm, xem bộ dáng này, rõ ràng là muốn trực tiếp hướng Tiêu Viêm tuyên chiến. Suy, nhìn thấy đám người Bạch Sơn mang theo vẻ mặt thâm trầm đi đến, Tiêu Viêm khẽ nhướng mi mày, trong tay trọng thước trượt xuống bả vai, khẽ cười lạnh, thế nào? Nhịn không được ư? Bên cạnh Huân Nhi cũng lạnh lẽo liếc nhìn đám người Bạch Sơn. Kim sắc đấu khí lượn lờ quanh thân thể càng thêm nồng đậm. Nàng đã sẵn sàng chiến đấu. Đi, bốn người đem đám người phía sau Tiêu Viêm đuổi ra khỏi trường đấu, bốn người còn lại đem Huân Nhi học muội ngăn lại, còn Tiêu Viêm để ta đối phó. Bạch Sơn bàn tay nhoáng lên một cái, một thanh ngân sắc trường thương lóe lên rồi xuất hiện. Toàn thân trường thương có hào quang nhàn nhạt lưu chuyển, nhìn qua đã biết là vũ khí có khảm ma hạch, còn hắn thì nhàn nhạt phân phó. Nghe được lệnh của Bạch Sơn, 8 người phía sau nhất thời phân tán, phân công mà đi. Huân Nhi, chuẩn bị chiến đấu nào? Nhìn đám người Bạch Sơn theo thế hình quạt mà đến, Tiêu Viêm nghiêng đầu cười nói. Được, Huân Nhi khẽ gật đầu, kim quang lượn lờ xung quanh, cực kỳ mê người. Ngay khi đám người Bạch Sơn bắt đầu triển khai tấn công Tiêu Viêm cũng là lúc Ngô Hạo cùng Hổ Gia triển khai tấn công, bắt đầu đuổi hai đoàn đội còn lại ra khỏi trường đấu. Trận hỗn chiến khiến lòng người kích động ở giữa sân rốt cục cũng đã chính thức bắt đầu. Giờ phút này, trên khán đài, tiếng hò hét chói tai trợ uy tựa như tiếng sấm vang vọng. Đám người Bạch Sơn tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, bên trong cơ thể xoáy khí tụ lại, đấu tinh hình thoi rung nhẹ nhẹ, một dòng thanh sắc đấu khí ào ạt tuôn ra. Dọc theo kinh mạch giống như cơn đại hồng thủy rít gào vươn cao, cuối cùng trào ra bên ngoài cơ thể, đem khí thế Tiêu Viêm đột nhiên thăng tới đỉnh. Huyền trọng thước to lớn bị thanh sắc đấu khí bao bọc, đấu khí mạnh mẽ khiến cho không gian chung quanh trọng thước xuất hiện dao động rất nhỏ. Tiêu Viêm ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt chui huyền trọng thước, nghiêng đầu nói với Huân Nhi một cách thản nhiên, tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian, 3 phút. Huân Nhi khẽ gật đầu, kim sắc đấu khí từ trong cơ thể dũng mãnh bạo phát. Kim quang chói mắt, làm cho nàng cơ hồ giống như một mặt trời nằm trên mặt đất, cực kỳ bắt mắt. Cảm thụ được đấu khí hung hãn từ phía sau bạo phát, Tiêu Viêm gật đầu, bàn chân hơi nâng lên, dậm mạnh xuống đất, dưới chân phát ra tiếng nổ mạnh, chợt hóa thành một vệt ảnh màu đen, như một cơn cuồng phong hung hãn, mãnh liệt bắn về phía Bạch Sơn vẻ mặt lạnh như băng. Hừ, đừng tưởng rằng đánh bại Lục Mục thì có thể hoành hành không cố kỵ ai, và Nam học viện người mạnh hơn hắn rất nhiều. Kình phong mãnh liệt làm áo quần Bạch Sơn bám chặt vào cơ thể, hắn cũng không thèm né tránh, cười lạnh một tiếng, trường thương màu bạc đột nhiên chấn động, lóe ra lôi điện đấu khí màu bạc giống như một con rắn nhỏ, bao phủ toàn bộ cán thương, tay phải nắm chặt chui thương, quát một tiếng chói tai, trường thương hóa thành một điểm hào quang màu bạc, lao về phía cổ Tiêu Viêm một cách cực kỳ tàn nhẫn. Đinh! Bóng đen khổng lồ đột nhiên khựng lại, điểm hào quang màu bạc thẳng tắp, ẩn đầy kình lực bắn lên thân trọng thước. Chỉ khiến cho đầu cánh tay nắm trọng thước của Tiêu Viêm có chút thoáng rung, một kích mạnh mẽ bị ngăn cản, sắc mặt Bạch Sơn không có chút nào biến hóa, cánh tay đột nhiên chấn động, mang theo lôi điện đấu khí màu bạc bao quanh trường thương dũng mãnh bạo phát, cuối cùng hóa thành mấy luồng thương ảnh màu bạc hư ảo, quỷ dị xuyên qua trọng thước, sau đó đầu thương đâm tới thẳng mặt Tiêu Viêm, thương ảnh xuyên qua không khí mang theo lôi đấu khí màu bạc,
đấu khí lôi điện phát ra âm thanh suy suy. Năm đó, thời điểm Tiêu Viêm cùng nhị ca Tiêu Lệ luận bàn có trải nghiệm qua, bởi vậy tự nhiên sẽ không dám coi thường. Ngay khi mấy luồng thương ảnh màu bạc như cuồng phong gào rít lao tới, trong ánh mắt đang nhanh chóng phóng đại, thân hình Tiêu Viêm chấn động, đấu khí màu xanh hùng hồn bạo phát ra, trong nháy mắt tại vị trí đỉnh đầu tụ lại thành mũ giáp bằng năng lượng thực thể màu xanh, mũ giáp đem toàn bộ đầu Tiêu Viêm kín đáo bao lại bên trong, thương ảnh màu bạc tiếp xúc với mũ giáp nổ mạnh, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy ngân quang ở mặt giáp lưu lại vô số dấu vết nho nhỏ, thương ảnh biến mất, Tiêu Viêm đột nhiên đạp từng bước lao tới. Trong nháy mắt mũ giáp cơ hồ cũng biến mất, trọng thước trong tay hung hăng chém tới, không khí như bị lực lượng cuồng bạo đó xé rách nhắm đầu Bạch Sơn chém xuống. Lúc này trọng thước được phát động tạo ra lượng lớn khí kình. Khóe mắt Bạch Sơn giật giật, cùng Tiêu Viêm đối chiến, bây giờ hắn mới biết được người này lực lượng khủng bố đến mức nào. Tại mũi bàn chân, hào quang màu bạc thoáng hiện ra, thân hình Bạch Sơn nhoáng lên. Suy một, hào quang màu bạc nhòe đi. Thân hình Bạch Sơn đã nhanh chóng thối lui gần 5-6 thước, tốc độ đó làm người khác có chút líu lưỡi, lực lượng tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng ngươi chẳng lẽ không biết lôi thuộc tính đấu khí không chỉ có lực công kích mạnh mẽ hơn nữa còn tính chất tăng phúc nhanh nhẹn sao, dùng không biết tên thân pháp đấu kỹ né tránh Tiêu Viêm công kích. Bạch Sơn cười lạnh nói, đích xác rất nhanh, tùy ý huy động trọng thước một chút, Tiêu Viêm thản nhiên gật đầu. Khóe mắt thoáng liếc qua chỗ Huân Nhi cùng mấy gã dự thi bắt đầu chiến đấu. Bốn gã đỉnh cấp đấu sư bị đánh cho chỉ thủ mà không thể công, xem tình huống thì trong vòng 3 phút là có thể đem bốn gã kia hoàn toàn trục xuất khỏi đấu tràng. Huống hồ tình huống bên này, lợi thế lại không nghiêng về phía Tiêu Viêm, nhân số tuy nhiều nhưng bảy người kia trước đây bị bức không còn khí thế. Hiện giờ tuy rằng đối diện có bốn người nhưng đánh chừng 10 hiệp nữa là tan tác, lúc này mới vẻn vẹn thời gian 1 phút đồng hồ, bảy tên thí sinh cùng phe bị đối phương chia làm từng phần nhỏ tiêu diệt mất 3 người. Quả nhiên là một đám bù nhìn không có khí thế, sao có thể cùng người khác đối chiến. Hơi nhíu mi lắc lắc đầu. Tiêu Viêm đem ánh mắt thu hồi. Chỉ cần hắn đem Bạch Sơn bám trụ, Huân Nhi đó là có cũng đủ địa thời gian đem đối phương toàn bộ xử lý. Tới thời điểm, một khi Huân Nhi có thể kết thúc xong bên này Bạch Sơn cũng chỉ một đường thua mà thôi. Trước tiên đánh bại ngươi, đến lúc đó cho dù Huân Nhi học muội ra tay, ta cũng có thể xem như thành công rút lui. Ta bại dưới tay nàng nhưng thật ra không sao cả, bởi vì, ta muốn ở trước mặt toàn bộ học viện đệ tử, khiến Tiêu Viêm ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Dường như nhìn ra ý đồ của Tiêu Viêm, Bạch Sơn lạnh lùng cười, sắc bén trường thương hướng về phía Tiêu Viêm, đạm mạc nói, ngươi dựa vào cái gì? Trong tay Tiêu Viêm trọng thước cắm ở mặt đất, mỉm cười nói, bằng vào thực lực ngũ tinh đại đấu sư của ta. Vừa nói xong, khóe miệng Bạch Sơn nhếch lên một chút lạnh lùng. Hai tay nắm cán thương, mạnh mẽ xoáy tròn, trong tức thời cây trường thương màu bạc cơ hồ biến thành phong luân, cùng phong vù vù đem những phiến đá vỡ do chiến đấu hút vào, xoay quanh phong luân. Bên ngoài cơ thể bỗng nhiên ngân quang rực sáng, một tia điện màu bạc giống như con rắn nhỏ trường tới trường lui, từ xa nhìn lại, lúc này Bạch Sơn cơ hồ là giống như một cái quang cầu màu bạc, hơn nữa ở mặt ngoài quang cầu, còn che kín vô số xúc giác màu bạc, nhìn cùng phong kịch liệt, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại. Cảm thụ được trường thương trong tay Bạch Sơn ngưng tụ ra năng lượng mạnh mẽ, đó là một loại năng lượng tràn ngập cuồng bạo cực đoan, giống như tựa như sấm chớp vậy, ngay từ đầu đã sử dụng đại đấu kỹ mạnh đến như vậy, định tốc chiến tốc thắng sao. Nhìn trường thương trong tay Bạch Sơn năng lượng nhanh chóng tụ tập, Tiêu Viêm nhíu mày, lòng bàn tay hơi đảo, hỏa diễm màu xanh nhạt ẩn dưới thanh sắc đấu khí che lấp, như ẩn như hiện xuất ra. Tiêu Viêm, để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì mới được gọi là chân chính thiên tài. Ngươi, không xứng với Huân Nhi, tiếng gió vù vù, mơ hồ còn có tiếng cười âm lãnh rất nhỏ của Bạch Sơn truyền đến. Ngay sau đó, tiếng gió đầy trời rồi đột nhiên đình trệ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sang, phát hiện trường thương màu bạc trong tay Bạch Sơn xoay chuyển giống như phong luân, đã yên lặng bất động dừng lại ở trong bàn tay hắn. Chẳng qua lúc này trường thương cơ hồ đã hoàn thành chuyển hóa thành một thanh lôi điện thương màu bạc, phía trên mũi thương lôi điện mờ nhạt, nhưng phản phất bên trong đó truyền ra tiếng sấm, trường thương khẽ nhúc nhích. Tản mát ra dao động năng lượng khủng bố không ngừng, chịu chết đi, trong mắt hiện lên một chút lãnh khốc, Bạch Sơn nắm chặt trường thương, hai chân đứng tấn, chậm rãi nâng cao trường thương ngang đỉnh đầu, trong nháy mắt, tiếng sấm vang lên hỗn loạn, ầm ầm nện lên trên sàn nhà cứng rắn, chỉ một thoáng, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, đem ánh mắt toàn trường hướng về phía này, đến khi mọi người nhìn thấy một vòng thái dương màu bạc Bạch Sơn,
đồng thời cảm nhận được sở hữu uy lực khủng bố ẩn chứa bên trong thanh trường thương thì âm thanh ồ lên ở phía trên hai bên khán đài không ngừng vang lên. Hám Lôi Địa Hồ Bạo quát lên một tiếng lạnh lùng, quang ảnh màu bạc hiện ra dưới vô số ánh mắt rung động đang nhìn chăm chú. Một tia lôi điện thô to từ trường thương phóng tới, nơi tia lôi điện đi qua, nền đá rắn chắc của sàn đấu đều bị hủy hoại. Tia lôi điện giống như một con ngân xà không ngừng uốn lượn, tốc độ quá nhanh khiến cho người ta có chút phản ứng không kịp. Ngoài tràng đấu, mọi người vẻn vẹn chỉ có thể nhìn ở giữa sân, ngân quang chợt lóe, trên sàn đấu xuất hiện một cái rãnh sâu mà trông qua tựa như bị tê giác cày xới. Ngay sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên mà phương hướng chính là chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Nhìn cái rãnh khổng lồ dưới đất do tia lôi điện gây ra, vô số người nuốt một ngụm nước miếng, công kích khủng bố cỡ này chỉ sợ ngay như Thất Tinh thậm chí Bát Tinh đại đấu sư bị đánh trúng cũng phải trọng thương tại chỗ a. Bụi mù do tia lôi điện nổ mạnh lan tỏa ra, bên trong lớp tro bụi không có nửa điểm tiếng vang, người bên trong giống như dưới một kích khủng bố vừa rồi của Bạch Sơn mà tan thành tro bụi rồi. Trường thương hạ xuống, trên mặt Bạch Sơn có chút tại nhợt, trên trán nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Chợt hít sâu một ngụm không khí, ngẩng đầu nhìn đám bụi mịt mù không chút động tĩnh kia, khóe miệng nhếch lên một chút lành lạnh. Này Hám Lôi Địa Hồ Bạo là huyền giai cao cấp đấu kỹ, là đấu kỹ cao cấp nhất hắn nắm giữ được. Năm đó khi ở Hắc Giác vực lịch lãm, hắn từng bằng vào một chiêu này, đánh trọng thương một gã đấu linh cường giả không kịp phòng bị, sau đó lấy thủ cấp của đối phương. Hắn tin tưởng, cho dù thực lực của Tiêu Viêm có thể so sánh ngang ngửa với hắn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng bảo trụ dưới chiêu này. Giữa sân, bụi mù dần tan, một mảnh im lặng bao quanh quảng trường, vô số ánh mắt đều đang chăm chú nhìn vào sân đấu. Mọi người rất muốn biết cả Tiêu Viêm, giống như một viên lưu tinh nhanh chóng ở Già Nam học viện quật khởi, đến tột cùng có khả năng chống đỡ nổi phong vân do Bạch Sơn chân chính ra tay hay không. Bụi mù từ từ trở thành nhạt nhòa, xuất hiện ở trước mắt mọi người là một thanh hắc thước thật lớn đang cắm trên mặt sàn cứng rắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một cơn gió mạnh thổi qua đem bụi mù hoàn toàn tiêu tán, dưới vô số ánh mắt chăm chú quan sát dần dần hiện ra một bóng người toàn thân bao bọc trong một vầng thanh sắc hỏa diễm. Ánh mắt âm trầm đột nhiên co thắt, nhìn thấy bóng người toàn thân bốc lên thanh sắc hỏa diễm, sắc mặt Bạch Sơn khẽ biến. Ngọn lửa quỷ dị kia cho dù là khoảng cách xa nhau như vậy hắn cũng là có thể cảm nhận được một sức nóng khủng bố. Đánh đã rồi chứ? Bóng người thanh sắc hỏa diễm hơi hơi ngẩng đầu, âm thanh thản nhiên truyền ra, ngọn lửa thoáng lộ một chút hé ra khuôn mặt đạm mạc thanh tú, rõ ràng đó là Tiêu Viêm. Bạch Sơn khuôn mặt hơi hơi run run, bàn tay nắm chặt trường thương, hắn vừa rồi mới mơ hồ cảm giác được Tiêu Viêm đến tột cùng mạnh mẽ đến như thế nào, đánh xong rồi thì đến lượt ta a. Thấy Bạch Sơn không nói gì, bóng người thanh sắc hỏa diễm lại lầm bầm lầu bầu thì thào một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiêu Viêm. Nghe thấy mấy lời này của hắn, Bạch Sơn vội lui lại phía sau, nhưng vừa lui lại được mấy bước kéo giãn khoảng cách, sau lưng lại truyền đến một cổ nóng cháy, vội vàng quay đầu lại, khóe mắt vừa vặn hiện lên một quang ảnh xanh nhạt, một nắm tay có lửa bao quanh, đôi mắt không khỏi trợn trừng, nắm đấm mang theo ngọn lửa màu xanh nóng bỏng, dù chưa chạm vào người mà Bạch Sơn đã thấy da tay như bị thiêu đốt đến mức không chịu nổi, hắn cắn răng nhịn đau, hai chân như điện, nhoáng một cái thân hình như quỷ mị nhanh chóng thối lui mấy thước. Ngay khi Bạch Sơn vừa triệt thoái khỏi phạm vi công kích của Tiêu Viêm, còn chưa kịp giơ thương công kích thì đã thấy bóng xanh chớp động, Tiêu Viêm đã lạnh lùng xuất hiện ngay trước mặt hắn, song quyền như điên cuồng xuất ra hơn 10 đạo tàn ảnh nhắm tới khắp các bộ vị trên thân thể Bạch Sơn, từng quyền đánh tới, kéo theo hàng loạt âm thanh trầm đục, giòn giả vang lên trong đấu trường. Khốn kiếp, từng trận đau đớn từ thân thể khiến Bạch Sơn trong lòng đại nộ, công kích của Tiêu Viêm toàn bộ đều là cận thân đấu kỹ. Khoảng cách như vậy khiến hắn không thể thi triển được thương pháp, mặc dù hắn thi triển thân pháp phong lôi động có thể tạm thời kéo giãn cự ly nhưng khi Tiêu Viêm đã còn không bị huyền trọng xích trói buộc, tốc độ truy kích của hắn ngay lập tức tăng vọt. Bởi vậy, bất kể Bạch Sơn dùng phong lôi động tìm mọi cách kéo dài khoảng cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Ngươi lui hai thước, ta cũng lập tức tiến lên hai thước, Tiêu Viêm thủy chung đều thi triển cận thân đấu kỹ chiến đấu cùng Bạch Sơn, không cho hắn cơ hội thi triển thương thuật. Đối với Bạch Sơn, dưới tình huống không có sự trợ giúp của vũ khí mạnh nhất, tiến hành bắt đấu cùng Tiêu Viêm quả là một hồi đại bi kịch. Khi Tiêu Viêm cầm huyền trọng xích thì cũng không đáng sợ, đáng sợ là sau khi hắn thoát ly trọng lượng cùng áp chế đấu khí của huyền trọng xích. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Khi Tiêu Viêm cầm huyền trọng xích, Bạch Sơn còn có thể dựa vào lôi điện đấu khí và thương thuật cao thâm cùng Tiêu Viêm đối chiến. Mà khi cận chiến,
Lựa chọn tốt nhất của Bạch Sơn chỉ có thể là kéo giãn khoảng cách song phương, ngay cả điểm này cũng bị Tiêu Viêm hoàn toàn áp chế, cho nên chỉ cần nhất thời khinh suất, hắn sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm dường như đã biến thành một cái bóng đen mờ ảo, không ngừng lượn quanh Bạch Sơn, nắm tay mang theo quyền phong hung hãn không ngừng giả thẳng lên lớp đấu khí màu bạch ngân đang bao bọc toàn thân Bạch Sơn. Lúc này, quyền, chưởng, khuỷu tay, chân, đầu gối, mỗi một chỗ bộ vị đều trở thành lợi khí công kích của Tiêu Viêm, cùng lúc song thủ không ngừng tạo thành quyền ảnh liên miên bất tuyệt. Đối mặt với Tiêu Viêm điên cuồng công kích, trường thương trong tay Bạch Sơn đã coi như vứt đi. Mặc dù hắn thi thoảng cũng có thể dụng quyền đón đỡ, nhưng thanh liên địa tâm hỏa bao bọc trên thân thể Tiêu Viêm lại chẳng phải là vật thường. Mỗi lần ngạnh kháng, quyền đầu Bạch Sơn đều sưng đỏ một mảng, nếu không nhờ có đấu khí phòng hộ, e rằng vừa mới tiếp xúc đã bị thanh liên địa tâm hỏa biến thành cái chân giò nướng. Lúc trước còn là một Bạch Sơn uy phong lẫm lẫm đứng giữa sân, giờ chợt biến thành cái bao cát mặt tình cho người ta luyện quyền. Biến hóa nghiêng trời lệch đất này khiến cho vô số người ngồi quan khán chỉ biết há mồm trợn mắt. Cái gã Bạch Sơn đang bị Tiêu Viêm đuổi theo hành hung, lại còn không đủ lực hoàn thủ chính là thiên tài hô gió gọi mưa của học viện ư. Thật là một tên gia hỏa điên cùng A Nhược Lâm đạo sư và Tiêu Ngọc đồng dạng cứng người ngây ngốc nhìn Tiêu Viêm bên trong đấu trường. Không nghĩ đến tên gia hỏa bình thường bộ dáng ôn hòa nhưng lúc động chân hỏa cũng đáng sợ như vậy. Thanh sắc hỏa diễm trên thân Tiêu Viêm, phải chăng là dị hỏa? Giữa quảng trường, nhìn thanh sắc hỏa diễm lượn quanh thân thể Tiêu Viêm, lão giả được bọn Hổ Kiền gọi là Hỏa Lão đầu vốn giữ nét mặt bình đạm rốt cục cũng hiện lên tia dị sắc. Ân, hẳn là không giả, sức nóng có thể khiến chúng ta cảm thấy tim đập nhanh đích xác là dị hỏa. Bất quá cũng không biết là loại dị hỏa nào. Nếu thực lực của Tiêu Viêm có thể cường hãn hơn một chút, đến lúc đó hắn thi triển loại dị hỏa này cho dù là đấu vương cường giả bình thường cũng chưa chắc có thể dễ dàng tiếp được. Hổ Kiền gật gật đầu đáp, Tiêu Viêm này có phải muốn vào hệ luyện dược? Hỏa Lão đầu đang trầm ngâm chợt nhẹ giọng thốt, ách, Hỏa Lão đầu, thật ra hắn muốn tiến nhập nội viện a. Nghe vậy, Hổ Kiền ngẩn ra đáp, tiến vào nội viện hay hệ luyện dược thực ra cũng không có gì mâu thuẫn, Tiêu Viêm cũng là một gã luyện dược sư. Tiến nhập khoa luyện dược đối với hắn cũng chỉ có lợi mà thôi, hơn nữa điều này cũng không trì hoãn cơ hội tiến nhập nội viện tu hành của hắn. Hỏa Lão đầu thản nhiên nói, chuyện đó thì tùy theo ngươi đi, nếu ngươi có thể khiến hắn vào hệ luyện dược thì ta cũng không có ý kiến, dù sao có thể khiến học viện có thêm một gã luyện dược sư xuất sắc, thực là chuyện ta cầu mà không được đó. Hổ Kiền lắc lắc đầu, cười đáp, Hỏa Lão đầu khẽ gật đầu, không hề đáp lời, tiếp tục dõi mắt vào sân đấu. Cặp mắt già nua bình thản gắt gao nhìn chằm chặp vào thanh sắc hỏa diễm cháy rực trên người Tiêu Viêm một lúc, trong mắt chợt xẹt qua một tia hâm mộ, tiếp tục một quyền hung hăng nện vào giữa ngực Bạch Sơn, nhất thời vang lên một tiếng rắc nhỏ, chợt Tiêu Viêm cười lạnh nhìn đấu khí khải giáp trên thân Bạch Sơn chậm chậm tan rã, một cước trầm trọng xuất ra nhắm thẳng vào bụng Bạch Sơn. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, lôi điện đấu khí khải giáp trên người Bạch Sơn đã bị công kích cường hoành của Tiêu Viêm oanh phá. Một cước này của Tiêu Viêm lực công kích cực kỳ bàn đại, khiến Bạch Sơn văng ra xa đến mấy chục trượng mới từ từ dừng lại, nhịn không được phun ra một búng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cắn răng run lẩy bẩy đứng dậy, quán độc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một khỏa đan dược màu đen, một ngụm nhét vào trong miệng. Lúc này Tiêu Viêm cũng không vội vã để ý đến Bạch Sơn, bởi vì ngay lúc đó hắn cảm thấy đấu khí trước đó vốn lưu chuyển tự nhiên trong cơ thể bắt đầu bạo trướng. Nhất là đấu khí trong kinh mạch lại càng điên cuồng vận chuyển, mà tại không gian xung quanh Tiêu Viêm, từng dòng năng lượng tinh thuần cũng cấp tốc dao động, tạo thành một khí thế vô cùng mạnh mẽ tiến nhập cơ thể Tiêu Viêm. Xem bộ dáng rõ ràng là có dấu hiệu thăng cấp, Tiêu Viêm trong lúc không hề suy tính cực lực triển khai công kích may mắn có được cơ hội đột phá, bởi thế đấu khí trong người tự động lưu chuyển, thực chất cũng giống như nước lớn chảy trong suối nhỏ dần dâng lên thành dòng sông lớn. Chẳng qua cái tình huống thăng cấp này cũng có vẻ cực kỳ bất ổn. Động tĩnh này của Tiêu Viêm, tự nhiên không thể qua mắt được vài người nhãn lực cao minh. Bởi vậy, ngay sau đó trên khán đài vang lên hàng loạt tiếng kinh hô Tiêu Viêm này thăng cấp ngay trong khi chiến đấu ư. Vô số người ngây ngốc nhìn thân ảnh giữa sân được bao bọc trong thanh sắc hỏa diễm. Người này như thế nào lại làm ra chuyện khiến người ta phải trợn mắt há mồm như vậy? Hiện tại trong đấu trường đang là thời điểm mấu chốt mà hắn lại cư nhiên thăng cấp. Thật sự làm cho người bàng quan cảm thấy dở khóc dở cười cho vận khí của hắn. Phải biết rằng tại thời điểm thăng cấp, không thể bị ngoại sự quấy nhiễu, nếu không nhẹ thì thụ thương mà nặng thì thậm chí có thể mất mạng.
Nếu trong tình huống bình thường mà Tiêu Viêm gặp loại chuyện này sẽ khiến người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng bây giờ thì phải nói đây là địa phương thích hợp cho hắn thăng cấp ư? Mẹ kiếp, không phải như vậy chứ. Tiêu Viêm lúc này cũng vì tình huống đặc biệt này mà không nhịn được buộc mồm chửi đổng. Bản thân hắn cũng hiểu, trong lúc này muốn tĩnh tâm thăng cấp, căn bản là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Loại chuyện thăng cấp này căn bản chính là không cầu mà gặp, hoàn toàn không tuân theo ý chí của Tiêu Viêm, mà đây mới là cái khiến hắn dở khóc dở cười. Ngày xưa tìm mọi cách mong cầu thì nó không đến, hiện tại không cần thì nó lại đến, hơn nữa lại còn như kẻ cướp phá cửa xông vào nhà. Ha ha, Tiêu Viêm, xem ra lão thiên cũng là ưu ái ta a. Nuốt xong khỏa đan dược, sắc mặt Bạch Sơn đang trắng bệch bỗng trở nên đỏ ửng, khí tức bạc nhược hốt nhiên bạo trướng. Hắn nhìn Tiêu Viêm đang bất động đằng xa, lại thấy động tĩnh này đột nhiên minh bạch, nhất thời cất lên một tràng cuồng tiếu, đưa tay hướng tới ngân sắc trường thương ở phía xa, trường thương liền hóa thành một đạo hư ảnh, bay tới tay Bạch Sơn. Tiêu Viêm ca ca, ngươi hoàn thành thăng cấp đi, ta giúp ngươi tạm thời ngăn bọn họ. Một thân ảnh thanh đạm xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi mỉm cười nói, lúc này thủ hạ của Bạch Sơn chính là 8 gã thí sinh, đều đã bị nàng đều đuổi ra trường đấu, cho ta thời gian 10. Tiêu Viêm trì hoãn một chút, rồi cắn răng gật gật đầu, vội vàng ngồi xuống xếp bằng, ngưng thần khống chế mấy dòng năng lượng đang điên cuồng tiến vào cơ thể. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt khống chế hỗn loạn trong cơ thể, Huân Nhi nghiêng đầu dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Bạch Sơn, ngọc thủ chợt hiện kim quang, thản nhiên nói, ngươi nếu thấy thích thì cứ lại đây, bất quá đừng mong ta hạ thủ lưu tình. Nghe được ngữ khí lãnh đạm cực điểm của Huân Nhi, khuôn mặt Bạch Sơn chợt hiện nét dữ tợn, hít sâu một hơi, áp chế nộ hỏa trong lòng, bỗng nhiên chuyển hướng nhìn qua bên kia quảng trường. Bên đó, đội ngũ Ngô Hạo và Hổ Gia cũng vừa loại xong hai đội chỉ có ngũ cấp đại đấu sư tọa trấn. Hơn nữa, lúc này Ngô Hạo và Hổ Gia rõ ràng cũng đã nhận thấy dị động của Tiêu Viêm, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm lại gặp cơ hội đột phá thăng cấp trong tình huống này. Ngô Hạo, Hổ Gia, thiếp nghĩ chúng ta có thể trước tiên liên thủ đánh bại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, các ngươi cũng đã biết thực lực của hai người bọn họ, hơn nữa Tiêu Viêm hiện đang trong giai đoạn đột phá, nếu nói hắn tấn cấp thành công, nhất định thực lực đại trướng, đến lúc đó các ngươi hai người đơn độc chiến đấu, liệu có thể ngăn cản hai người bọn họ không? Từ đó mà suy, chúng ta sớm hay muộn cũng đành cam bái hạ phong mà thôi. Ngay khi Ngô Hạo và Hổ Gia đang ngây ngốc vì dị động của Tiêu Viêm, thanh âm Bạch Sơn bỗng nhẹ nhàng vang lên bên tai họ. Nghe được lời Bạch Sơn, hai người bất chợt ngẩng người, khẽ nhíu mày. Hắc, hai người các ngươi không phải cũng đều có ý tứ với Huân Nhi học muội hay sao? Nếu nói lúc này có thể loại Tiêu Viêm, như vậy hắn sẽ mất đi tiền ngũ danh tư cách top 5 người đứng đầu, đến lúc đó chúng ta cùng ở một chỗ với Huân Nhi học muội, không có tên kỳ đà Tiêu Viêm kia. Đến lúc liền có thể xem ai có thể làm động phương tâm của Huân Nhi học muội rồi. Thanh âm Bạch Sơn tiếp tục quanh quẩn bên tai hai người. Hổ Gia, tại Già Nam học viện có thể tìm được nữ hài tử thứ hai nào có khí chất có thể so bì với Huân Nhi học muội ư? Còn Ngô Hạo, nhiều năm như vậy, Huân Nhi học muội là người duy nhất khiến cho ngươi động tâm, nếu để Tiêu Viêm suốt ngày bên cạnh Huân Nhi, ngươi còn có cơ hội sao? Cho nên, hắn chính là địch nhân chung của chúng ta. Không cần do dự nữa. Nếu để cho Tiêu Viêm thành công tấn cấp, đến lúc đó kẻ chiến bại, khẳng định là chúng ta. Lời Bạch Sơn, làm cho sắc mặt Ngô Hạo cùng Hổ Gia hơi có chút biến hóa, đây đích thực là một mối uy hiếp đối với bọn họ. Sau một hồi khá lâu, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, trầm giọng nói, Hảo, trước tiên đem Tiêu Viêm đá ra ngoài đã. Sau khi ba người đạt thành hiệp nghị, Ngô Hạo cùng Hổ Gia mỗi người liền mang theo 4 gã người dự thi còn lại chậm rãi bước đi tới chỗ Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Nhìn thấy hai người hành động, Bạch Sơn trong mắt xẹt qua một tia hàn khí. Hắn quay đầu lại, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt, sau đó tầm mắt lại lần nữa dừng lại tại trên người cô gái yêu kiều duyên dáng trước mặt Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt hắn hiện lên một chút mê say, tay nắm chặt thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi là của ta. Bàn tay nắm thân trường thương, Bạch Sơn sải bước bước tới chỗ hai người Tiêu Viêm. Hành động của mọi người giữa sân cũng không thoát được con mắt của Huân Nhi. Nhìn thấy tam phương thế lực thế lựa chọn đồng thời lại đây, nàng dường như cũng đã hiểu được việc gì sắp xảy ra. Trên gương mặt thanh nhã tinh xảo của nàng lần đầu lộ ra nhàn nhạt hàn ý, ống tay áo khẽ khua lên màu vàng đấu khí từ trong cơ thể cấp tốc trào ra, cơ hồ khí thế không kém hơn thất tinh đại đấu sư. Màu vàng đấu khí này tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hai luồng kim quang giống như hai mặt trời nhỏ chói lọi, cực kỳ thu hút ánh mắt của mọi người. Các ngươi định liên thủ đối phó ta sao? Huân Nhi nhìn 11 người càng ngày càng gần thản nhiên nói, ha ha,
Huân Nhi yên tâm, ta không phải đối phó ngươi, chỉ là cái tên kia ta phải đuổi hắn ra ngoài. Hổ gia chỉ vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt cười dài nói, ngươi cứ thử xem. Huân Nhi lạnh lùng nói. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay kia hai luồng ánh sáng mạnh mẽ màu vàng càng thêm chói mắt, Bạch Sơn, Hổ gia, Ngô Hạo, hơn nữa còn có 8 gã dự thi ở cấp bậc đấu sư đỉnh phong. Lực lượng đối phương mạnh như vậy đã đủ để làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết, hơn nữa nàng lại còn phải phân tâm bảo vệ Tiêu Viêm. Ai, Huân Nhi, lòng của ta đối với ngươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Tên nam nhân thối tha này thì có cái gì tốt chứ? Hổ gia tràn ngập vẻ giảo hoạt nói, con mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Huân Nhi, thanh âm ôn nhu làm cho một bên Bạch Sơn sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên. Kỳ thật những lời này để hắn nói tự hồ mới là hợp lý đi, lắc lắc đầu. Huân Nhi không hề nói gì với Hổ gia. Nàng lui về phía sau một bước chắn ở trước người Tiêu Viêm, đem hành động này nói cho Hổ gia đám người quyết định của chính mình. Huân Nhi học muội, hãy làm theo như lời Hổ gia đi, chúng ta cũng không thương tổn ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng quấy nhiễu chúng ta. Bạch Sơn hướng về phía Huân Nhi mỉm cười nói, Huân Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không buồn trả lời. Trước kia thật không cảm thấy được người này lại đáng ghét như vậy. Nhưng mà ngắn ngủn thời gian mấy ngày làm cho Huân Nhi cực kỳ chán ghét Bạch Sơn, mà ánh mắt lạnh như băng kia lại lần nữa làm cho khuôn mặt Bạch Sơn hơi hơi run run. Hít sâu một hơi cố gắng giả ra một bộ mặt tươi cười hướng hai người Hổ gia nói, động thủ đi, không thể tiếp tục kéo dài, bằng không Tiêu Viêm sẽ thăng cấp thành công. Nghe được lời thúc giục của Bạch Sơn, hai người Hổ gia đành phải gật gật đầu. Đấu khí chậm rãi từ trong cơ thể ba người dữ dội tuôn ra, nhất thời không gian chỗ nơi thi đấu bị chia ra bởi các cổ mạnh mẽ đấu khí. Giữa sân bỗng nhiên xuất hiện biến cố làm cho những người xem trên khán đài cũng xì xào bán tán. Nhìn cử chỉ của đám người Bạch Sơn rõ ràng có thể nhận thấy là lấy ba đánh một. Phương thức lấy nhiều đánh ít này làm cho trên khán đài vang lên từng trận xôn xao. Nhưng mà khi những người này nhớ tới hình thức thi đấu lần này vốn dĩ đã không có công bằng tuyệt đối nên không biết làm sao cũng đành im lặng. Bọn người kia thật là quá đê tiện đi. Không biết xấu hổ lấy ba đánh một. Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi ở giữa sân kia bị đám người kia vây quanh, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, phẫn nộ nói, ai, lần này hình thức thi đấu cũng không có nói là dụng loại nào phương pháp cho nên chúng ta cũng không thể làm gì được a. Nhược Lâm đạo sư khẽ thở dài một hơi, bàn tay trong áo bào bởi vì nắm chặt làm cho mấy ngón tay có chút trở nên trắng, hy vọng Huân Nhi có thể chống cự được 10 phút cho tới lúc Tiêu Viêm thăng cấp kết thúc là được. Hổ Kiền, xem ra ngươi là lần đầu nếm thử đi, ngay cả ba đánh một loại chuyện này thế nhưng lại có thể xuất hiện. Nhìn bên trong đấu trường Hỏa lão đầu cao mày thản nhiên nói, trong thanh âm hơi có chút châm chọc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Lúc này Hổ Kiền sắc mặt xem cũng không được tốt lắm, tai nghe Hỏa lão đầu nói những lời này hắn cũng đành cười khổ một tiếng, thở dài nói, loại này trận đấu đích xác thực loạn, tại lúc mới bắt đầu trận đấu ta cũng đã nói qua. Bọn họ làm như vậy kỳ thật cũng không tính phạm quy, ngươi cũng đừng cho là ta là bởi vì Hổ gia ở đây liền lựa chọn coi như không thấy. Lúc này đây là tự nàng lựa chọn quyết định, ta cũng sẽ không nhúng tay can thiệp. Cũng như vậy nếu nàng thất bại hoặc là xảy ra chuyện khác ta cũng sẽ không can thiệp, tất cả cũng đều là chuyện của người trẻ tuổi bon hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, hy vọng là như vậy đi. Hỏa lão gật gật đầu rồi lần nữa đem ánh mắt hướng giữa sân thản nhiên nói. Tại vô số ánh mắt mói, 8 gã ở vào cấp độ đấu sư đỉnh phong người dự thi dẫn đầu vây kín Huân Nhi. 8 đạo nhân ảnh trực tiếp mang theo hung hãn kình khí đánh tới Tiêu Viêm sau lưng ở Huân Nhi, thủ hộ quái chưởng, mặt lạnh lùng, Huân Nhi trong cơ thể kim quang sáng rực lên, hai chân nàng cách mặt đất nửa tấc, mái tóc dài tới thắt lưng mặc dù không có gió nhưng cũng tự động bay phấp phới, trong lòng bàn tay của nàng kim quang phát ra mạnh mẽ phát ra bát chưởng đánh tới. Chỉ thấy 8 đạo tàn ảnh hình bàn tay dừng lại giữa không trung rồi như chớp bắn ra đánh thẳng vào ngực của 8 tên người dự thi. 8 người kia đều là tránh không, cuối cùng đều phun ra một ngụm máu tươi và bị đánh bay ra. Một màn này làm cho người ta không khỏi kinh sợ. Một chiêu liền giải quyết 8 gã cấp bậc đấu sư đỉnh phong. Trên khán đài vô số người hít một hơi lạnh vì tại già Nam học viện Huân Nhi rất ít khi sử dụng chiêu thức này. Hiện tại nàng ra tay nguyên nhân là bởi vì đám người Bạch Sơn hành động gây bất lợi đối với Tiêu Viêm nên khi ra tay nàng cũng không hề lưu thủ. Kim quang trước mặt vừa mới tiêu tán thì một cổ mùi máu tanh bỗng nhiên đập vào mặt, rồi một bóng người màu máu quỷ dị chợt lướt qua nàng. Ngô Hạo song chưởng mang theo sương mù màu máu khẽ giơ lên hướng Huân Nhi đánh tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Huân Nhi xoay mặt mắt hướng thẳng thế công của Ngô Hạo, khuôn mặt nàng không chút nào dao động. Kim quang lượn lờ quanh bàn tay nàng, lựa chọn phương thức đánh trực diện đối chưởng với Ngô Hạo, mỗi một lần song chưởng va vào nhau đều kèm theo một tiếng nổ vang.
liên tiếp phát ra gần 10 chưởng, thân thể nàng hơi rung nhẹ lui lại phía sau non nửa bước, trái lại Ngô Hạo ước chừng lại lùi ra phía sau hơn 3 bước. Ngô Hạo vừa mới lui về phía sau thì một đạo tiên ảnh như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Huân Nhi liền giơ tay lên, một cổ kim quang mạnh mẽ phát ra đánh bay trường tiên của Hổ Gia ra, ngay lập tức mũi chân đột nhiên lui phía sau mạnh mẽ tung ra một cước đánh tới Bạch Sơn đang định lợi dụng cơ hội đánh lén Tiêu Viêm, làm hắn chấn động phải lùi lại mấy bước. Vẹn vẹn không đến thời gian 2 phút, Huân Nhi chỉ bằng vào sức một người đánh lui 8 gã đấu sư đỉnh phong, hơn nữa còn đánh cho Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người có thực lực không kém nàng phải chấn động lui về phía sau. Mặc dù ba người vẫn chưa dùng tới chân chính thực lực, nhưng loại này thân thủ của nàng thật sự là làm cho người ta kinh hãi. Sau lần giao thủ đầu tiên, ba người Bạch Sơn đối với thực lực của Huân Nhi cũng là mơ hồ nắm được đôi chút. Lập tức trên cả ba khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng rồi liếc nhau một cái. Đấu khí trong cơ thể ba người đồng thời khởi động, ba đạo nhân ảnh trực tiếp đồng thời phát ra hung mãnh công kích đánh tới Huân Nhi. Trong sân chỉ thấy được nhân ảnh chợt lướt qua, đấu khí va chạm bạo phát ra tiếng nổ cùng với năng lượng ba động. Bạch Sơn ba người thi triển hết thảy thủ đoạn muốn công kích Tiêu Viêm song Huân Nhi, nhưng là giống như một ngọn núi ngăn ở trước mặt ba người. Bất cứ công kích gì bắn về phía Tiêu Viêm đều bị nàng chặn lại một cách chuẩn xác. Đối phó với Huân Nhi có trực giác gần như biến thái, Bạch Sơn ba người không khỏi đau đầu. Thình thịch, Huân Nhi cùng hai người Bạch Sơn Hổ Gia đối chưởng ầm một tiếng, cả ba người đều là lui lại mấy bước vừa muốn lui ra phía sau bảo vệ Tiêu Viêm. Đột nhiên nàng nhận thấy bên phải có một cổ mùi máu tanh, quay đầu lại phát hiện ra Ngô Hạo không biết khi nào thừa dịp tại thời điểm nàng cùng Bạch Sơn hai người chiến đấu liền tiếp cận Tiêu Viêm. Nhìn Ngô Hạo tiếp cận Tiêu Viêm, Huân Nhi khuôn mặt hiện lên một chút phẫn nộ. Mũi chân của nàng điểm nhẹ mặt đất, thân thể nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Ngô Hạo. Tay phải kim quang đại thịnh bộc phát mạnh mẽ, kình khí hướng ngực của Ngô Hạo đánh tới. Đối với công kích Huân Nhi thì Ngô Hạo cũng không dám có chút chậm trễ, lập tức nhân bàn tay lượn lờ màu máu nghênh tiếp. Ầm. Song chưởng va chạm vào nhau, nơi phiến đá Ngô Hạo dừng chân liền bị chấn động thành bột phấn. Suy. Mới vừa cùng Ngô Hạo đối chưởng trong giây lát, phía sau nàng một đạo xé gió kình khí đánh tới. Huân Nhi lông mày nhíu lại, tay phải mang theo mãnh liệt kim quang, thình thịch. Kim quang bàn tay đánh ngược lại phía sau bị Hổ Gia chặn lại. Lúc này đây Huân Nhi chỉ bằng vào một tay lần lượt đối chưởng với hai cường địch mà chưa có chút nào thất thế, thực lực như vậy có thể nói khủng bố. Hắc, Huân Nhi học muội thật xin lỗi ngươi rồi, hôm nay bọn ta nhất định phải loại bỏ người kia. Ngay lúc Huân Nhi bị Hổ Gia cùng Ngô Hạo cuốn lấy thì một tiếng cười lạnh bỗng nhiên ở sau người nàng vang lên. Huân Nhi vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Sơn hung hăng tung một cước đá tới Tiêu Viêm đang nhắm mắt. Bạch Sơn, ngươi dám? Trên khuôn mặt nàng nhiều năm như vậy lần đầu hiện lên sát ý lạnh như băng. Chỉ một thoáng kim quang từ Huân Nhi trong cơ thể tuôn ra mạnh mẽ, song chưởng khẽ động. Nàng dốc toàn lực bằng một kích đem Ngô Hạo cùng Hổ Gia đẩy lui, rồi thân hình chợt lóe liền xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, song chưởng duỗi ra đem Tiêu Viêm ôm vào trong lòng. Nhưng như vậy cũng là vừa vặn đem phía sau lưng lộ cho Bạch Sơn, mà hắn một cước kia cũng là giáng mạnh vào chỗ bả vai của Huân Nhi. Khuôn mặt nàng thoáng đỏ lên, khóe miệng xuất hiện nhàn nhạt vết máu nhưng bị nàng rất nhanh lau đi. Bạch Sơn, ngươi dám đả thương nàng? Nhìn thấy Huân Nhi khóe miệng chợt xuất hiện vết máu, Ngô Hạo đối với máu tươi cực kỳ mẫn cảm, không khỏi giận dữ xoay người đối với Bạch Sơn phẫn nộ quát, mà Hổ Gia ở bên cạnh trên khuôn mặt cũng là hiện một chút tức giận. Ta chỉ muốn Tiêu Viêm đuổi ra, nhưng Huân Nhi học muội lấy chính mình che chở cho hắn mà bị thương, điều này sao có thể trách ta được? Bạch Sơn lạnh lùng nói. Bạch Sơn, ngươi không cần phải giả vờ giả vịt, hôm nay ngươi nếu là có thể đủ lông tóc không tổn hao gì ly khai khỏi đấu trường thì ta Huân Nhi cũng không cần tiếp tục ở lại Già Nam học viện. Thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên từ miệng nàng truyền ra, rồi nàng chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó bên trong con ngươi như thu thủy bỗng nhiên dần dần bị kim quang bao phủ, mà theo kim quang xuất hiện trong mắt một cổ rất mạnh năng lượng từ Huân Nhi trong cơ thể dần dần tỏa ra. Mà theo năng lượng tăng lên, mái tóc dài tới thắt lưng Huân Nhi cũng là bắt đầu dài ra, xem bộ dáng này của nàng tựa hồ là đang chuẩn bị khởi động bí pháp nào đó. Nhưng mà ngay tại lúc mái tóc của Huân Nhi sắp dài qua kiều mông, một bàn tay trắng nõn chợt bỗng nhiên từ phía sau vươn ra cầm cánh tay của Huân Nhi. Nhàn nhạt thanh âm quen thuộc kia làm cho Huân Nhi tóc đang dài ra cấp tốc ngắn trở lại, trên khuôn mặt lạnh như băng của nàng hiện lên một chút tươi cười. Tốt lắm, chuyện kế tiếp hãy giao cho ta làm đi. Nhàn nhạt âm thanh vang vọng trên quảng trường. Sau đó hắc bào thanh niên tại vô số ánh mắt kéo Huân Nhi về phía sau mình. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đứng ở trước mặt ba người Bạch Sơn. Người này rốt cục cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Tiêu Viêm tại thời khắc mấu chốt rốt cục cũng rời khỏi trạng thái tấn cấp. Dược Lâm đạo sư Tiêu Ngọc ở trên khán đài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
cả người Tiêu Viêm khí thế so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều. Ba người Bạch Sơn cũng là rõ ràng Tiêu Viêm bây giờ đã tấn cấp thành công, trận chiến sắp tới sợ rằng sẽ thảm thiết hơn so với dự đoán mọi người. Tiêu Viêm con ngươi màu đen nhìn có vẻ không hề bận tâm gì. Song Huân Nhi đứng ở bên cạnh có thể cảm giác được rõ ràng từ trong cơ thể của Tiêu Viêm mơ hồ thấu ra sự tức giận. Hiển nhiên vừa rồi ba người Bạch Sơn liên thủ vây công Huân Nhi làm Tiêu Viêm thực sự tức giận. Huân Nhi muội trước tiên lui lại nghĩ một chút đi, chuyện còn lại cứ để cho ta giải quyết. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Tiêu Viêm ca ca. Ba người bọn họ thực lực đều chính là thất tinh đại đấu sư, tu tập công pháp cấp bậc cũng là không thấp, hơn nữa còn có mạnh mẽ đấu kỹ. Lời của ngươi. Huân Nhi hơi có chút chần chừ nói, giao cho ta đi. Tiêu Viêm lần nữa lặp lại một câu nói với Huân Nhi, thanh sắc hỏa diễm bắt đầu chậm rãi từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra, kèm theo nhiệt độ nóng cháy làm cho không khí bên ngoài xung quanh thân thể hắn đều có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Thôi được, muội sẽ đứng ở ngoài xem cuộc chiến vậy. Nhưng mà nếu có biến cố gì thì Tiêu Viêm ca ca cũng không được trách cứ nếu Huân Nhi ra tay đó. Nghe Tiêu Viêm lần nữa lặp lại một câu nói, Huân Nhi cũng đành gật đầu rồi chậm rãi lui về phía sau nhẹ giọng nói. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm quay lại ánh mắt dừng lại trên ba người Bạch Sơn, sau đó chậm rãi nói. Hôm nay nếu các ngươi có thể bình yên vô sự rời khỏi đài thi đấu, ta Tiêu Viêm từ nay về sau cũng sẽ không bước vào Già Nam học viện nửa bước. Tiêu Viêm nói làm cho sắc mặt ba người có chút biến hóa. Bọn họ có thể cảm giác rõ ràng được trong lời nói ẩn tàng lạnh như băng cùng với nổi giận. Dựa vào thực lực như vậy giỏi lắm có thể chống lại một người trong chúng ta. Muốn lấy một địch ba, ta nghĩ là ngươi chỉ tự rước lấy nhục thôi. Bạch Sơn trường thương trong tay vung lên cười lạnh nói, chủ ý của ta cũng không phải là đã thương Huân Nhi. Chờ sau khi đem ngươi đánh bại, ta sẽ làm cho Bạch Sơn lúc trước tung ra một cước đánh Huân Nhi phải trả giá đắt. Ngô Hạo toàn thân bị bao vây bởi một lớp đấu khi màu máu đứng trước Tiêu Viêm bình tĩnh nói, hì hì. Ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho Huân Nhi. Hổ Gia cười duyên nói, nghe được những lời này của hai người khuôn mặt Bạch Sơn không khỏi biến sáng, nhưng ngay lập tức hắn lại cười cười rồi nói, lúc trước ta ra tay làm bị thương Huân Nhi học muội, thực ra trong lòng ta cực kỳ áy náy, đợi lát nữa không cần các ngươi động thủ chính ta sẽ chủ động rời khỏi hướng, Huân Nhi học muội xin lỗi. Nhưng mà hiện tại việc quan trọng là phải đánh bại Tiêu Viêm trước, hai tay Bạch Sơn chậm rãi kết xuất kỳ dị ấn kết trước người. Thanh sắc hỏa diễm lượn lờ bên ngoài thân thể Tiêu Viêm viện địa chợt trở nên ngưng trọng, sau đó nhanh chóng chui vào toàn bộ bên trong cơ thể. Theo thanh sắc hỏa diễm biến mất, hai tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm từ từ nảy lên, thanh sắc hỏa diễm vụt lên, con người đen nhánh ngay lập tức được thay thế bằng cặp mắt tràn ngập ánh lửa, âm thanh bình thản chậm rãi tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Mà đến khi chữ cuối cùng một nói ra, khí tức cả người Tiêu Viêm đột nhiên hoàn toàn thu liễm vào, trong nháy mắt giống như núi lửa phun trào, ào ào phục ra, đấu khí màu xanh từ trong cơ thể Tiêu Viêm cuốn bạo ra ngoài, quét ngang giữa không trung. Ngọn lửa nóng cháy trực tiếp làm cho độ ấm trên quảng trường cấp tốc tăng lên, trên khuôn mặt một ít đệ tử có thực lực thấp kém đã không nhịn được xuất hiện những giọt mồ hôi hột. Lúc này, khí tức của Tiêu Viêm đã vượt qua xa cấp bậc đại đấu sư, mơ hồ có thể cùng đấu linh cường giả tranh cao thấp. Nhìn Tiêu Viêm đang đứng giữa sân đang bị đoàn thanh sắc hỏa diễm bao vây, lại tiếp tục cảm thụ luồng khí thế đột nhiên tăng vọt kia. Sân rộng trên khán đài, nhiều người cũng không khỏi thừ ra, đấu linh cường giả. Mắt nhìn chầm chầm Tiêu Viêm, sắc mặt Bạch Sơn không nhịn được có chút biến hóa. Mà ở bên cạnh hắn, trên khuôn mặt Hổ Gia cùng Ngô Hạo cũng đồng dạng hiện lên một nét ngưng trọng, âm thanh Bạch Sơn chưa phát ra. Từ trong hỏa diễm vang lên âm thanh một đạo năng lượng đang nổ vang, tiếng xé gió phát ra làm cho người ta chỉ cảm nhận được hai từ mạnh mẽ. Một bóng ảnh mơ hồ màu xanh cười nhạt một tiếng rồi xe rách không khí, chưa được một giây đã di chuyển hơn 10 thước. Tốc độ kinh khủng như vậy làm cho ba người Bạch Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng người mang theo thanh sắc hỏa diễm cao chừng 3 thước. Sức nóng phả vào mặt, ngọn lửa trong nắm tay bùng nổ hóa thành ba đạo tàn ảnh. Đều mang theo ngọn lửa màu xanh cháy rực. Hung hăng hướng đầu ba người đập tới, Tiêu Viêm sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến. Tốc độ cũng đã tăng lên tới trình độ mà ngay cả đấu linh cường giả cũng phải líu lưỡi. Bởi vậy, tại lúc quyền ảnh sắp đến trước mặt, sắc mặt ba người Bạch Sơn đại biến. Trong lúc gấp gáp, song chưởng vội vàng đang chéo trước đầu, không ngừng ngưng tụ đấu khí nhằm tăng cường phòng ngự. Nắm tay mang theo thanh sắc hỏa diễm rơi đúng vào điểm giao nhau trên cánh tay ba người. Nhất thời, ba đạo âm thanh trầm đục vang lên, xoay xoay qua chỉ thấy ba người Bạch Sơn hai chân cấp tốc lui về phía sau,
khuôn mặt nổi lên một chút hồng. Sau khi ba người lui về phía sau gần 10 bước, chân liền đạp mạnh kìm lại, rốt cục cũng đem kình khí hóa giải. Cảm thụ cánh tay bị Tiêu Viêm đánh cho gần như chết lặng, trên khuôn mặt ba người hiện lên một chút khiếp sợ. Không nghĩ tới thực lực Tiêu Viêm dĩ nhiên tăng mạnh đến như vậy. Lấy một địch ba không nhưng không có hiện tượng thất bại, ngược lại còn đem bọn họ đè cho tan nát hoa tươi. Bạch Sơn cắn răng, trường thương màu bạc trong tay vung lên, đấu khí uốn éo như rắn vờn quanh trường thương kịch liệt rung rẩy. Ngân sắc đấu khí bắt đầu ngưng tụ tại mũi thương, hơn nữa phát ra tiếng vang rất nhỏ. Xem ra rõ ràng đang chuẩn bị cho một loại đấu kỹ có uy lực không tầm thường, tại một bên Bạch Sơn. Ngô Hạo cùng Hổ Gia hơi chần chờ một chút. Đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu rồi cấp tốc vận chuyển. Lấy danh tiếng của bọn họ tại Già Nam Học Viện, phần ngạo khí trong họ không cho phép cả ba người cũng thua ở trên tay một kẻ mà tuổi của hắn cũng không kém mình là mấy. Đến nước này, bọn họ tự nhiên cũng không thể nào tiếp tục lưu thủ, theo ý niệm trong đầu dự định. Màu xanh biếc cùng huyết sắc khí bắt đầu từ Hổ Gia cùng Ngô Hạo trong cơ thể tuôn ra ra, đấu khí bùng phát, công kích liên miên bất tuyệt. Trải qua tan tác lúc trước, bọn hắn bây giờ bắt đầu liều mạng phản kích rồi. Ngoài dự đoán mọi người, sau khi Tiêu Viêm một quyền đánh cho ba người tan tác vẫn chưa tiếp tục tiến công, ngọn lửa quanh quẩn màu, sắc mặt hắn lạnh lùng, từ trong nạp giới lấy ra một quả dược hoàng màu tím nhét vào trong miệng. Sau đó nhai soạt soạt. Một ngọn lửa màu tím phun ra, sau đó lưu lại tại trong lòng bàn tay, liếc liếc mắt hỏa diễm màu tím kia, tay phải Viêm vung lên. Ngọn lửa màu xanh lại tiếp tục hiện ra, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ba người Bạch Sơn chuẩn bị liều chết chí tử, trên mắt Tiêu Viêm không có nửa điểm tình cảm. Hai tay từ từ hợp lại. Ngọn lửa màu xanh cùng màu tím từ từ bắt đầu quá trình dung hợp, xem bộ dạng này. Tiêu Viêm đúng là muốn triển khai tiểu hình Phật nộ hỏa liên, xem ra cử động của ba người Bạch Sơn hôm nay thật sự đã làm cho địa Tiêu Viêm nổi giận. Tiêu Viêm kia sử ác hẳn đã sử dụng một loại bí pháp nào đó có thể tạm thời tăng lên thực lực đi. Nhưng không thể nào tăng lên nhiều như vậy a. Nhìn bóng người bất động trong thanh sắc hỏa diễm, lại tiếp tục phía đối diện nhìn đối diện ba người Bạch Sơn đang chuẩn bị bùng nổ đấu kỹ. Phó viện trưởng Hổ Kiền chậm rãi nói, họ thi triển đấu kỹ. Rõ ràng cũng thực sự không phải là bình thường. Dưới sự hợp lực của ba người, coi như là một gã đấu linh cường giả, cũng không dám tùy ý nhẹ xem nhẹ, nếu là Tiêu Viêm không có ý định để cho Huân Nhi tham gia mà nói. Sợ rằng có chút khó nói. Một gã nguyên lão bên cạnh Hổ Kiền cười nói, có chút khó nói. Lờ mờ địa âm thanh đột nhiên truyền ra. Hỏa lão đầu sát bên, ánh mắt nhìn chầm chầm đem màu xanh diễm bao vây Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, nếu như ta sở liệu không lầm mà nói, chính là một kích kia. Trận đấu cũng đã đến lúc kết thúc rồi, ô hát. Nghe vậy, chính là ngay cả Hổ Kiền cũng là thoáng cảm giác kinh ngạc. Đem ánh mắt hướng đến giữa sân, sau một lát, đột nhiên nhận thấy được trong đó một luồng năng lượng ba động cực kỳ cuồng bạo, lập tức sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt bắn thẳng đến thanh sắc hỏa diễm, khá lắm. Tên Tiêu Viêm này đúng là đang thi triển đấu kỹ kinh khủng nào. Dĩ nhiên mạnh mẽ đến tình trạng như vậy, giữa sân yên tĩnh, hào khí giằng co không tới gần một phút đồng hồ. Rồi cũng ầm ầm đánh vỡ, lôi động bát hoang, u một độc xà đằng, ba người Bạch Sơn, hai tròng mắt đột nhiên trừng mạnh, đấu kỹ mạnh mẽ trong tay rốt cục cũng đi đến điểm cực hạn. Vũ khí manh động, nhất thời một cổ năng lượng hung hãn vô cùng bạo dũng. Trong nháy mắt bắn ra, nơi ba cổ năng lượng đi qua. Sàn đá cứng rắn toàn bộ văng tung tóe. Một cái khe lan tràn đến cuối sân đấu rồi mới đình chỉ, dưới tình thế ba cổ năng lượng hung hãn bạo ra. Bóng người trong ngọn lửa màu xanh đứng cách đó không xa cũng đồng thời bình thản bay nhẹ lên, dưới vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, ba cổ năng lượng. Ầm ầm va chạm, tại trong khoảnh khắc va chạm. Trong nháy mắt bốn cổ năng lượng chợt bật tiếng, yên lặng. Sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên, ngay sau đó, tro bụi nồng nặc địa từ trong quảng trường bốc lên. Cả sân rộng hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, nhìn nọ sân rộng cơ hồ biến thành đống đổ nát. Trên khán đài bỗng chốc cũng lâm vào trong yên lặng tử tịch, trước vô số ánh mắt đang nhìn gần như dại ra, bụi mù tràn ngập khắp quảng trường đang chậm rãi tiêu tán, xuất hiện trong tầm mắt mọi người là đống hỗn độn đầy đá vụn, trên đài vang lên từng trận âm thanh lạnh lẽo. Lúc này,
Tảng đá lớn cứng rắn ở quảng trường đã hoàn toàn biến thành đá vụn, một cái hố sâu và lớn xuất hiện giữa bãi đá vụn, bên cạnh cái hố, quái thạch lâm lập kia bộ dáng, so với lúc trước trận đấu ở quảng trường, hoàn toàn là hai cái bộ dạng khác nhau, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm cùng Bạch Sơn ba người đối chiến lại tạo thành lực phá hoại khủng bố như vậy, hắn thật sự là biến thái a. Tiêu Ngọc trừng mắt nhìn quảng trường biến thành phế tích sau trận đấu, một lúc sau mới thở hắt ra, cười khổ nói, cho dù nàng đã rất xem trọng gã biểu đệ từ nhỏ đã đặc biệt này, mà vẫn không dự đoán được, hắn chỉ vẻn vẹn 2 năm thời gian không thấy hiện giờ đã mạnh mẽ đạt đến trình độ làm người ta phải xấu hổ như thế này. Bên cạnh, Nhược Lâm đạo sư cũng gật gật đầu cùng cảm nhận, trong lòng thầm nghĩ, gã này 2 năm nay rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Lúc trước ở Ô Thản Thành, Tiêu Viêm mặc dù thiên phú bất phàm, dù dùng hết sức cũng chỉ ở trong tay nàng đỡ được 20 hiệp, mà bây giờ, nếu Nhược Lâm đạo sư cùng Tiêu Viêm đối chiến, chỉ sợ phần thắng không lớn. Đống đổ nát ở quảng trường, nơi vô số luồng ánh mắt đang hội tụ, một đạo thân ảnh màu xanh xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện phía trước tảng cự thạch, ánh mắt quét quanh bãi phế tích, cuối cùng dừng lại ở cái hố sâu kia, mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ba cổ hơi thở suy yếu, màn tro bụi ở bên trong hố sâu cũng dần dần hạ xuống, tình cảnh bên trong rốt cục cũng hoàn toàn xuất hiện. Trong hố sâu, có một chỗ tương đối bằng phẳng, tại đây không có gì chỉ có thêm một tầng dày bột đá, hiển nhiên đây chỗ năng lượng song phương va chạm, năng lượng khủng bố nổ mạnh, đã đem đá vụn cũng chấn thành bụi phấn, bởi vậy có thể thấy được đấu kỹ mà 4 người thi triển mạnh mẽ ra sao. Bên trong hố, 3 đạo nhân ảnh tay vịn thạch bích phía sau mới có thể giúp cơ thể rung rung loạn choạng đứng thẳng. Lúc này Bạch Sơn 3 người nhìn cực kỳ chật vật, tro bụi cũng che lấp hơn một nửa khuôn mặt, trên y phục cũng có không ít chỗ bị rách, khuôn mặt 3 người trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại vết máu như ẩn như hiện, hơi thở hỗn hển đã muốn mất đi sự trầm ổn lúc trước. Theo Tiêu Viêm nhớ, cho dù là đấu linh cường giả cũng không dám đón đỡ Phật nộ hỏa liên lúc nổ mạnh, Bạch Sơn 3 người quả thực đã bị trọng thương. Vô số ánh mắt dừng lại trên 3 người với hình dáng chật vật, trong ánh mắt mơ hồ không thể tin, 3 vị đệ tử đứng đầu, Hô Phong Hoán Vũ của ngoại viện già Nam học viện, hôm nay lại bị thanh niên mới vẻn vẹn đi vào học viện không đến 3 ngày thời gian đánh bại thành bộ dáng này, Tiêu Viêm đâu? Lau vết máu ở khóe miệng, Bạch Sơn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chung quanh, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một chút hồng nhuận, khàn khàn nói, xem ra hẳn là khi năng lượng nổ mạnh, hắn bị chôn ở bên trong đống đổ nát rồi. Lấy 1 địch 3, đúng là cuồng vọng, nhưng lại không có kết cục tốt. Một bên, Hổ Gia cùng Ngô Hạo đều cũng không để ý tới hắn, nuốt nước miếng, yết hầu khô khốc. Sau một lúc lâu, Hổ Gia mới cắn răng nói, chết tiệt, sớm biết vậy đã không nghe ngươi kích động, Tiêu Viêm này căn bản không nên chọc vào, hắn rất mạnh, so với chúng ta đều mạnh hơn. Ngô Hạo ngẩng đầu, áo bào trên thân thể to lớn đã rách nát rất nhiều, để lộ ra gương mặt có chút trẻ măng so với tuổi. Ngô Hạo có thể nói là không quá đẹp trai, thậm chí chỉ có thể nói làm bình thường, nhưng từ kia bên trong đồng tử đôi lúc xẹt qua một chút huyết tinh dày đặc khiến người đối diện cũng cảm thấy lạnh cuộc sống. Nhưng lúc này, đồng tử vốn bình thường chứa đựng sát khí cũng hiện lên vẻ ngưng trọng cùng kiên kỵ, mạnh hơn thì có năng lực như thế nào? Dưới một kích của 3 người chúng ta liên thủ, nếu hắn có thể sống sót chỉ sợ ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân. Nghe được trong giọng nói của 2 người đều có ý nâng cao Tiêu Viêm, Bạch Sơn mày nhịn không được nhíu mày, cười lạnh nói, thình thịch, Bạch Sơn vừa mới nói xong thì ở hố sâu bên cạnh, tảng đá lớn cũng đột ngột nổ tung khiến ánh mắt toàn trường, cho đến Bạch Sơn 3 người đang há miệng mồ thở dốc đều tập trung lại, tảng đá lớn nổ mạnh chỗ, tro bụi nhàn nhạt bay khắp nơi, hắn còn chưa có chết. Ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám tro bụi, Ngô Hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, một bên, Bạch Sơn khuôn mặt lập tức run rẩy, sắc mặt vốn trắng bệch giờ lại tăng thêm vài phần, dù được xưng là nhân vật phong vân, thiên tài đệ tử của ngoại viện già Nam học viện, trải qua đại chiến kinh tâm động phách vừa rồi, trong lòng đã muốn mơ hồ đối với hắc bào thanh niên sinh một chút ý nghĩ né tránh mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Trước mắt mọi người, bên trong tro bụi, đột nhiên có tiếng bàn chân dẫm trên đá vụn ra rất nhỏ vang lên. Nghe được tiếng bước chân này, Hổ Gia Ngô Hạo 2 người đều nhịn không được mà biến sắc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bạch Sơn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào đám tro bụi. Một lát sau, đồng tử đột nhiên co lại, một thanh niên mặc hắc bào, quần áo vẫn sạch sẽ như trước khi chiến đấu, chậm rãi đi ra khỏi tro bụi, xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Nhìn bộ áo choàng màu đen kia, hơn nữa sắc mặt của gã thanh niên lại vô cùng bình tĩnh giống như trước trận đấu vậy,
toàn trường rồi đột nhiên tỉnh. Ai có thể nghĩ được, đã trải qua lần khủng bố năng lượng nổ mạnh lúc trước, hắn không chỉ không có gãy tay gãy chân như Bạch Sơn suy đoán, hơn nữa hơi thở vẫn mạnh mẽ như cũ, hô hấp vẫn vững vàng như cũ, bề ngoài vẫn sạch sẽ như cũ. Biểu hiện như vậy so với dáng vẻ chật vật của Bạch Sơn ba người, quả thật là cách biệt như trời và đất, mà hình tượng khác nhau, chính là triệt để đem thắng lợi hiện lên rõ rệt nhất. Không nữa bất luận kẻ nào có thể cho rằng, Tiêu Viêm sau một trận chiến kịch liệt vẫn giữ nguyên hình ảnh bộ dáng như cũ, lại không có tư cách tham gia thi đấu tuyển chọn danh hiệu quán quân lần này. Trải qua trận chiến đấu kịch liệt này, cuộc đấu chọn cường giả, rõ ràng đã dần dần sáng tỏ. Tiêu Viêm ca quả là mạnh mẽ, lúc trước phát ra hỏa liên kinh khủng kia, uy lực cơ hồ đã đạt đến huyền giai đấu kỹ đỉnh. Nhìn hắc bào thanh niên chậm rãi đi ra, Huân Nhi ngồi trên tảng đá lớn, mỉm cười thấp giọng nói, lúc này trên gương mặt hiện rõ một chút vui mừng cùng tự hào, cũng không thèm để ý chính mình có hay không làm cho mọi người chú ý. Thấy Tiêu Viêm có thể trong trường hợp này hiển lộ ra thực lực làm người ta sợ hãi than, liền cảm thấy vui sướng trong lòng. Chậm rãi từ bên trong tro bụi bước ra, Tiêu Viêm sắc mặt như trước đạm mạc, tùy ý liếc nhìn ba người, rồi không hề báo trước, bên trong con ngươi tối đen đột nhiên hiện lên một cổ bạo ngược. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm vừa động liền hóa thành một đạo hắc ảnh, gần như chỉ trong tích tắc đã mang theo một cổ hơi thở bén nhọn cùng áp bách ập đến, xuất hiện trước mặt Bạch Sơn ba người, làm cho ba người thấy khó thở. Tiêu Viêm, ngươi muốn làm gì? Ba người đang nghe truyện trên TV audio CV đều thấy hoa mắt, Bạch Sơn cũng hoảng sợ, ngay lúc đó Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt, ánh mắt vừa cùng con ngươi tối đen va chạm một cái, cũng đã nhìn thấy bạo ngược cùng sát ý trong đó, lập tức quát. Nhưng mà tiếng quát của hắn còn chưa kết thúc, bóng đen đã xẹt qua trước mắt, nơi bụng Bạch Sơn chợt truyền đến một trận đau nhức, một cổ cự lực đem cơ thể chấn mạnh sau đó trượt về sau, cuối cùng nện trên vách đá, tiếng xương cốt vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Tiêu Viêm, ngươi. Công kích đột nhiên tới làm cho Hổ Gia cùng Ngô Hạo ngẩn ra, rồi rất nhanh phản ứng, cả người nhanh chóng lui lại, trong miệng liền quát, một cước lúc trước, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Trong lúc Hổ Gia mau chóng lui lại, bóng đen vẫn như quỷ mị lao tới, một lời nói lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, Tiêu Viêm, ngươi dám. Lời nói lạnh lùng làm cho Hổ Gia trong lòng phát lạnh, âm thanh trở lên bén nhọn, từ nhỏ đến lớn, lấy thân phận bối cảnh, chưa từng bị người lăng nhục như vậy. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, mặc kệ tiếng thét chói tai của Hổ Gia, không chút do dự, chân phải thoáng động mang theo một cổ kình khí cường hãn với âm thanh trầm thấp đá mạnh vào bụng Hổ Gia. Theo một tiếng vang nặng nề, cơ thể Hổ Gia rơi trên mặt đất, trượt dài tạo thành một vệt dài hơn 10 thước, đập thật mạnh vào một chỗ trên tảng đá, lập tức liền phun ra một nguồn máu tươi. Quay mắt về phía Tiêu Viêm gần như trả thù truy đuổi, Ngô Hạo không nhìn về phía hai người, cắn chặt hàm răng, huyết sắc đấu khí không còn nhiều lắm trong cơ thể đều xuất hiện mạnh mẽ bên ngoài thân, mà ở thời điểm đấu khí hiện lên, Ngô Hạo tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn không ít, nhưng mà, Ngô Hạo đang bị trọng thương, sao có thể cùng Tiêu Viêm so sánh. Ngay sau khi Hổ Gia bị đánh bay, bóng đen liền như bóng với hình xuất hiện phía sau, một cổ kình khí hung hãn ầm ầm nện trên lưng Ngô Hạo, cái này là cho Huân Nhi, nếu không phục tùy lúc có thể tìm ta. Trong ba người, cũng chỉ có ngươi là có thể để cho Tiêu Viêm ta coi trọng, đang lui về phía sau thì cơ thể đột nhiên bị kìm hãm, sau lưng truyền đến một luồng lực đạo mạnh, trực tiếp làm cho thân thể Ngô Hạo trước sau đảo lộn, cuối cùng biến thành cái bầu hồ lô lăn hơn 10 vòng ra sau, lúc này hắn mới khó khăn dừng lại, xóa đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn ánh mắt đạm mạc của hắc bào thanh niên đã đình chỉ truy kích, hắn ói ra một ngụm máu, qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên bị đồng học đánh thành bộ dáng này. Ánh mắt gắt gao dừng lại thân hình thanh niên có chút gầy gò, sau một lúc lâu, Ngô Hạo thanh âm khàn khàn từ trong miệng học ra một từ, phục. Ở giữa sân, Tiêu Viêm bỗng nhiên bất ngờ tấn công, nằm ngoài sự suy đoán của mọi người, mà công kích lại chỉ hoàn thành chỉ trong nháy mắt, vì vậy phần lớn mọi người ngồi trên khán đài đều chỉ thấy một cái bóng đen lóe lên mà thôi, mặc dù định thần trở lại vẫn là nghe được ba đạo âm thanh trầm đục, cuối cùng cả bọn Bạch Sơn tất cả ba người mỗi người đều là hộc máu bật trở ra, nện thật mạnh ở trên nền đá, nhìn vào một đám người nằm ở trên nền đá, giãy dụa một cách gian nan như muốn đứng lên, đám người Bạch Sơn rốt cuộc cũng không có thành công, toàn trường rơi vào yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt ngây dại nhìn chăm chăm vào thân ảnh cao lớn đang đứng tại giữa sân, tại giờ phút này, trong tâm của vô số người bỗng nhiên thấy lạnh cả người, nhìn thấy tên kia cuối cùng vẫn là xuất hiện vài phần tươi cười, như vậy mới là đáng sợ nhất a. Trên khán đài, Nhược Lâm đạo sư cùng với Tiêu Ngọc đều là há mồm trợn mắt,
Một lúc lâu sau, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, ba người Bạch Sơn theo trước mắt tình hình cho thấy chính là rơi vào bại cục, không nghĩ tới Tiêu Viêm tên gia hỏa này lại xuất ra một cú công kích hung hãn đến vậy, rất nhiều người trong đó kể cả hai người bọn họ đều là hiểu được, lúc này Tiêu Viêm đang vì Huân Nhi phải chịu một cước trước đó mà trả thù. Tại Trung ương quảng trường, trên đài chủ tịch, Phó Viện trưởng Hổ Kiền cùng những người khác vẻ mặt cũng là kinh ngạc, sau một lúc lâu, Hổ Kiền nhìn đang ở ngay kia vẻ mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu hổ da, trong lòng tuy là có đau một chút, nhưng cuối cùng cũng là thở dài không biết phải làm sao, lúc trước hắn đã từng nói qua, chuyện của người trẻ tuổi, hắn sẽ không nhúng tay, nếu như lúc trước đám người của Hổ gia cùng nhau liên thủ tấn công Tiêu Viêm và Huân Nhi hắn đã không nói lời nào, thì lúc này, sau khi Tiêu Viêm thực lực tăng lên, ở trước mặt mọi người đem ba người bọn họ đã bại, vậy hắn càng thêm không có lý do gì để mở miệng trách mắng Tiêu Viêm, ba người Hổ gia, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, bởi vậy, hắn ngoại trừ lắc đầu thở dài cũng không còn phương pháp nào khác, ha ha, Tiêu Viêm tiểu tử này cũng thật ngoan tâm. Một bên, Hỏa lão đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắc bào thanh niên đang ở trong sân, cũng không để ý đến sắc mặt của phó viện trưởng, gật gật đầu, nét mặt cứng nhắc, dần lộ ra một nụ cười khó coi. Phó viện trưởng, chuyện này tính Tiêu Viêm phạm quy sao? Trên ghế trọng tài, một vị trọng tài trung niên nét mặt cười khổ hướng về trên đài chủ tịch cẩn thận dò hỏi, nếu như là trong sân không có Hổ gia mà nói, hắn quả thật không có gì kiên kỵ, nhưng đáng tiếc, rốt cuộc tiểu yêu nữ kia chính là đang ở tại trong đó, ở già nam học viện nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên mới thấy có người dám đem Hổ gia đánh thành bộ dáng như vậy, không phải chỉ là vì gia cảnh của nàng. Bản thân Hổ gia lại là một nữ tử xinh đẹp, mặc dù tính tình như thiên mã hành không làm cho người ta khó mà nắm bắt, tóm lại là thiên sứ khuôn mặt ma quỷ dáng người, làm cho ở trong viện người thích nàng cũng không ít, một khi giao thủ với một nữ tử như thế này, rất nhiều người trong học viện, cho dù là có thể thắng lợi, cũng là nhượng bộ chút ít, không giống như Tiêu Viêm một phen đem nàng đánh thành như vậy, tuyệt không có một chút lưu tình. Trận đấu lần này từ đầu đã là không có tuyệt đối công bằng, cho nên Tiêu Viêm không tính là phạm quy. Dù sao thì thực lực của tiểu tử này, chúng ta đều là nhìn thấy rõ ràng. Phó viện trưởng phất phất tay một cái, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Hổ gia đang ở trong sân mà nói, nha đầu A, lần này, coi như là mua chút giáo huấn đi, mấy năm nay dưới sự che chở của ta, ngươi quả thật là thuận gió thuận nước không ít, có tiểu tử Tiêu Viêm này đến giáo huấn ngươi, đối với ngươi mà nói cũng là có chút chỗ tốt. Ở giữa sân, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, không quan tâm là lúc này toàn trường ánh mắt đều đang ngây dại. Nghiêng đầu đem tầm mắt cùng thanh y thiếu nữ đang ở trên đống loạn thạch đối mắt với nhau, nét mặt lạnh lùng mang một chút nụ cười ôn thuận, thân hình vừa động, hóa thành một đạo bóng đen xuất hiện tại bên cạnh nàng, vươn tay ra một ít máu còn động trên miệng nàng, ôn nhu nói, không có sao chứ, chỉ là vết thương ở ngoài da thịt thôi. Huân Nhi cười nói, chợt sóng mắt lưu chuyển tại trên người của Tiêu Viêm, mở miệng cười nói, không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca quả thật là ở ngay trong trận đấu tấn cấp, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, nghe vậy. Tiêu Viêm có chút không bất đắc dĩ lắc đầu. Vỗ vỗ đầu của Huân Nhi. Sau đó đem ánh mắt chuyển về hướng vị trọng tài, cất cao giọng nói, không biết cuộc thi đấu cuối cùng này, hiện tại có tính kết thúc không? Nếu như là không tính, ta còn có thể tiếp tục chơi đùa cùng bọn họ, tính. Tính. Trận đấu đã xong. Đã xong, nghe được thanh âm Tiêu Viêm vang lên. Vị trọng tài vội vàng lên tiếng. Lúc trước Tiêu Viêm ngoan tay hạ thủ một cách tàn nhẫn đã vượt xa khỏi ý nghĩ của bọn họ. Nếu là cho hắn tiếp tục đánh tiếp, đám Bạch Sơn rốt cuộc có sống sót rời khỏi đấu trường hay không cũng là một vấn đề. Ba người này sau lưng đều có gia thế không tầm thường. Một khi xảy ra chuyện, thật sự là sinh ra phiền phức không nhỏ. Nội viện thi tuyển lần này, đến đây là kết thúc. Năm người đứng đầu sau một hồi kịch liệt chiến đấu cũng đã chọn lựa ra. Bọn họ là Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia, Bạch Sơn, một gã trọng tài tuổi hơi cao chút, ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, chợt lớn tiếng tuyên bố, thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, trên quảng trường, đột nhiên âm thanh ủng hộ vang lên như bài sơn đảo hải. Dưới một loại giống như tiếng sóng âm động đất, toàn bộ quảng trường như muốn rung lên, vô số người từ trên khán đài đứng dậy. Nhìn vào giữa sân một đôi nam nữ đang đứng trong đống loạn thạch. Trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ cùng kính sợ. Tiêu Viêm bằng vào thực lực chân chính, hướng bọn họ tuyên bố ai mới là chính thức cường giả trong học viện lần này, đồng thời cũng khiến cho bọn họ biết được, hắn, Tiêu Viêm, có tư cách xứng đôi cùng với Huân Nhi thiên chi kiêu nữ, còn cần phải nói,
tất cả đều là tạo nên dựa trên thực lực cùng với nắm đấm. Tại cái thế giới cường giả vi tôn này, đây mới là cách tốt nhất làm cho người ta tin phục. Nghe được những tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ đang ở vang vọng toàn bộ quảng trường, ở trung tâm đống loạn thạch, Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người dựa lưng vào vách đá, khuôn mặt thoáng có chút run rẩy, chính là đang biểu hiện tại bọn họ trong cơ thể truyền đến đau nhức, một kích lúc trước của Tiêu Viêm, không lưu tình một chút nào, ba người họ lúc này, đã là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, hơn nữa thương thế nếu không có 7 hoặc 8 ngày tịnh dưỡng cũng sợ là khó có thể khỏi hẳn, hơi thở hỗn hển có chút hỗn loạn, ba người ngẩng đầu, đem ánh mắt hướng về phía thanh niên cùng với cô gái đang đứng ở đống loạn thạch, hiện tại ngay tại quảng trường này, nhân vật chính quả thật là bọn họ, tên hỗn đảng này, xuống tay nặng như vậy, thật không phải là nam nhân. Hổ Gia hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, con ngươi vốn là linh động giảo hoạt, lúc này lại xuất hiện như có như không một chút ủy khuất, qua nhiều năm như vậy, lúc này nàng tại trong tay một người nam nhân bị nhục, hơn nữa nam nhân này, cùng nàng tuổi căn bản còn không có khác biệt mấy, điều này làm cho người lòng mang kiêu ngạo như nàng, thật sự là có chút khó có thể thừa nhận. Tiêu Viêm, ngươi rất mạnh, bất quá ta tin tưởng, ta sẽ siêu việt hơn ngươi. Ngô Hạo ôm ngực kịch liệt ho khan vài tiếng, khuôn mặt trắng bệch xuất hiện một chút hồng nhuận, đồng tử bên trong tràn ngập mong chờ, lúc trước phải chịu thương tổn, không chỉ có không thể làm cho hắn suy sụp, ngược lại là bởi vì Tiêu Viêm mạnh mẽ, kích khởi trong lòng hắn chiến ý, đối với loại người có tính tình càng gặp khốn khó thì càng mạnh, việc càng khó khăn, chướng ngại dường như là trở thành một máy gia tốc càng mạnh, cũng khó trách vị trưởng lão xuất hiện lúc trước, ngay cả vị thần bí viện trưởng, đều là nói, nếu cho Ngô Hạo 10 năm thời gian, chỉ cần hắn không bị sát khí phản vệ, tất sẽ trở nên rất mạnh mẽ, việc này, còn chưa có kết thúc. Mối sỉ nhục này, ta Bạch Sơn sẽ cho người bồi thường lại gấp trăm lần. Tiêu Viêm, ngươi chờ đó đi, sớm hay muộn ta muốn ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Khép lại đôi đồng tử đang hiện lên một chút oán độc, Bạch Sơn nắm tay nắm chặt, lúc này phía sau lưng của hắn không nhúc nhích được nửa điểm, một đòn nghiêm trọng lúc trước của Tiêu Viêm, đã muốn làm cho hắn gãy vài cái xương cốt, nhưng mà, còn hơn nỗi đau tại thể xác, tâm lý của hắn phải chịu trầm trọng đả kích, mới là chân chính làm cho Bạch Sơn khó có thể chịu được. Trong hai năm qua, hắn tại vô số lời khen tặng trở thành ngoại viện rất được chú mục nhân vật phong vân, mà hôm nay, cái gọi là nhân vật phong vân danh hiệu dưới thế tấn công gần như là dùng từ giả mang để miêu tả của Tiêu Viêm, bỗng nhiên tan thành mảnh nhỏ, sau này tại Già Nam Học Viện, mọi người tại nhắc tới hắn Bạch Sơn thời điểm, cũng đã không còn giống như trước kia, đều là tràn ngập ngưỡng mộ cùng kính sợ, bởi vì, tại trên đỉnh đầu của hắn, vĩnh viễn sẽ đứng vững một người, sự tồn tại của người kia mới là làm cho người ta kính sợ cùng ngưỡng mộ, mà cục diện này, đối với tính tình vô cùng cao ngạo Bạch Sơn mà nói, giống như là muốn lấy mạng của hắn càng làm cho hắn trở nên khó có thể thừa nhận, thường xuyên đứng trên đài danh vọng được mọi người ngưỡng mộ, một khi đi lên, tại thời điểm bị bước đi xuống, tâm lý sẽ nhận lấy thật lớn chênh lệch, rất nhiều người ở tình cảnh này bị suy sụp tinh thần, Tiêu Viêm năm đó, cũng thiếu chút như thế, hiện tại Bạch Sơn, cũng là như thế, Tiêu Viêm lúc này, tự nhiên là không để ý đến ba người bọn họ trong lòng bất đồng tâm tình. Hiện giờ đã đủ tư cách để vào nội viện khoảng cách với Vẫn Lạc Tâm Viêm gần lại không ít, hắn thậm chí đã bắt đầu chờ mong, nếu là sau khi chính mình hấp thu loại dị hỏa thứ hai, sẽ sinh ra biến hóa ngất trời nào. Dược lão từng có nói qua, phần quyết cắn nuốt loại dị hỏa thứ nhất chỉ là trụ cột, tại lúc loại dị hỏa thứ hai bị hắn cắn nuốt, sau khi hai loại hỏa diễm dung hợp, tình huống này sẽ làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Tiêu Viêm rất tò mò và chờ mong loại cảm giác này. Bởi vì hắn mơ hồ biết được, lần thoát thai hoán cốt này sẽ chân chính giúp hắn trở thành cường giả, một cường giả có thực lực báo thù, hơn nữa còn có thực lực bảo vệ thân nhân mình. Mà không phải giống như hiện tại, chuyện gì cũng cần phải mượn đến lực lượng của dược lão, Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngươi là thuộc về ta. Quyền chậm rãi nắm chặt, Tiêu Viêm tâm tình có chút mông lung, chỉ cần vật kia vừa đến tay, như vậy hắn liền có đủ tư cách trở thành đại lục chân chính cường giả. Theo trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, liền thấy bốn phương mau chóng xuống tới một vài đệ tử thân mặc dược sư bào, bọn họ tiến vào giữa sân đỡ lên bọn người Bạch Sơn đang bị thương, sau đó cùng nhau rời đi. Hắc, Tiêu Viêm, tốt lắm, bằng vào thủ đoạn này, ta Lục Mục tính là phục ngươi, bất quá ngươi hôm nay mặc dù đạt được thắng lợi, chẳng qua chỉ sợ cũng đem ba người kia toàn bộ đắc tội, ngày sau có cơ hội, đến luyện dược hệ gia nhập, tại Già Nam Học Viện, người của luyện dược hệ chúng ta. Cho dù là phó viện trưởng, chấp pháp đội cũng không dám làm cho quá mức.
Một gã tuổi còn trẻ đang chỉ huy các luyện dược sư học viên đem người bị thương nâng đi, bỗng nhiên quay đầu, đem ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm mà nói, nguyên lai thì là hôm qua thua ở trong tay Tiêu Viêm, Lục Mục, ha ha, có cơ hội ta tự nhiên cũng là muốn đi luyện dược hệ xem thử. Tiêu Viêm mỉm cười nói, bình thản bộ dáng, đâu có nhìn ra chút nào giống như lúc trước bộc phát ra hành động bạo ngược, Lục Mục cười cười, xoay người theo luyện dược sư đội ngũ rời khỏi sân, đi thôi. Trận đấu đã xong, việc hiện tại là chờ thông báo của nội viện. Nhìn chung quanh một mảnh phế tích, Tiêu Viêm đối với Huân Nhi cười nói, ân. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, hai người tại dưới vô số luồng ánh mắt mói, chậm rãi đi ra khỏi quảng trường đang bị âm thanh huyên náo làm cho rung động. Cuộc đấu tối long trọng một năm diễn ra một lần, cũng đã rốt cục theo hai người đi khỏi mà dần dần kết thúc. Chậm rãi hành tẩu trên con đường rợp bóng cây sau học viện, Tiêu Viêm hít mắt lại, cũng không quá mức để ý những ánh mắt nóng bỏng chung quanh phóng tới. Từ sau lúc đoạt quán quân trong cuộc thi tuyển hai ngày trước, loại ánh mắt này liền liên tục dõi theo Tiêu Viêm. Lúc mới bắt đầu thật ra khiến hắn có chút phiền không chịu nổi, bất quá một thời gian sau, thật sự chỉ có thể lãnh đạm giả bộ không thấy. Về mặt này, hắn cũng không có cách nào khác, dù sao mắt cũng ở trên thân người khác. Hôm nay cách ngày thi tuyển kết thúc đã hai ngày rồi, Tiêu Viêm không chỉ đem thương tích trong lúc thi đấu hoàn toàn khôi phục, mà thực lực cũng triệt để củng cố tại cấp bậc lục tinh đại đấu sư, cơ hồ bất kỳ lúc nào đều ở trạng thái đỉnh phong, đấu khí trong cơ thể giống như hồng thủy lưu chuyển không ngừng, làm cho Tiêu Viêm toàn thân đều lộ ra một cổ cảm giác thư sướng. Dựa theo quy củ của học viện, trong vòng 7 ngày sau khi cuộc thi kết thúc, học viên thi tuyển từ hạng 50 trở về trước, liền được chuẩn bị tiến vào nội viện, mà Tiêu Viêm trong năm hạng đầu, thì có thể trong 7 ngày này, lựa chọn thời gian tiến vào tàng thư các của học viện. Đạt được khen thưởng, bọn hắn có tư cách ở trong đó dựa vào vận khí, lựa chọn một ít thứ gì đó cho mình. Đối với tàng thư các thần bí mọi người nhớ mãi không quên kia, Tiêu Viêm thực cũng có vài phần hứng thú, bất quá theo quy củ lúc vào trong, phải là 5 người đứng đầu đồng thời đi vào, mà bây giờ Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo 3 người, đều còn nằm trong y sở. Theo lời Lục Mục, không có thời gian 3 đến 5 ngày, 3 người bọn họ đừng mơ bước xuống đất. Lúc nói lời này, ánh mắt Lục Mục nhìn về phía Tiêu Viêm có chút quái dị cùng hoan hỉ, hiển nhiên, hắn nhớ lại thời điểm chiến đấu với Tiêu Viêm, tên gia hỏa này không có nổi điên đem mình đánh cũng thành bộ dạng thê thảm vậy. Làm người luyện dược hệ vài ngày, đau khổ ba người Bạch Sơn phải chịu, hắn thật ra tận mắt thấy rõ ràng, không biết trong tàng thư kia đến cuối cùng có những thứ gì. Hy vọng trong đó có thể được vài thứ thích hợp với bản thân, ánh dương quang ấm áp xuyên qua giữa khe hở cành cây chiếu xạ trên thân thể. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Viêm biểu ca, lúc Tiêu Viêm cước bộ không nhanh không chậm, một đạo âm thanh có chút sợ hãi, lại đột nhiên vang lên phía trước, nghe được thanh âm, Tiêu Viêm dừng cước bộ, mở đôi mắt khép hờ, nhìn về phía trước, lại thấy một nhóm thiếu nữ hoặc bác tiếu lệ, mà bên trong nhóm thiếu nữ này, Tiêu Mị bị vây quanh giống như chúng tinh cũng nguyệt. Nói thật dung mạo Tiêu Mị, cho dù là trong cả học viện, cũng có thể tính là đứng đầu. Mà nàng lúc này đang có chút câu thúc nhìn Tiêu Viêm, người thanh niên chỉ dùng vẻn vẹn không đến 10 ngày thời gian liền đạt được đến đỉnh phong danh vọng trong học viện, nơi tập hợp vô số thiên tài. Qua, Tiêu Mị, quả nhiên là biểu ca ngươi à. Hắn đi tới bên cạnh Tiêu Mị, mấy thiếu nữ bên kia nhìn thấy Tiêu Viêm chậm rãi bước tới hai má nhanh chóng hiện nét đỏ ửng, nhìn Tiêu Mị có chút kích động thấp giọng kêu lên, danh vọng Tiêu Viêm có được trong ngoại viện ngày nay, cơ hồ vượt qua Bạch Sơn trước kia. Hành động lấy một địch ba khi trước, hiện tại bị vô số đệ tử nói đến say sưa, mà trong lúc không ngừng truyền qua lại, địa vị Tiêu Viêm trong lòng rất nhiều đệ tử cũng cấp tốc cất cao. Hơn nữa Tiêu Viêm mặc dù không tính là đẹp trai này nọ, nhưng khuôn mặt cũng thuộc loại thanh tú, hơn nữa trên mặt thường xuyên giữ nét tươi cười ôn hòa, cũng khiến cho trong hai ngày ngắn ngủi, không ít cô gái nhìn trộm hắn. Nam nhân có thực lực, luôn tràn ngập mị lực, danh vọng đề cao, đồng thời cũng khiến cho Tiêu Viêm nguyên bản bởi vì xin nghỉ hai năm kia mà bị truyền danh xấu đứng đầu, biến thành đại danh từ có cá tính, người trẻ tuổi chính là như vậy. Thích thú hoặc kính sợ điều gì, mặc kệ trước kia hắn có thiếu sót điều gì, bọn họ lại đều nghĩ mọi biện pháp đem nó coi thường hoặc bù đắp, trong lòng cố gắng làm cho hắn trở thành hoàn mỹ nhất. Mà Tiêu Viêm bấy giờ, chính mình không nói một lời giải thích nào, cái tiếng xấu trốn học hai năm kia, liền bị xoay thành ra đầy cá tính. Chậm rãi đến gần Tiêu Mị thấp thỏm, Tiêu Viêm nhẹ cười, hướng về phía nàng gật đầu, dừng lại trước mặt nàng một hồi, tùy ý mỉm cười nói một đôi lời, sau đó liền từ bên cạnh người Tiêu Mị mà đi qua.
Mặc dù vẻ mặt Tiêu Viêm tươi cười ấm áp, bất quá Tiêu Mị lại vẫn cảm nhận được sự ghẻ lạnh bên trong. Nghe thấy thanh âm hâm mộ của các thiếu nữ xung quanh, mũi nàng lại có chút chua xót, bên trong mắt tràn ngập ảm đạm. Đáng ra, bọn họ có thể đối với nhau vô cùng thân mật. Nàng không cần loại thăm hỏi có lệ này, thật ra nàng thà chịu phẫn nộ của hắn, như vậy ít nhất còn có thể khiến nàng nhẹ nhõm. Có phẫn nộ, bởi vì có giá trị làm hắn giận, mà bây giờ bộ dáng bình đạm này của Tiêu Viêm lại làm cho Tiêu Mị cực kỳ đau lòng. Chán ghét một người, không phải là phẫn nộ với kẻ đó, mà là hoàn toàn coi thường hắn. Hiện tại Tiêu Viêm tự hồ đã đạt tới bước này rồi, mà hết thảy điều này, toàn bộ đều do thời điểm năm đó nàng còn là tiểu hài tử suy nghĩ sai lầm mà ra. Nhìn theo thân hình Tiêu Viêm, Tiêu Mị sụt sịt, cố gắng không cho nước trong mắt ngưng tụ, tuy rằng nàng hận không thể ôm người khóc trống một hồi, nàng vẫn ngẩng mặt vui vẻ, quay về mấy thiếu nữ còn mang vẻ mặt hâm mộ bên cạnh cười cười một cách miễn cưỡng, sau đó xoay người rời đi. Đúng rồi, có thể đi theo ta không? Ta muốn nói cho ngươi biết vài chuyện. Ngay lúc Tiêu Mị buồn bã rời đi, tiếng cười nhẹ bỗng nhiên vang lên, khiến cho thân thể nàng đương trường cứng lại, vội vàng quay đầu về, lại nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa kia của Tiêu Viêm, chợt giật mình vội vàng gật đầu, sau đó bất chấp chào hỏi các thiếu nữ bên cạnh, vội vàng từ trong ánh mắt hâm mộ của các thiếu nữ, bước nhanh đuổi kịp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mang theo Tiêu Mị trong những ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi đi đến một hồ nước yên tĩnh. Đứng trước hồ, hắn trầm mặc một hồi, đem chuyện phát sinh ở Tiêu gia cẩn thận kể một lần. Bất kể nói thế nào, Tiêu Mị cũng là một thành viên của Tiêu gia, nàng có tư cách biết gia tộc di dời. Hơn nữa việc di dời gia tộc này, Tiêu Viêm vẫn ôm áy náy, nếu không bởi hắn xung đột cùng Vân Lam Tông, gia tộc cũng không nhất định bị liên lụy. Mặc dù lúc nhỏ đối với gia tộc cũng không có ấn tượng quá tốt, nhưng Tiêu gia thủy chung là tâm huyết của phụ thân cho đến các vị liệt tổ. Hiện giờ phụ thân mất tích, Tiêu Viêm hắn liền trở thành đại diện tộc trưởng Tiêu gia. Điểm này theo ba vị trưởng lão đem đồng tổ truyền xuống, hơn nữa còn đem ngọc phiến thần bí lưu giữ linh hồn tộc trưởng giao cho hắn, bởi vì khối ngọc phiến này là biểu tượng cho thân phận của lịch đại tộc trưởng. Gia tộc di dời sao? Nghe được tin tức này, Tiêu Mị cũng cả kinh, đại mi nhíu lại, nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, nàng thông minh trợn mắt, suy đoán nói, là vì Vân Lam Tông sao? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, thoáng trầm mặt, chợt ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh hơn. Ta đã giết một tên trưởng lão của chúng, sau đó liền căng thẳng, việc này chờ lúc ta trở lại Gia Mã Đế Quốc, lại cùng bọn chúng tính toán. Mà trong lúc ta chưa trở về, ngươi tận lực không nên quay về Gia Mã Đế Quốc, bằng không nếu bại lộ hành tung, ngươi cùng gia tộc đều gặp đã kích mang tính hủy diệt. Tiêu Mị ngoan ngoãn gật đầu, khóe mắt liếc Tiêu Viêm một chút, nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm biểu ca, yên tâm đi, việc này trong gia tộc không ai trách người đâu, ngươi có thể làm như vậy. Chỉ sợ cho dù là nhóm đại trưởng lão đều cảm thấy có mặt mũi. Nhiều năm như vậy, người có đảm lượng cùng tư cách khiêu chiến Vân Lam Tông cũng không có bao nhiêu. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười, chợt gật đầu nói, hy vọng thế, Tiêu gia là tâm huyết của phụ thân bọn họ, ta sẽ cố gắng bảo toàn nó, hiện tại Tiêu Viêm biểu ca có thể làm được, năm đó. Lời Tiêu Mị bỗng nhiên ngừng lại, mặt cười cũng tái nhợt một chút, bàn tay hận không thể nhéo miệng mình một cái. Thật vất vả mới có chút không khí hòa hoãn, nàng lại hết lần này tới lần khác phải nói tới mấy chuyện kia. Ai, chuyện năm đó, quá khứ đã trôi qua rồi, chung quy nhớ cũng chẳng để làm gì. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại tại sóng gợn trên mặt hồ, chợt quay đầu, nhìn bộ dạng rụt rè kia của Tiêu Mị, nói, bất kể thế nào, ngươi luôn là biểu muội của ta. Sau này có chuyện, liền tới tìm ta, mặc dù ta ở Gia Mã Đế Quốc còn chưa có thực lực bảo trụ vận mệnh gia tộc. Nhưng trong già nam học viện này, lại có thể làm cho người Tiêu gia ta không chịu khi dễ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lời này của Tiêu Viêm, làm cho trên mặt Tiêu Mị nhiều nét cười hơn, gật gật đầu, tốt lắm, ta cũng phải về trước. Nhớ kỹ, có đến chỗ Nhược Lâm lão sư tìm ta. Tiêu Viêm cười cười, vỗ vỗ vai Tiêu Mị, xoay người về đường nhỏ bên ngoài bước đi, đứng tại chỗ, Tiêu Mị nhìn bóng dáng kia đi xa, bỗng nhoẻn miệng cười. Đây tự hồ là cơ hội đánh vỡ cục diện bế tắc sao? Năm ngày sau cuộc thi tuyển, đang lúc Tiêu Viêm trở về lâu các riêng của Nhược Lâm đạo sư, lại nhìn thấy đám người Nhược Lâm đạo sư, Huân Nhi, Tiêu Ngọc vừa lúc toàn bộ ở trong, mà trước mặt các nàng, một trung niên nhân mặc bào phục đạo sư học viện. Ha ha, chuyện gì thế? Tủng tiễn tiến vào phòng khách, Tiêu Viêm ném ánh mắt đến Huân Nhi, mỉm cười nói, Tiêu Viêm ca ca, vị này là Khố Lỗ đạo sư.
Khuân Nhi cười nhẹ tiến lên đón, thuận tay tiếp nhận áo khoác của Tiêu Viêm, ôm nhu nói, ba người Bạch Sơn đã khôi phục, dựa theo quy củ, xế chiều hôm nay, là thời điểm chúng ta tiến vào tàng thư các, cước bộ hơi tiến lên một chút, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười tủm tỉm gật đầu. Rốt cuộc cũng tới rồi, đối với cái gọi là tàng thư các này, hắn cũng đã mong chờ đã lâu, hiện tại, hy vọng nó sẽ không làm cho mình thất vọng. Cánh cửa mở ra, một căn phòng sáng ngời xuất hiện. Trên tường đầy những giá sách được sắp xếp. Trên giá, những quyển sách mang đầy phong cách cổ xưa được bày ra. Tại trung ương căn phòng, có ba người đang đứng vững. Tại trước mặt bọn họ, có một lão giả râu tóc bạc trắng đang lật xem tư liệu. Toàn bộ căn phòng, một bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Trong phòng ba người đứng thẳng, theo thứ tự là hai nam một nữ. Tinh tế nhìn kỹ, hóa ra là Bạch Sơn, người bị Tiêu Viêm đánh trọng thương, Ngô Hạo, Hổ Gia ba người. Lúc này, Bạch Sơn hai người đang buông mí mắt, khuôn mặt mặc dù vẫn là có chút tái nhợt. Bất quá khí sắc so với lúc trước cũng đã khá hơn. Một bên Hổ Gia, cũng là trừng con mắt nhìn lão giả đang đọc sách, sau một hồi quệt quệt miệng, vẻ mặt ủy khuất, không khí yên tĩnh kéo dài khoảng gần 10 sau. Phó viện trưởng Hổ Kiền rốt cuộc cũng dời ánh mắt ra khỏi cuốn sách, thản nhiên nói, đừng hy vọng ta cho ngươi hết giận. Đây chính là ngươi tự chuốc khổ, nếu ngươi có bổn sự, có thể đi đánh Tiêu Viêm để hết giận. Bất quá dù ai đánh thắng, ta cũng sẽ mặc kệ, và Nam học viện, cũng không cấm loại luận bàn tỷ thí này. Chỉ cần ngươi muốn. Lúc nào cũng có thể, hừ. Ta sao lại không thể làm gì hắn? Ngày ấy ta bại, cũng là do trở tay không kịp, con bài tủ của ta còn chưa lật. Sát chiêu còn chưa xuất ra, đến tục cùng ai thắng ai còn chưa biết đâu. Hổ Gia hừ một tiếng, nói, ta chỉ là giận cái tên kia thế nhưng không một chút thương hương tiếc ngọc, tốt xấu ta cũng là nữ hài tử, hắn chẳng lẽ sẽ không có thể hạ thủ nhẹ một chút sao? Ta không giống hai người kia da dày thịt béo. Nghe Hổ Gia nói, lão giả nhịn không được bật cười nói, thời điểm đó. Ai quản ngươi cái gì là hương, là ngọc? Các ngươi ba người công kích một mình người ta. Tiêu Viêm nếu là còn lưu thủ, ta quả thật cũng không còn gì để nói. Đương nhiên, hắn cuối cùng hành động. Làm cho ta cực kỳ ngoài ý muốn. Tiểu tử này cũng là một tên ngoan nhân, ba người các ngươi, cũng đừng vì chuyện này mà kết thù với nhau, người trẻ tuổi phải rộng lượng một chút, không đáng giá vì chuyện nhỏ ấy. Tiềm lực của Tiêu Viêm rất lớn, nhớ kỹ cho ta, càng nhiều bạn bè so với nhiều địch nhân thì tốt hơn. Huống chi loại địch nhân này. Lại làm người ta cảm thấy khủng bố. Hổ Kiền nhìn ba người trước mặt nói lời sâu sắc, hừ. Nữ nhân chính là thù dai nhất, ta cũng đã nhớ kỹ một cước kia. Hắn đừng cho ta có được cơ hội. Hổ Gia biểu môi nói, nghe Hổ Gia nói như vậy, Hổ Kiền liền nở nụ cười, từ hiểu biết của hắn đối với Hổ Gia, tự nhiên là biết nàng thật sự không có hận. Bất quá rõ ràng, Tiêu Viêm cũng đã làm cho Hổ Gia mang tâm oán hận, tuy nói rằng ngày sau sẽ không đối địch, chỉ sợ ít nhất sắc mặt cũng sẽ không hòa nhã đối với đối phương. Ta sẽ không xem hắn là bạn, bất quá ta cũng chỉ xem hắn là đối thủ cần phải chiến thắng. Ngô Hạo bình tĩnh nói, Hổ Kiền khẽ gật đầu. Ngô Hạo chính xác là kẻ cuồng nhân chiến đấu, thế nhưng cũng chỉ có những người như vậy mới có thể đi được xa hơn trên con đường trở thành cường giả. Khó trách ngay cả viện trưởng đều cũng cực kỳ xem trọng hắn. Ha ha! Tỷ thí luận bàn mà thôi, bị thương là chuyện cực kỳ bình thường. Như thế nào chúng ta lại mang thù với nhau? Bạch Sơn mỉm cười nói, trên khuôn mặt tràn đầy nét tươi cười. Nhìn không ra nửa điểm phẫn nộ, nhưng mà chính vì bộ dáng mỉm cười này của Bạch Sơn, làm Hổ Kiền mày không khỏi cau lại, làm phó viện trưởng già Nam học viện, hắn sống nhiều năm như vậy, dựa vào vốn hiểu biết của hắn, như thế nào lại nghe không ra lời này Bạch Sơn đến tột cùng là dối trá hay là chân thực, liếc mắt nhìn thật sâu Bạch Sơn đang mỉm cười. Hổ Kiền cũng không nói gì thêm. Hắn rõ ràng. Con người này mấy năm nay trở nên nổi tiếng, được truy phủng, hiện giờ bị Tiêu Viêm đánh cho tan danh tác tiếng, trong lòng tất nhiên cực kỳ không cam lòng. Bất quá hy vọng hắn sẽ không làm gì việc ngốc nghếch. Hổ Kiền cũng không cho rằng một người dám bằng lực lượng của bản thân tại Gia Mã Đế Quốc khiêu chiến một cái tông môn. Két, âm thanh cửa phòng mở ra lặng lẽ vang lên. Cùng lúc, một đạo thanh âm kèm theo cũng đi vào phòng phó viện trưởng. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đến, lão giả nhìn hướng ba người Bạch Sơn. Nói, các ngươi ngày sau đi vào nội viện. Nói không chừng còn muốn cùng nhau tranh đấu,
cho nên không cần phải tức giận hay làm gì các tân sinh khác, nếu không đoàn kết, hậu quả cũng chẳng tốt. Bên trong nội viện thực lực vi tôn. Nắm tay ai cứng hơn thì mới có thể đạt được đến điều kiện tu luyện tốt nhất, ở nơi này, các ngươi có bối cảnh gì cũng vô dụng, kể cả ta, thời điểm nói xong một câu cuối cùng. Hổ Kiền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Gia. Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, Hổ Gia mặc dù không nói nhưng cũng là gật gật đầu, không lâu sau khi Hổ Kiền nói xong. Nơi cửa phòng, hai bóng ảnh chậm rãi tiến lên. Ánh mắt quét mắt một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại tại trên người Hổ Kiền. Hai người tiến lên hai bước, không người hành lễ, thoáng dừng lại một hồi trên khuôn mặt Tiêu Viêm. Thời gian gần 10 ngày từ lúc Tiêu Viêm đi vào Gia Mã Học Viện. Đây là lần đầu tiên Hổ Kiền đối diện cùng đệ tử nổi tiếng nhất học viện ở cự ly gần như vậy, bình thản, ôn nhã. Ấn tượng đầu tiên của Hổ Kiền là như vậy. Thế nhưng hắn lại cười khổ một tiếng. Hai từ này cùng Tiêu Viêm tại thời điểm chiến đấu đã biểu hiện ra sự cuồng dã chính là hai cái khái niệm hoàn toàn đối nghịch. Đôi con ngươi tối đen như mực của Hổ Kiền cẩn thận nhìn chăm chú Tiêu Viêm sau một lúc lâu, sắc bén ánh mắt của hắn rốt cục cũng nhận ra trong đó ngoại trừ sự bình thản còn thêm một chút giống như hỏa diễm, táo bạo và bộc phát giống như một tòa núi lửa có thể bùng nổ ra một năng lượng khủng bố bất kỳ lúc nào. Xem ra, hẳn là liên quan với việc hắn nắm giữ được dị hỏa. Ánh mắt quét qua thân thể Tiêu Viêm một chút. Hổ Kiền thế nhưng cảm giác được tính chất đấu khí trong cơ thể đối phương, thủ đoạn như vậy không hổ là phó viện trưởng của ngoại viện Già Nam Học Viện, các ngươi đều đã đến đây. Ta đây cũng không làm khó. Các ngươi cũng có thể biết mục đích các ngươi tới đây. Từ ghế đứng dậy, Hổ Kiền mỉm cười nói, các ngươi là 5 người đứng đầu trong cuộc thi tuyển lần này. Dựa theo quy củ, có đủ tư cách tiến vào tàng thư các thử vận khí, nói xong. Hổ Kiền đi vào phía sau vách tường. Bàn tay tùy ý vỗ vài cái, một trận thanh âm trầm thấp vang lên. Chợt một thông đạo tối đen xuất hiện trước mặt 5 người Tiêu Viêm, đi theo ta. Hướng 5 người ra lệnh, Hổ Kiền dẫn đầu đi vào thông đạo tối đen, sau đó Hổ Gia với vẻ mặt tò mò cũng không chút do dự đi theo. Tiếp theo là Ngô Hạo, Bạch Sơn, bọn họ đều cũng lần lượt tiến vào, Tiêu Viêm lôi kéo Huân Nhi. Thật cẩn thận đi vào thông đạo tối đen. Lịch lãm mấy năm nay tạo ra cho hắn tính cẩn thận cực cao, sau khi đi vào thông đạo. Tiêu Viêm mới phát hiện. Trên vách tường thảm một hạt dạ minh châu cực lớn. Ánh sáng chiếu xạ nhàn nhạt làm thông đạo trở nên có phần mờ ảo, bất quá bấy nhiêu ánh sáng đối với đám người Tiêu Viêm mà nói. Cũng là đã muốn đủ, trong thông đạo an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang lên. Tiêu Viêm ánh mắt quét quét tại trên người Hổ Kiền đang dẫn đường phía trước. Tay nắm Huân Nhi hơi siết chặt lại một chút, là một người mới đến, đối với Già Nam Học Viện hắn thật sự là không biết, vị phó viện trưởng kia tính tình như thế nào, dường như nhận thấy được sự khẩn trương của Tiêu Viêm. Huân Nhi vỗ nhẹ bàn tay, hướng về phía hắn lắc đầu mỉm cười, Tiêu Viêm gật gật đầu, hít một hơi thật sâu dần dần khôi phục trấn định. Bước chân cũng nhanh hơn một chút, hành tẩu trong thông đạo khoảng nửa giờ. Một chút ánh sáng rốt cục thì xuất hiện tại cuối thông đạo. Trong thông đạo mấy người bước đi đều là nhanh hơn rất nhiều, sau một lát, rốt cục thì từng bước đi ra bên ngoài, ánh sáng chói mắt từ phía chân trời rơi xuống. Theo quán tính đám người Tiêu Viêm nhắm chặt lại hai mắt, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở chợt giật mình nhìn cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt, lúc này trước mặt đám người Tiêu Viêm. Rõ ràng là một cốc rãnh. Vách tường kia một đường hướng về phía trên kéo dài ra. Cuối cùng cho đến cuối tầm mắt, tại bên trong ba mặt vách đá. Vừa vặn có một khu đất trống cực rộng lớn. Tại đó, có một tòa lầu các khổng lồ mang đậm phong cách cổ xưa có chút làm người ta líu lưỡi, ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên một tấm biển có vẻ xa xưa ở phía ngoài lầu các. Như ẩn như hiện, ba chữ từ từ hiện ra, tàng thư các, chữ viết cổ xưa, mặc dù trải qua sự tàn phá của năm tháng mà đám người Tiêu Viêm lại vẫn có thể hoàn toàn nhận ra ý cảnh cổ xưa ở bên trong ba chữ kia. Không hổ là tàng thư các thần bí của ngoại viện Già Nam Học Viện. Chỉ là tấm biển đồng này lập tức đem thân phận nó bày đi ra, Hổ Kiền mang theo 5 người chậm rãi đi hướng tàng thư các. Khi đi vào khoảng cách 20 thước, đột nhiên dừng lại, hướng phía tàng thư các ôm quyền nói, lần này 5 người đứng đầu cuộc thi tuyển của nội viện đã có kết quả. Dựa theo quy củ, ta dẫn họ tới chỗ này. Mời chư lão mở cửa,
Lời nói của Hổ Kiền mang theo đấu khí không ngừng bồi hồi trong khe núi thật lâu không tiêu tan. Lời nói của Hổ Kiền truyền ra không lâu, Tiêu Viêm gắt gao chăm chú vào tàng thư cát, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt mạnh mẽ di động, cuối cùng dừng lại tại hai thân ảnh mặc áo bào màu tro đang ngồi xếp bằng trước cửa. Lúc trước, tại thời điểm tiến vào, hắn rõ ràng nhìn thấy nơi này căn bản không có ai, mà bây giờ, hai cái người mặc áo bào tro này lại giống như là vốn đã ngồi ở chỗ kia đã lâu. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, làm cho Tiêu Viêm trong lòng có chút lạnh lẽo cùng khiếp sợ. Chính vì vậy, hứng thú của hắn đối với tàng thư các này cũng là càng ngày càng lớn. Có thể làm cho già nam học viện đối đãi trịnh trọng như vậy. Chỉ sợ bên trong cất chứa cũng không phải là vật bình thường rồi. Không hổ là già nam học viện tiềm lực sâu xa, âm thanh Hổ Kiền chậm rãi tiêu tán trong sơn cốc, hai vị áo bào tro lại không có chút động tĩnh nào. Giống như không hề nghe thấy, nhận thấy lời của mình nói không có phản hồi, Hổ Kiền cũng không lên tiếng lần nữa, vẫn duy trì tư thế ôm quyền, im lặng chờ đợi. Phía sau Hổ Kiền, đám người Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, cùng liếc mắt nhìn nhau, ngay cả người tính tình vô pháp vô thiên như Hổ Gia, cũng thức thời vẫn duy trì nín lặng. Nơi địa phương thần bí này, chưa ai từng đi tới, bất quá địa vị của Hổ Kiền tại ngoại viện của già nam học viện cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh, thế mà bây giờ khi hắn đang quay mắt về phía vị áo bào tro, cũng là khách khí như vậy, từ đó đủ để nhìn ra vị áo bào tro thủ hộ tàng thư các này đích thực là khủng bố, hắn mặc dù vô pháp vô thiên, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, biết cái gì có thể chọc vào, cái gì không thể chọc vào, trong im lặng. Ngón tay Tiêu Viêm giấu trong tay áo lại nhẹ nhàng sờ chiếc nhẫn đen nhánh mang phong cách cổ xưa một chút, đôi lông mày không nhịn được cau lại, hắn phát hiện, trước và sau khi hai gã thần bí áo bào tro xuất hiện, Dược lão vẫn cùng mình luôn tồn tại mối liên hệ như ẩn như hiện, thế nhưng hiện tại lại vô tâm vô tích, loại tình cảnh này lần đầu tiên xuất hiện kể từ lúc cùng Dược lão tiếp xúc, loại liên hệ này là cả hai đều đồng thời chủ động, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có chủ động đoạn tuyệt liên hệ, như vậy rất hiển nhiên. Đây là do Dược lão chủ động cắt đứt đi, đối với loại sự tình này, từ trước kia Dược lão chưa bao giờ làm, mà bây giờ Tiêu Viêm mở trừng hai mắt, ánh mắt nhìn phía lầu cát, chỗ hai gã áo bào tro, trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi, có thể làm cho Dược lão phải kiên kỵ đem tất cả liên hệ cắt đứt đi, hai người này thật sự là đáng sợ a, không thẹn già nam học viện, tàng long ngọa hổ a. Không khí yên tĩnh ở trong sơn cốc bảo trì trong vòng gần 10 sau. Hai gã áo bào tro ngồi xếp bằng ở nơi cửa chính lầu các áo bào lúc này mới có chút động đậy, đôi mắt thản nhiên như của một vị lão sư từ từ nâng lên, theo thứ tự nhàn nhạt đảo qua ở trên người Hổ Kiền, cuối cùng bỗng nhiên dừng tại trên người Tiêu Viêm, áo bào có chút rung lên, tiếng khàn khàn kinh dị rất nhỏ lặng yên truyền ra, dị hỏa, trong sơn cốc yên tĩnh thanh âm rất nhỏ chậm rãi vọng vào trong tai đám người Tiêu Viêm, không biết tục danh của vị tiểu hữu này. Một vị áo bào tro, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong thanh âm khàn khàn cũng là lộ ra vài phần tang thương của năm tháng. Nghe vị áo bào tro lại bỏ qua Hổ Kiền mà hướng Tiêu Viêm đặt câu hỏi, mấy người trong cốc đều là ngẩn ra, chợt quay đầu đem ánh mắt khác thường ném về phía Tiêu Viêm. Trước thái độ tôn kính mà Hổ Kiền đối đãi với hai vị áo bào tro, rõ ràng hai người này tại già nam học viện có địa vị phi phàm, mà Tiêu Viêm có thể làm cho hai người này đối với hắn sinh ra một chút hứng thú, loại đãi ngộ này làm cho đám người Hổ Gia âm thầm đố kỵ. Đối với câu hỏi của vị áo bào tro, Tiêu Viêm đồng dạng ngẩn ra. Chợt vội ôm quyền cung thanh nói, tiểu tử Tiêu Viêm ra mắt nhị lão, Hỏa Thiên Thanh. Hỏa liên như núi lửa. Nếu lão phu nói không lầm, ngươi điều khiển chính là dị hỏa, bài danh thứ 19 Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Âm thanh già nua bồi hồi bên tai Tiêu Viêm, làm cho hắn đang bình tĩnh bỗng trở nên căng thẳng. Trong ánh mắt nhìn về phía hai vị áo bào tro toát ra sự kinh hãi. Từ sau khi thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vị thần bí áo bào tro này là người đầu tiên chỉ qua một cái liếc mắt đã khám phá ra mình có dị hỏa trong người, ngay cả khi mình còn chưa thi triển ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Người này thật đáng sợ, yết hầu cuộn xuống. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn sang đám người Huân Nhi bên cạnh, phát hiện bọn họ giống như không có nghe thấy câu nói của vị áo bào tro. Không khỏi sửng sốt. Chợt trong lòng giật mình. Chỉ sợ hai vị thần bí áo bào tro đã dở thủ đoạn, nghe được lời này của vị áo bào tro. Hổ Kiền thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, một khi đã như vậy. Vậy liền thỉnh nhị lão giải bỏ không gian cấm chế, không gian cấm chế. Danh tự xa lạ. Làm cho đám người Tiêu Viêm sửng sốt, Tiêu Viêm ca ca, nhìn xem.
Phó viện trưởng Hổ Kiền ở phía trước. Giọng Huân Nhi hạ xuống, bỗng nhiên truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa ngẩng đầu nhìn, mới bắt đầu trên khuôn mặt còn có chút nghi hoặc, một lát sau, dần dần tiêu tán, chuyển biến thành một mảnh ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không gian trước mặt Hổ Kiền nửa thước. Một lát sau, Tiêu Viêm phát hiện, không gian nơi đó, nếu nhìn kỹ, dĩ nhiên có thể phát hiện một ít sóng gợn cực nhẹ, sóng gợn đó giấu ở bên trong không gian, rất khó bị phát hiện. Ánh mắt dõi theo sóng gợn di động như ẩn như hiện, cuối cùng hắn phát hiện rõ ràng, mảnh không gian gợn sóng dường như tạo thành một cái vách tường, đem toàn bộ tàn thư cắt chắn tại phía sau nó. Kết giới không gian cấm chế, chỉ có cường giả đấu tôn tuyệt mạnh mới có năng lực bố trí, không gian cấm chế này là do một vị tiền bối trong học viện lưu lại mấy trăm năm trước, nếu như bên trong không có nhị lão dùng thủ pháp đặc thù mở ra, cho dù là đấu tôn cường giả, cũng không thể xông vào được. Dường như biết được đám người Tiêu Viêm đang mờ mờ mịt, Hổ Kiên giải thích, đám người Tiêu Viêm giật mình gật đầu, nhưng trong lòng lại thoáng cảm giác hoảng sợ, ngay cả đấu tông cường giả đều cũng bất lực trước kết giới, điều này cũng thật sự là đáng sợ. Trên lầu, hai đôi bàn tay gầy guộc của hai vị áo bào cho chậm rãi lộ ra từ trong tay áo, chợt ngón tay chậm rãi vung ra tạo thành thủ ấn, mà theo thủ ấn của bọn họ, đám người Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, hai cổ dao động vô hình cực kỳ hùng hồn đang ở từ bên trong bàn tay bọn họ truyền ra như sóng cuộn, dao động vô hình dần dần khuếch tán, cuối cùng thì cùng những sóng gợn không gian tiếp xúc cùng một chỗ, hai dao động vừa tiếp xúc, nhất thời không gian trước mặt đám người Tiêu Viêm ngay lập tức giống như được tạo thành từ một khối nước, không ngừng nổi lên từng vòng gợn sóng, một lát sau, gợn sóng đình chỉ, hình thành một cánh cửa, như bị bàn tay vô hình chậm rãi xé rách mà mở toang ra, đi thôi. Nhìn thấy cánh cửa không gian, Hổ Kiền phất phất tay dẫn đầu đi vào. Sau đó, đám người Tiêu Viêm chậm rãi đuổi theo sau, cẩn thận tiến vào phiến cửa vô hình. Một chân vừa bước ra từ cánh cửa vô hình, Tiêu Viêm lập tức phát hiện trước mắt trở nên sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía lầu cát, liền biết rằng, bọn họ thật sự đã tiến nhập vào trong vòng không gian cấm chế. Ha ha, làm phiền nhị lão. Đứng ở phía ngoài lầu cát, Hổ Kiền quay về phía hai vị áo bào cho ngồi xếp bằng dưới đất cười nói, nhiệm vụ mà thôi. Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt chậm rãi vang lên, thân thể hai vị lão nhân thần bí ngay cả một chút rung động cũng không có. Hiện tại các ngươi tự mình đi vào tàn cát đi, nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi muốn cái gì, cũng không được cưỡng cầu, bởi vì các vật bên trong đều được tăng thêm tầng năng lượng bảo hộ. Nếu tay của ngươi có thể xuyên qua tầng năng lượng bảo hộ mà không hề trở ngại, như vậy chính là ngươi có thể lấy đi đồ vật bên trong. Đương nhiên, mặc kệ ngươi có thể cầm lấy bao nhiêu, đều có thể mang ra tàn thư cát. Chỉ có một điều nhắc nhở, ngàn vạn không nên có lòng tham, nếu không kết quả là sẽ chỉ là công giả tràng, mà nếu các ngươi không thể xuyên thấu tầng năng lượng bảo hộ, vậy liền buông tha đi, chỉ bằng thực lực của các ngươi, vẫn chưa thể phá được chúng, mấy năm nay hàng năm đều có người đi vào tàn thư cát, mà cuối cùng tay không trở về cũng không phải là số ít, cho nên, hết thảy chỉ có thể tùy duyên, không chiếm được, cũng không được cưỡng cầu. Ngón tay hướng tàn thư cát, Hổ Kiền quay đầu đối với đám người Tiêu Viêm chỉ đạo. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm gật gật đầu, cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nhấc chân hướng tới tàn thư cát bước vào. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Tiêu Viêm, Huân Nhi đi sau cùng, mấy người xuyên qua bãi cỏ trước mặt thư cát, cuối cùng bước lên chiếc thang đá gồ ghề mang dấu vết tàn phá của năm tháng. Trên thang đá phủ kính rêu xanh, bàn chân dẫm lên có chút trơn trượt, bất quá như vậy đối với đám người Tiêu Viêm mà nói cũng không có trở ngại gì. Sau khi theo cầu thang đá đi lên, đi tới tàn thư cát trước mặt, ngẩng đầu nhìn tấm biển cổ xưa, một cổ cảm giác hoang vắng, từ bên trong tấm biển lan tràn ra, động lại ở trong lòng mọi người, thật lâu không tiêu tan. Khụ, tiếng ho khan khàn khàn bỗng nhiên vang lên, đem năm người Tiêu Viêm từ bên trong trạng thái thất thần bừng tỉnh, năm người đều là sửng sốt, nhanh chóng chuyển dời tầm mắt khỏi tấm biển. Thật là một tấm biển quỷ dị, thậm chí có ma lực hấp dẫn tâm thần con người. Tàn thư các khắp nơi đều là lộ ra hơi thở thần bí như vậy. Tiêu Viêm cúi đầu, ở trong lòng sợ hãi thầm, vào đi thôi, cánh cửa chỉ có thể mở ra một giờ sau, mặc kệ có đạt được vật cần thiết hay không, các ngươi đều cũng phải đi ra. Tại bên trái năm người, một vị áo bào tro, áo bào như bị gió nhẹ phất động, một tiếng kẽo kẹt chợt phát ra từ đại môn đang đóng chặt, của từ từ mở ra, lộ ra một thông đạo tối đen, đại môn rộng mở. Một cổ hơi thở thê lương từ xa xưa liền phải trực diện vào mặt, làm cho đám người Tiêu Viêm vội vàng giữ vững tâm thần, không dám có chút ý niệm nào khác. Đầu lĩnh là Hổ gia,
hít sâu một hơi, sau đó dẫn đầu trước tiên bước vào tàng thư các, kế sau đó là Bạch Sơn cùng Ngô Hạo thoáng chần chờ một chút nhưng cũng theo sát phía sau. Đi thôi, Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi lôi kéo bàn tay Tiêu Viêm, nhìn ba người hổ gia biến mất vào bên trong thông đạo hắc ám, mỉm cười nói, ân, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm gật gật đầu, khóe mắt đảo qua hai vị áo bào cho thần bí hai bên, chợt lôi kéo Huân Nhi, đi vào tàng thư các, cuối cùng chỉ còn tiếng bước chân rất nhỏ bên trong sau đó lặng yên biến mất. Sau khi năm người toàn bộ đi vào tàng thư các, đại môn đang rộng mở, lại tiếp tục kẻo kẹt chậm rãi khép lại hoàn toàn. Nhìn lại đại môn đóng chặt lần nữa, Hổ Kiền khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, cười nói, hy vọng những tiểu tử này có thể lấy được thứ thích đáng, có thể đi vào tàng thư các của già nam học viện, đây chính là cơ duyên khó cầu a, không được bỏ qua a, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.